Hello. Hello các chị thân yêu. Như chào cả nhà. Trưa nay vào với Diệu nha. Chắc cả nhà cũng biết là em Diệu đang đang để like trưa nay dành cho sản phẩm gì rồi ha. Là sao vậy? Quay cái cánh xuống. Ủa quay là đưa đây, quay là bấm cái khác mà. Chị biết rồi nhưng mà nó không có cái số gì đây hết. À hết pin đó phải không? Ai biết đâu. Tự nhiên nó không có con số nào. Chắc hết pin rồi. Bấm cho nó quay xuống, tự nhiên nó quay quạt lên trên trời. Coi cái pin nó sao đi, nói mọi người kiểm tra coi. Hello các chị yêu. Giờ phải đổi chỗ ra ngoài live, giờ không có live ở trong phòng live. Lên hóng áo trắng phải không? Đợi vừa xíu nha, áo trắng á là bên kia đang giao qua cho Diệu, mình chưa tới, bây giờ Diệu sẽ like lên trước rồi like áo khoác. Mấy lên này á, nếu mà các chị lấy luôn nha, tại vì mấy mẫu này Diệu tính nó thật sự là để Tết bán đó. Tết bán mà, nhưng giờ vừa thấy khách vừa nhìn xong khen nhiều lắm, với cũng kêu Diệu chốt thêm vài mã thôi thì em vừa like luôn. Thì ai mua trước thì mua thôi, còn không mình mua sau cũng được, nhưng mà vừa sợ đến cái hình đẹp á, các chị muốn mua lại không còn thì chỉ sợ vậy thôi. Duyên hello, hôm qua không chốt được món nào, uhu tại sao vậy? Chị không có đẹp nên không có chốt phải không? Chị Tố bên hàng organic, chị ơi một tuần nay hiện tại là em đặt cũng nhiều lắm mà nhưng hàng organic bên Trung hiện không có, chưa có về được. Nếu mà ai mà đi hàng Trung mà liên tục như em á, một tuần cứ về ngày nào cứ hai ngày là đều có hàng mới từ Trung về á, thì sẽ biết là một tuần nay bên Trung là đang giống như người ta test covid lại á, nên người ta không có đóng, nói chung là cái chỗ vận chuyển người ta không có đưa hàng về được, nó ứ lại hết rồi, nó ứ lại hết ở đó rồi, chưa có về được. Thì em nghĩ có thể hết tuần nay bắt đầu hàng mới bắt đầu về lại. Nhiều lắm, em cũng đặt nhiều mà em không biết là sẽ về được chuyến hàng nào. Thì trong đó có organic rồi, có đồ nhút rồi luôn. Nên áo cái len này nè, mặc dù thấy không có nóng nha cả nhà, len lông thỏ nó mát chứ không có nóng mà, nhưng nó là cái khoác mà, nó khoác là dễ. Khoác đồng ra giá dù có đâm rồi 230, tôi đảm bảo cả nhà nha, đúng hàng rất là mềm, hàng cao cấp, cầm lên cái áo là cứ như 400-500 ngàn á, phải như vậy nó mới xứng đáng cái giá tiền á. Thì mấy áo này cả nhà ơi, nếu ai thích thì cứ vài cái để mặc khoác cho chơi đi các chị, rất là đẹp luôn. Mấy mẫu này là năm nay đang hot này, như nhìn nó sang vải đẹp quá rồi thì không nói rồi, nhưng mà cái màu sắc, cái họa tiết á, cái hình đồ vậy á, nó nhìn nó sang. Mặc lên mấy áo này các chị đi tiệc á, nếu mà mặc đầm á, mặc áo này ở ngoài đi tiệc á cũng đẹp lắm nha. Còn trẻ, cái này là trẻ hay lớn tuổi hay em nhỏ tuổi gì cũng vô được, nó dễ lên lắm. Mặc mát nha, mặc mát quá. Vào mùa này thì ok rồi. Dù có nói với cả nhà là thường á, em mà đăng bài là em sẽ nói luôn cái giá. Từ khi một số mã là giống như em chưa kịp làm thì em đăng để em nói hẹn cả nhà vào trưa nay nha, em đang kịp, chưa kịp soạn thôi. Chứ mà em mà thường mà em báo trước cho cả nhà để em cả nhà biết giá, có thể đi tham khảo với những trang khác, cứ so sánh giá. Nói chung cái này là quyền lợi của khách hàng mà, cần chất lượng thì vừa đảm bảo đó, khi nào vừa cũng nói rồi, cái chất lượng vừa phải đặt lên hàng đầu, giá cả là thứ hai. Nhưng mà ai mà mua bên nhà vừa thì biết vừa về hàng trực tiếp tại bên Trung, nên thành ra cái giá gần như là rất là sát sát luôn rồi, coi như là mình cũng làm mình mua đi bán lại vẫn còn được đó, nghĩ cứ nghĩ vậy đó. Chào tất cả các chị, áo khoác thì có rất là nhiều mã nha các chị. Trước đây vừa có đăng rồi đó, rất là nhiều mã rồi, cả nhà vào hết video chưa? Bây giờ vừa lên ha, bây giờ em vừa sẽ lên cho mình nha. Rồi giờ mới chia sẻ hả? Hôm nay vừa ngồi gần chút xíu vì vừa like áo chứ. Cái áo mà 235 mà áo thiêu á, nếu mà năm ngoái ai biết là sẽ rơi vào cái giá tầm 260 hoặc 290, nói chung 260 ít mà, nhưng 290 hoặc 300 mấy là nhiều. Thì đợt này á là em gom về cái số lượng rất là nhiều, thì em làm cho cả nhà đồng giá là 235 ngàn là áo thiêu á. Thì chút nữa người ta đang giao hàng qua cho Diệu, nghĩa là đi gom hết tất cả số lượng bao nhiêu Diệu cũng lấy.
là phải 500 đến 1.000 áo á thì mới được cái giá đó cho cả nhà. Thường mà là vì các chị biết không, bán trên line này á, chênh lệch 10.000 cũng là tiền đó. Nếu mà 100 cái là có phải ra bao nhiêu rồi, các chị cứ tính đi. Nên nên cái lời là chênh lệch của vậy đó. Rồi. Rồi, em lên áo nha. Áo này các chị ghi mã 1 đi, mở hàng đi cho vui vui. Hàng này các chị để ý nha, nếu mà khách mà để ý á, nhìn nó có hai chi tiết này. Một bên này, bên này. Mặt bên này rất là trẻ đẹp. Khách em còn mua làm quà tặng nữa mà. Này đẹp. Rồi, lên áo này trước đi. Vậy à. Okay. Mã đầu tiên nha các chị nha. Mã một nha các chị. Mã một cho chị Duyên Tạo. Ok chị Duyên Tạo nha. 65kg chắc ký, chắc chắc. Còn 70kg thì có thể là phải mở nút. Chị nhìn áo dày rồi em lắm rồi ơi. Cảm ơn Phạm Nguyên nhiều nha. Cảm ơn tình yêu nha. Trên like khách hàng nhiều lương nghe thông tin giúp shop nha các chị nha. Lên dùng dầu dùng cho dầu nha. Mã một mi fan. Chào anh chị Phạm Nguyên. Mị Phan ơi, sau đến nhà em liên hệ cho chị mà lại không được. Mị Phan ơi. Chào đó bạn, ok. Mị Phan cho chốt cho chị Mị Phan, ok. Trên like nhiều ngày tư vấn các chị nha. Đẹp á. Rồi Mị Phan này, cái thứ hai này. Trời ơi. Tiền Lê. Mạ một cho Hà Thị Ella. Để ý nha, để ý nó hai chi tiết nha các chị. Áo qua mạ một cho chị Trần Vi. Mấy này mà các chị mà bảo qua thế okay, em cũng Phan đã có hàng mạ một cho bên Hoàng. Tại vì hàng này các chị gần đứt tiệc từ 230 đồng giá nha các chị. Rất là đẹp luôn. Coi rõ không em? Coi rõ không? Máy ok hết không? Ok đẹp ha. Đẹp gái, vô đẹp gái các chị được chưa? Phải nhìn, phải đập vào mắt các chị là à, phải tươi được, Phan. Được đã. Mà một cho chị Vi Kha. Áo này không có la, không có sai đâu các chị thân yêu nha. Tuyệt đối không có sai. Mà một cho chị Trân Tàu. Cảm ơn chị Phan lên nha. Mà một ok cho chị Vinh Nguyên. Các bạn mới đọc bài giúp xong khi kèm đồng ý chuyển khoản. Áo mặc đẹp lắm mà sang nữa. Thảm Nguyên là mua thử để coi mặt có bị ngứa không. Là khách vừa mặc lên nhiều chị bị ngứa. Là dị ứng á. Da đâu có mà đưa lên cái áo này là ok, duyệt liền. Không, các chị phải công nhận nha. Cái áo này phải sang, cứ chữ sang là không. Phải đảm bảo với khách nha. Khách lên mã 1 đi. Khách lên mã 1 cho Diệu nha. Cho luôn, cho luôn đi. Giờ lên luôn. Mã 1 cho chị Dung Ngọc. Lên rất là đẹp. Các chị ơi, nay vừa ngồi gần cho các chị để các chị. Có thể là gần chết ở trong vậy nha. Cả nhà ơi. Vừa không có để các chị thất vọng đâu. Mà một chị đó. Cái này là thực sự là hàng để dành là bánh Tết. Có đồng cơ hàng các chị à. Ok. Có. Đây. Mà một cho chị Phú Bùi. Nhiều lắm. Vừa đây là mới một góc thôi là mấy bạn soạn cho vừa để chút vừa bắt like. Một góc thôi, một nhỏ. Đến 3 cái là bỏ em đi nha. Đến 3 cái. Nhưng mà khoác 70 vừa nha, Thúy Trần nha. Khoác 70 vừa. 70 là không gầy nút nha. Còn mà 65 thì gầy nút. Nhưng mà em nói rồi, nhiều lỡ bung ra rồi chứ khách áo chị em mua rồi đẹp mình như em nói. Cảm ơn chị Nhung Hoàng nha. Đó, áo chị mua rồi đẹp mình như em nói, vừa đảm bảo nha. Mình cái từ mình là chắc chắn là vừa không để các chị thất vọng đâu. Còn cái mẫu mã là thôi khỏi phải nói nữa rồi. Khoác cũng là có nhiều nhưng mà các chị để ý những cái gam cái dạng này này các chị mặc vào sốt mà nếu mà cái lúc mà nó hot là cả 500-700 tiền triệu chuyện bình thường. Nếu mà đúng là hàng xịn đó nha. Và vừa đang bán cho các chị đúng hàng xịn, vừa không có để các chị thất vọng đâu. Cái này là vừa có một quảng cáo với các chị là vừa okay, để Tết đó, vừa muốn các chị mua cho một chị cái. Nhưng mà nhiều chị nhìn rồi khen quá xong rồi vừa lên luôn. Tết đến Tết tính sau, Tết có hàng khác thì tính. Còn có thôi coi như là bán trước Tết luôn đó. Cái này là thực sự là mùa. Em là em cũng để lại rồi, nhà em với bà ngoại với chị gái mà em còn để lại mấy cái họa tiết á, em còn gửi qua bên nước ngoài cho chị gái em luôn mà. À, vì bên Canada một lần. Thảo Ma có hàng nha, ok nha chị nha. Nó mình nó rất là ok. Mà một chiều nhận. Áo lên các chị nghe tư vấn lại nha các chị nha. Áo giá bán đồng 230.000, 65kg đối với gài nút nha các chị. Quá thì không cần gài nút thì đến 70-71 rồi thoải mái nha. Yên tâm qua đi mọi người một. Ơi, không ngứa, êm lắm, mặt sướng lắm. Chị Phạm Nguyên nói, tại chị Phạm Nguyên chính là chị ấy nói để chị mua thưa trước mặt thử coi có bị ngứa không. Mà một cho cô Phì, chào xong, cô Phì nha. Đi mà. Xong bây giờ chị ấy mua xong rồi chị ấy ghiền. Ôi cái này khoác của chị khoác bình thường chứ có gì đâu.
mà một cho chị Tô Thị Kiều. Len là khoác rất là dễ chứ. 230.000 đồng giá. Hôm nay là các chị mua len là thoải mái luôn nha. Cái len lông thỏ là nó mềm lắm, mềm mà mềm không không có lo đâu. Rồi mã 2. Mã 2 nó cùng với mã 1 y chang nhưng mà cái màu nó nhạt hơn thiệt. Mã 1 cho Độ Dung. Nhìn cái áo nó sang. Đừng lo các chị ơi, mấy này em không bán để các chị để mấy khách đâu. Mã 1 cho chị Linh Linh. Bao sang mà. Mã tiếp theo lên màu áo màu nâu mã 2 nha các chị nha. Áo lên sọc cho chị Phạm Phương rồi lấy mã 1 đi. Mềm cực kỳ mềm áo này. Áo này mà các chị ơi. Mã 1. Em bé còn lên, em bé còn thích nữa. Rồi mã 1 con cá ha. Ok, bắt đầu chốt tên mã 2 nha, mã 2 màu nâu nha chị. Quanh vô mặc bữa vừa bán là 120.000 bán hết mã 2 Nguyên Nguyên. Các đồng mới đọc bài YouTube shop ghi kèm đồng ý chuyển khoản hoặc đồng ý cọc mã 2 Hồng Lịch, hai cái mã 2. Quỳnh Phương các đồng mới ghi kèm đồng ý chuyển khoản nha. À. Em rồi, tôi okay. Chốt đi chốt cho Quỳnh nha. Ok nha. 500 700 còn sợ sợ. Chứ mà 200 mấy cứ tìm từ tin chốt đi. Mua hàng vì đam mê nhà nhiều chứ mua chưa mặc cái nào. Chưa mặc cái nào luôn. Trời ơi, sao chưa mặc cái nào được. Tương đương. Mã 1 mặc hết nha các chị nha. Đây đây mã 1 này. Rồi lấy mã 1 đó đi. Mặc mà mặc chưa hết đó. Các bạn mới đọc bài YouTube shop cái kèm đồng chuyển khoản cho các chị. Đây. Gì? Mã 1 con. Rồi đưa đưa mã 1 là. Mã 2 cho chị Hồng Linh. Rồi mã 1 con nha. Mã 1 là đen. Mã 2 Hà Thúy, hai cái mã 2. Rồi. 3 cái mã 2. Mã 2 cho Phạm Phương. Ok là 3 cái nha. Ok chị. Mã 1 cho chị Lam Điệp. Kì kéo qua đây ngồi chút cho cái đường nó khỉnh cho ai đi đi đi. Cố để vô chồng. Ngồi trên chân chị coi như đọc cho khách nghe luôn. Chị vô mặt đẹp quá. Lấy đi bé Quỳnh ơi, cái này mặt đẹp lắm em. Vải mềm lắm. Các đồng mới đọc bài Diêm Dục Shop khi kèm đồng ý chuyển khoản cho các chị. Toàn bà con tôi vào mua không nữa nè. Tư vấn cho các chị nha. Bà con ở quê có tôi vào cùng mua nè. Mã 1 cho chị Trân Thảo. Ơi. Hả? Sao vậy? Cát nha. Có giống mà. Cát. Thì Thúy mọc bóc ra cái áo có phải. À cái viền, cái viền. Cái viền khác. Không, cái hòa tiện nó khác. Khác 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 rồi mã 1 chị nào không có nói lại đi. Nói lại mời. Đây đây, dù đổi cho mã 1 hết mà. Mã 2. Cái này là sao này, cái màu cái này là của mình. Rồi ok, qua mẫu. Rồi em dự bị cho chị Trân Thảo, xin lỗi chị Trân Thảo là mã 1 của mình là hiện tại không có chị nha. Em dự bị cho mình hoặc đổi mã lên những cho cái sản phẩm mà em mời các chị, giống như hồi trước em bán cái quần này 120.000 em nói các chị lấy đi. Rồi, mặc tiếp theo, mã 2 nha các chị nha. Đến khi mà em làm mặc làm mẫu á, nhiều người hỏi lắm. Rồi, xong, ai không có đọc lên cho khách để khách biết. Rồi chị Châu Thúy Tư Được và chị Trân Thảo là không có mã 1 nha các chị nha. Shop rất là xin lỗi, mình đổi sang mã khác giúp em. Mã 2 cho Trung Nguyên. Rồi. Mã 2. Xong rồi. 230.000 một áo nha các chị nha. Em sẽ bán phía ngoài trước, phía trong này lại bán sau. Nói chung hôm nay các chị lấy hết cho em là được. Mấy có ngàn mấy cái thôi. Nhìn nó to vậy chứ có ngàn mấy cái thôi. Mà chị vô đang mặc mình chốt mã 2 nha các chị. Rồi nha. Chuyển mã liền đi chị. Đây đây. Đừng bấm chuông nữa. Ê, đó. Ok, Diều biết rồi, để Diều ra nhận cho. Em cố đứng dậy đi. Order và Diều là bao chất luôn. Cả nhà ơi, yên tâm chốt đi. Diều bác, nói chứ bán đồ cái gì chứ uy tín với khách hàng là phải đảm bảo chứ. Mình đâu phải 200 mấy ngàn để mất khách. Trưa nay có hai siêu phẩm thôi nhưng mà nó thiệt đụng vào cái đó là cái nào là gọi như là chất lượng cái đó. Các đồng mới đọc bài Diêm Dục sau khi kèm đồng ý chuyển khoản cho các chị nhá. Hai bao đó phải không? Hai mấy bao? Rồi áo chị Diều mặc mã 2 cho chị Ngọc Hiếu. Ok. Ê khoan 73 ký không được Ngọc Hiếu ơi. Diều bán 70 là cùng ngon. Bán 70 không Ngọc Hiếu nha. Rồi đóng cửa lại đi em xong chưa? Nay hàng xịn sò đúng rồi, nay toàn đồ đẹp xong rồi chuẩn bị lên mã mới nha cả nhà. Vừa chuẩn bị lên mã mới. Ok hết rồi phải không? Ok rồi để vừa lên mã mới cho cả nhà nè. Mà đang mặc đang chốt là mã 2 nha các chị nha. Vừa hướng dẫn lại để những chị vào sau á. Nếu mà 65 ký gài nút thì ok. Còn không gài nút, còn mà hơn ký thì các chị phải gài không gài nút. Nếu mà các chị chấp nhận thì lấy. Tại vì cái gài nút thì sợ các chị hơi ôm bụng rồi vậy thôi chứ len thì đương nhiên tay giảm rồi. Được từ 70 bán mấy ký bên vo thôi. Nè chất len này các chị đảm bảo nha.
hàng rất là mịn luôn. Rồi vô đi qua mã khác đây. Thôi chị nào lấy tranh thủ lấy luôn đi nha cả nhà. Rồi mã này có nhiều không Thủy? Thấy rồi chị. Bao nhiêu? Đi nó coi mà. Rồi. Này ba đi ha. Ngọc Hiếu là ok 70 ký được. Ok, rồi chốt lại cho Ngọc Hiếu nha. Mình nghe Thủy tư vấn nha các phải chị. Phải lên đó chị, lên. Mã hai lên mình chị, Ngọc Hiếu. Lên đẹp mã hai là cái nâu ạ. Đang nhìn nó là cái nâu. Trời ơi đẹp quá bà con ơi thiệt. Ê, nhìn cái áo này á phải phải nghĩ là nó phải mua. Không, các chị mà cầm những cái chất nữa các chị phải nghĩ nó là 500 với lại vô và shop xin xin nó tiền tiêu luôn được không? Đây nè. Rồi, lấy áo len nâu cho Lê Bạch này. Lấy thêm một cái mã 2 cho Lê Bạch. Rồi, bây giờ thì lên tiếp nha các chị nha. Mã 3, mã 3 này thì sẽ là có áo khoác đẹp lắm, ngay chị cần mua mấy cái nha. Nhất là trắng phải cân mua cho được. Rồi. Sài Gòn đó, Sài mà Gòn ba lên tiếng này Lê. À, Trương Thanh Lan, Sài Gòn mà lên tiếng này. Mã 3 Kinh Nguyên. Không, lấy đi các chị. Không, chị, bốc, chị qua nhà vừa dùng, vừa kêu chị cầm lên chết chị mới tin không? Thật sự nha, khách em qua nhà em ở Sài Gòn đó, em kêu cầm lên chết cái đi. Và bước vô bán lên chút. Có nhìn mã nha. Rồi kỳ đọc ai thì nghe được khác. Mã 3 cho chị Minh Nguyên. Em ơi, bưng cái hàng đó ra để. Mã 3 Dung Ngọc. Rồi, dục quá, cứ dục quá nha. Đấy thôi. Mã 3 cho chị Trần Vi. Ok, mã 3 này còn nhiều. Mã 3 cầm tú Trần Vi. Tháo ra tuyết, tháo ra. Mã 3 cho chị Tam Tân. Ok. Mã 3 cho chị Hồng Nguyên. Ok. Mã 1 đã bán hết hàng rồi các chị ơi. Quá đẹp. Mình chốt ở mã 3 nha các chị nha. Mã 1 đã bán hết rồi, mã 2 còn hàng. Mã 3 cho chị Thủy Nguyên. Mã 2 ai chốt thêm chốt nha. Có mấy áo đẹp không á. Mã 2. Mã 3 Diệp Trương. Các bạn mới đọc bài ghim giúp shop ký kèm đồng ý chuyển khoản. Mã 3 Phạm Ngân. Trên like mình nhớ ngay tư vấn kỹ khi chốt đơn nha các chị nha. Mã 3 cho Thủy Trần. Mình chốt theo mã nha các chị nha. Ngọc Trang mã 3. 30.000 đồng giá lên lông thỏ đảm bảo hàng xịn cao cấp luôn á các chị nha. Mã 3 Phạm Nguyên. Giá là 230.000. 65 kg là gài nút ok hết. Mã 3 còn Ngọc mà trên 65 kg 70 kg là bao nhiêu không luôn. Gài nút. Phạm Nguyên đã có hàng. Số điện thoại thêm mã 3 cho Ngọc Hiếu. Hay gài nút hay không gài gì. Mã 3 Mỹ Kinh Dương. Ôi em. Mã 2 cho chị Thủy Nguyên. Chân nhau 30 lấy tuổi. Lấy hai mẹ con cùng mặc một cặp bình thường. Tại cái này em nói rồi giờ các chị tin đi. Mà ba Kiều hai mấy tuổi bên mặt nha, 60 mấy tuổi bên mặt một cái áo khoác bình thường nha. Nó không có ảnh hưởng. Tại dòng này là dòng sang, càng mặc là nói chung đã xong lên đồ là đẹp thôi. Giờ ghi kèm đồng ý cọc nha chị ơi. Đã lên hàng là đẹp thôi. Mà ba Huyền Mỹ. Mà ba Trần Thường Nguyên. Cái nào cũng đẹp, cảm ơn chị Vi qua nha. Cả nhà đã nhận của nhà nhiều rồi, nhận hàng này nó mà ai nhận rồi là đi điều là chưa có mã 2 nha, đếm xem nào. Em ok đếm, rồi em tính để dành lên bán tới tên bán thực sự tới mã 2 cho chị điều hai cái mã 2 nhưng mà kiểu như cái tính này em rồi, nó hai cái mã 2 này nó máu quá các chị ơi, mã 2 đi phải gọi là quá máu đi. Rồi tiếp này, mã 3 cho Hình Phạm, mã 3 Ngọc Lưu. Áo đẹp, mặc ấm lắm, chất mềm lắm, riêng chất mềm, riêng cái chất mềm vừa bao cho cả nhà luôn. Mã 3 Nhung Bùi. Nói cái từ chất mềm á, các chị mua cho mẹ đi, mua cho mình, mua cho mẹ làm quà đi. Tết Tết đồ tới đây á, đi khoác cái áo lên. Nó không có nhiều tiền nhưng mà khoác lên rất sang. Các chị ơi, áo Song Anh khách hàng mới thì kèm đồng ý chuyển khoản nha chị ơi. 65 ký là chắc chắn thoải mái. Mã 3 và mã 2 cho Song Anh khách hàng mới đồng ý cọc. Người hai ba cái đi, đừng có bỏ qua. Mã 3 và mã 2. Em, nhà em nè, nhà em là mẹ với ba đứa gái là bốn phải không? Là bốn mà ba cho Trung Tâm là đã 25 cái rồi, đã 25 cái rồi đó. 2 và 3. À người tính ra mấy cái bao nhiêu? Vừa mẹ vừa chị gái rồi. Mà ba cho Lê Phương. Các chị mùa đông tới, nói mùa lần hơi lần mát mát thôi. Tới thì mặc bình thường mua. Mà hai cho Trần Thị Ân. Khách em đang ở Sài Gòn đang mua bình thường này. Là mà hai này, bỏ mà hai luôn. Áo à, mấy cái các chị mà mặc áo đầm ở trong cái này khoác ở ngoài vẫn đẹp lắm. Mà ba Nhung Đồng. 7-8 ký em không có nhỉ? Mã em đang mặc là mã 3 các chị nhé. Mã này mã 2 nữa, chị nào thích thì lấy mã 2. Đừng đổi nha. Mã 3 Tuyết Nga, hai cái mã 3 đây nha. Hàng này là Diều sẽ bung ra sớm. Mã 3 Minh Nguyệt. Đáng lẽ Diều sẽ đến mùa lần vừa làm. Mà nhưng đây là 3 cái thật sự nha, các chị không mua là tiếc á. Cái này mùa lần là mã 3 Bô Vi. Không còn hàng. Em đã bán, em đã bung vừa là em mã 3 Võ Vi. Không có bán là mùa lần làm còn nữa. Bán vừa là hết rồi thôi. Các chị bán mua trước đi.
Trời màu ơi. Đen là mã 3 nha các chị nha, màu đen chị vừa đang mặc là mã 3 nha. Chào chị Lý Hồng ạ. Mã 2. Mã 2 cái này. Các chị để hết. Thủy Nguyên đang có 3 và 2. 230.000 một cái nha các chị nha. 65kg vừa ok các nha các chị. Giờ cả nhà mặc cái quần sọc đặc nhà chơi cũng đẹp nha. Thấy cái áo. Mã 3 Thảo Thảo. Nhưng mà khách sang vừa nói rồi. 20 tuổi vẫn mặc được mà 60 tuổi vẫn mặc được. Mã 2 cầm KT. Không quan tâm đến cái chuyện mà độ tuổi. Mấy dạng áo này là không bao giờ thì mã 3 Thùy Trang. Độ tuổi. Đã mặc lên là sang, mặc lên là đẹp. Mã 3 Dương Châu. Mã 3 Hằng Thu. Các chị đặt đi. Em á. Mã 3 Salango. Thiệt em ham, em bán cái này em ham lắm. Nó đẹp là mình có động lực. Ok, tâm KT đã có mã 3 rồi nha. Ok, thêm mã 3 cho chị luôn. Tâm KT có mã 2 mã 3. Ok. Mai Nguyên khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc chút sốt. Cái mẫu á là theo mã số đó mấy em. Chúc là chị sẽ mã 3 Ngọc Đoàn. Các chị mình nhớ là đọc theo mã nha các chị nha. Mã 3 Hoàng Thị. Xong hết rồi chất ngược qua đi cho chị. Mã 3 Nguyễn Dung. 230 một áo nha các chị, đồng giá nha. Để chỗ đó trống để cho các em chia hàng. Mã 3 Nguyệt Tuyết Anh. Mặc đầm khoác vô đẹp lắm, chính xác chị không? Cả nhà ơi, thật sự đó. Em nói vừa độ tuổi nào cũng các chị cũng lên một cái áo này được hết. Tại sao mà mấy hàng này dễ bán? Nếu mà em không thử á, thử là em ok nha, tâm KT đặt cái gọi giúp em nha. Em chị em mời từng chị một mà ba thu ra mua nhiều. Về cảm nhận cái chất, cảm nhận cái phong ok, đến ngày đó em bung một lần ra em like một bữa cho các chị chốt. Dương Châu ơi đặt kỳ giúp em sao đổi chị? Không, chị nào đổi là ngưng nha. Rồi, chị nào đổi là em ngưng nhận nha. Thêm một cái mã 2 Phạm Phương. Hàng cũng đủ bán đấy, các chị đang thấy là hàng. Cái vấn đề là chút mà em lại đưa mã khác là các chị cũng đổi cũng như vậy à. Phải không? Không có. Mã 3 Hà Thúy. Em còn đăng hình đó, các chị qua coi hình trước đi. Để chút mã 3 Đồ Tiên. Các bạn mới đọc đầy dinh dục shop nha các chị. Mã 3 thêm cho chị Thủy Anh. Mã 3 sắp hết chưa? Còn bao nhiêu? Đọc lên. Mã 3. Mã 2 Kim Loan. Mã 3 màu gì? Màu đen các chị. Mã 3 các chị lên liền đi các chị. Mã 3 là màu đen chị vô đang mặc nha các chị nha. Mã 3 đen cho Cẩm Phan. Áo này dễ mặc muốn chết có gì đâu. Chỉ đó là giờ khách cứ đặt đi, đặt hết số lượng cho em để em lên mã khác. Tại một mã thôi có trăm cái rồi hả? Mình chốt mình nghe tư vấn chị. Hàng có rất là nhiều mã, đến tận gần 20 mấy mã nha các chị nha. Nên mình nghe tư vấn chị, chị nào đổi mà áo em sẽ dừng lại. Thôi, 6 cái cuối cùng, mã 3. Rồi. Ui. Đang cầm à, đang cầm. Ok, mã 2 cho Mỹ Thân. Ok, Mỹ Thân, mã 2, chị nào chốt ghi luôn nha. Mã 3 em đang mặc còn 6 cái cuối cùng. 60kg vừa nha, Mai Võ ơi. Mã đang cầm, chị Diệu đang cầm trên tay là mã 2. Ê, 530. Mã mặc là mã 3. Rồi. Vừa mặc là mã 3, lấy đi chị không? Có có. Em Nguyễn đang mặc là mã 3 nha. Lấy dùng mặc mã 2 này rồi. Mã 2 còn ha. Rồi, bây giờ vô đi tiếp được chưa? Được chưa các chị yêu? Ok ha. Mã 3 còn mấy cái? 5, ok. Rồi. Mã 2 Hà Minh Hằng. Cái mã 2 này hay nha, mã 2 này các chị để ý này, nó 2 chi tiết. Lấy cái bút lông viết số lên cái nó mã. Nó 2 chi tiết. À, cái nào còn thì con mình ghi lại cái số lên. Vừa nha Mỹ Thân ơi, mã 3 Văn Nguyên. Mã 3 70 bán vừa ok nha, tuyệt mai nha, thoải mái nha. Rồi, qua mẫu. Các bạn mới đọc bài Kim Giúp Shop, ký kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị nha. Hà Thúy cứ đặt hàng đi chị ơi, sang like mình cọc sao chị. Cái này mã 3 Lý Hồng. Em nói không mát. À quên, không mềm, không đẹp. Các chị lên đây like em. Em đã để cho khách thử hàng trước rồi. Nhờ kiểm tra đơn là Tuyết Lê ok chụp. Ố Tuyết Lê sao nhầm sản phẩm, có chụp hình rồi mà sao nhầm chị được. Chị nhắn qua tin nhắn giúp em cái nha. Mã 3 Mai Võ. In cái đơn cái đi. Để chị in cho. Chưa, đưa cho bên nhà em chụp hình lóng thế nào nhầm đó mấy chị nha. Mà ba cho chị Ending Nguyệt. Các chị mà đã xác nhận ok rồi là em hết trách nhiệm đó. Nên mấy chị mà coi hình là phải coi cho xong nha chứ. Chứ không phải rồi gửi đi mà nói gửi nhầm có cái thời gian. Ủa, cái con bỏ sức ra và chụp hình thì sao? Mà thích thì bấm không biết đâu đi. Nó tìm rất là khó. Chưa mới hiểu. Rồi, chị nào chốt ghi luôn nha. Xong mã đen này là mã 3. Rồi em đi tiếp nha. Trời, cái này hôm trước ai hụt là phải bấm. Áo đen là mã 3 nha các chị nha. Mã đẹp, cái này mã đẹp đi.
hôm trước này, hôm trước có like rồi đó, con thấy chị mua rồi là gặp đó. Chị Trương Thanh Loan ơi, lấy cái này liền đi cho em. Mà tiếp theo mà đẹp nha, áo mà ba cho Loan Loan Nguyên. Cơ nhắn con đi nhắn cho chị Trương Thanh Loan. Rồi, tôi để bên này. Nhớ là còn dư ra ghi lên cây cao. Nó ra còn cái mẫu của chị. Rồi, ok. Rồi mà tiếp theo mà ba nha các chị nha. Mà đẹp, mà đẹp. Rồi ok, mà đẹp tiếp theo. Bấm liền cho cái mã đẹp đi các chị. Trẻ, đẹp luôn. Đẹp liền Kim Nen. Đẹp mịt đi chưa? Không có sai, cái này không có sai các chị ơi. 30kg cũng vô hết. Chỉ có là khi khách 65kg là rất là đẹp, mặc ok luôn. Nhưng mà khách mặc của 70kg, 70kg như vậy thì có thể là cái nút tùy theo chị. Có thể là cái nút là nó sẽ bị hơi bung ra. Đẹp cho Minh Nguyên. Là không về nút. Có thể là không đẹp dùng người cách là không về nút. Đẹp cho Trương Thanh Loan. Đẹp cho Kim Sa Lê. Ba con cái phải không? Đẹp cho Trần Thảo. Ba con cái phải không? Má ba con cái. Đẹp cho Nguyễn Thanh Thảo. Quá xinh luôn. Các chị nhìn thấy là ok không được. Dù mặt còn sọc bình thường thôi đó. Đẹp cho chị Thủy Nguyệt. Đẹp cho chị Phạm Nguyên. Mà đẹp cho Triều Vân. Áo 230 đồng giá. Áo 230 đồng giá. Mà đẹp Phạm Phương. Khách hàng mới đọc bài dung dục shop ghi kèm đồng ý chuyển khoản. Mà đẹp Lam Diệp. Đẹp Đức Nguyên. Đẹp Trâm Đoàn. Ai sợ em mua một cái thôi. Mà đẹp Tường Thuần. Đẹp Mùa Xuân. Đẹp Phạm Dung. Đẹp Lương Nguyên. Đẹp cho Song Ân. Đẹp cho Phan Mi Phương. Rồi hai cái ok. Còn hai chị cuối cùng tính nhiều luôn không? Đẹp Võ Huyền. Đâu có đền đâu. Đẹp cho Nguyễn Giang. À, vải này mặc mềm mát sang lắm. Hai cái cuối cùng nữa. Ủa các chị đó, cái trường hợp của chị Trích Lê đây. Hàng của em không gửi nhà đi, gửi hàng của người nào. Bây giờ mất hàng, giao hàng tiết kiệm người ta không đưa về luôn. Em cũng chụp luôn cho chị coi là khi bị mất hàng luôn rồi đó. Người ta không để cho em thì sao em để cho chị được. Các chị muốn đổi muốn gì. Nếu mà ấy á, chị hiểu cho em xin cái mẫu hết luôn. Đưa ra đi. Hết luôn hả? Mã đẹp hết luôn. Các chị phải tự động gửi về cái địa chỉ nhà em. Còn không á, ghi cái lúc mà hoàn hàng về á, phải để đúng cái sản phẩm của em. Chứ giờ các chị kêu không, chị không bỏ của em mà chị bỏ nhầm của sản phẩm của người khác. Ủa rồi lỡ chị nói trong đó cái hàng tiền triệu em cũng đền à. Sản phẩm của em trong lúc đó có trăm mấy, 200 ngàn. Em còn đền được. Giờ cái hàng của người, hàng người nào bỏ vô trong á, rồi nói chị gửi nhầm cho Diệu. Mà vấn đề là giờ giao hàng tiết kiệm người ta không có đem trả cho em. Thêm mà ba cho Thủy Trần. Phải không? Đâu đùa. Bán được. Rồi mà ba bán hết hàng, mà đẹp bán hết hàng. Hiện tại chỉ còn mà hai đăng kèo. Rồi. Mà hai mất hàng rồi, không biết. Đền cái sản phẩm của em đó. Mà đẹp bán hết rồi các chị ơi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị qua mạng tiếp theo. Mà ba đã bán hết hàng luôn rồi. Cái đó em nói với giao hàng tiết kiệm đi, chụp tin nhắn cho chị coi. Chị nói chuyện bên ship đó chứ nói sao nói với mình. Rồi cái đó xử lý sao? Không, bữa giờ nói rồi. Các chị mạng của em 200 mấy, ba đã bán hết 200 mấy, 200 mấy hàng gì đó. Nói chung em không nhớ, nhưng bị lỗi thì em sẽ lấy lại. Cái chuyện đó bình thường, khách nhà em mà gửi cho em đời nào thì mất đâu. Tự nhiên trường hợp của chị đặc biệt mấy năm nay em gặp một trường hợp duy nhất. Xong rồi á, thôi thì nếu mà mất sản phẩm của em thì em đền còn được. Đằng này chị còn nói á, không chị cũng gửi của em mà chị gửi nhầm một bọc hàng có số khác. Bây giờ bắt em đi đền hàng cho số khác đâu được, phải không? Nào ra cái đó chứ. Mà cái tin nhắn em với giao hàng tiết kiệm bên cái dịch vụ đó em còn gửi cho chị coi luôn là người ta xin lỗi là người ta làm mất. Bây giờ cái tiền quy ra là chỉ có để lên ship thôi chứ không thể nào đền sốt được. Còn nếu mà đúng với hàng của em á, nếu mà hôm đó chị gửi hàng của em 200 mấy ok em mất, em cảm mất 200 mấy để em giữ khách, để em vấn đề. Còn vấn đề là chị nói là chị gửi nhầm của một số khác đưa cho em. Chị gửi đồ của chị mà không có bị hư chị mà đưa cho mình, nhưng mà đồ đó là phải không phải là đồ lỗi, nhưng mà bây giờ bên giao hàng tiết kiệm không có đưa về cho mình, giờ chị bắt mình đền lại hai sản phẩm đó cho chị. Thôi chút người nó nói luôn đi, người ta đang bán. Vi Khoa hết rồi chị, đến lượt mình hết. Rồi đơn của chị sẽ các bạn sẽ xử lý liền cho mình nha. Rồi qua tiếp đi chị. Nhà em chưa gặp cái trường hợp này bao giờ luôn. Xưa giờ bán ai mà đổi đồ cho nhà em là biết. Mà tiếp theo nha các chị nha. Mà năm không vấn đề, nhưng mà để mà đến mất hàng này là quá vô lý thế này. Em mới nói lên cho hàng tiết kiệm này. Rồi mà tiếp theo mà năm nha các chị nha. Rồi thôi mình chụp tiếp nha các chị. Một vài cái trường hợp thì mình xử lý cho các chị nha.
có gì các chị cứ nhắn qua tin nhắn các bạn sẽ xử cho mình ạ. Rồi má này má mấy đi? Má năm. Ok. Nó sẽ na ná nhau nên các chị chú ý dùng nha. Đập mà thấy mà cảm thấy giống giống nhau đừng nên đập. Không nên em nói trước. Mỗi mẫu là điều riêng biệt nha các chị. Khi đọc mã của bên nhà em là mã điều riêng biệt nha. Nó sẽ rằng riêng biệt hết. Mã năm Phạm Ngân, năm Dung Ngọc. Mã nào đây Tí Hằng ơi, nhanh nha. Mã đen thế rồi Supin ơi. Hiện tại mã năm nha các chị nha. Mã năm Bùi Thị Hà. Mã năm Đức Nguyên. Mã năm Lê Tí Hằng. Bán nhiêu đi, còn này bán nhiêu là đi ngược qua bên đó chứ không để bên đó. Đem qua đây để bên góc này hết cho Diệu đi, không sao hết. Rồi chuẩn bị áo mấy trăm áo gần ngàn áo thiêu cho các chị luôn này. Áo đó áo gì vậy? Ui trời ơi, thiêu đẹp quá nhở. Chuẩn bị 235.000 tới đây chứ. Nữa này. Em để sẵn đây luôn hết cho các chị, bây giờ em like luôn. Ít mà nó đâu lấy Tùy Hằng đấy chị, bên đi bị chạy không? Lê Thúy Hằng. Len thì đương nhiên phải dày dày rồi chứ đâu có mỏng được đâu chị. Ok, Lê Thúy Hằng, Bùi Hà, Đức Nguyễn, Thu Vân, Su Bình, Phương Nguyễn. Áo này đẹp lắm, Sài Gòn thích, khách Sài Gòn các em cũng đang mặc bình thường. Thúy Lan, Bảo Hình Nguyễn. Máy in không được hả? Màng yếu hả? Trời ơi. Giá áo này là Diều đang bán là 230.000 đồng giá. Rồi ra rồi. Là của chị ấy kìa. Rồi cái màn. Do màn đó. Tất cả đồng giá là 230.000 hết á, 65kg ok mà nhưng 70kg thì sẽ có thể là mặc là phải gỡ nút. Khoát đó, khoát này gỡ nút. Em cứ đem qua đây hết luôn đi. Các đồng ý đọc bài giúp xong cái kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị nha. Cứ bỏ đi cái nào thôi. Tiếp nha các chị nha, mã năm cho chị Tố Uyên, mã năm Trần Thảo, mã năm 2.3. Các đồng mới đọc bài ghim nha các chị nha, ghi mã năm, ghi mã năm cho Diệu, mã năm Lê Thân. Số lượng có hạn nha nha các chị, nhưng mà được nhiều mẫu nha, cho chị áo em đang mặc. Ok, mã năm cho Trinh Phương luôn. Nói chung chị nào không biết thì mình cứ ghi cái màu lên hỏi hoặc hỏi liền top tư vấn cho. Có đâu. Mã năm Hiền Lưu. Tôi đã nhắm rồi mà. Chị được. Chị thấy đã nói đi. Mã năm Vinh Hoa hết rồi. Đúng rồi. Chỉ còn 3 cái nữa chị. Được, thì đó nó được thì được, cứ bỏ đi. Mà áo đang mặc là mã năm nha các chị nha. Trên là mình nhớ nghe tư vấn kỹ nha các chị. Mã năm An Nguyên. Bán đến 70 đối với mở nút nha các chị. Gài nút thì 65 hoặc 66 tối đa. Các chị nghe tư vấn nha. Mã năm Phùng Lý. Đó, chào mấy chị đi. Thích làm gì làm đi. Mấy chị. Cô bé bao nhiêu tuổi vậy? Thấy nha chị Lê Nguyệt nha. Hôm nay đã tròn 19 rồi. Ôi. Hồi năm ngoái 18, hôm nay 19 chứ. Rồi. Nhớ rồi, nay chuyển thành rồi. Hai đứa con chắc chồng kiểu này vô tù sớm. Rồi đâu 19 hết em ơi. Nhanh nhanh chút đi mấy em. Nhung Nguyễn không có đổi đâu chị ơi. Mà đẹp đã bán hết rồi, mà ba cũng hết rồi. Chị mà đổi là sọc ra xạ nha. Sau cửa à. Các chị nghe em tư vấn này, hiện tại các mã không chốt đủ cho khách hàng. Các chị nào mà đổi là em sẽ ngừng chốt nha các chị nha. Ngừng chốt. Không, cái này em phải là báo kỹ nha. Ôi chị Ngọc Lan ơi, chị đổi Ngọc Lan Nguyễn. Sao? Chị xin đẹp, ok rồi. Bên em thông báo rồi em lưu. Sao số điện thoại đâu ta? Ngọc Lan. Đổi nick hả? Áo nhận của con gái. Đổi nick hay sao vậy? Màu trắng. Rồi, mà đang chốt là còn kem mã 3 mã 2 thôi. Còn kem mã 2. 230.000 đồng giá nha các chị nha. Kem mã 2. Thủy bé Mai Ca. Ui. 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 Rồi. Đi ha, đi qua màu khác. Rồi, mã 5 qua nha các chị nha. Rồi, ok nha chị nha. Rồi. Lấy cái nhung bùi ra. Sao hủy ra bắt người lấy lại hả? Lấy cho khách ra. Rồi, dừng chốt tôi. Thôi, biết được không? Rồi. Ngưng chốt đi. Rồi, ngưng chốt. Chị nào hủy là dùng ngưng nha. Giờ bắt vô đi tìm dưỡng, đi tìm ngưng. Đi tìm ngưng. Mà hai cho Lê Nguyệt. Chị em nhớ nha, chị nào mà hủy bằng một cái em ngưng. Em muốn nhận nữa, các chị nhận đi. Rồi cái nào em like lại đó thì chốt xong. Không phải là em khó mà vấn đề các chị hàng mà nhìn. Hàng mà mình còn không đủ chốt cho các chị khác. Các chị phải hiểu là cái vấn đề là như vậy. Rồi. Em qua mã 5. Rồi đi tiếp chị ơi. Hôm nay xanh 5-7 cái gì đi một chị. Tại vì mấy này đẹp.
mua luôn cho người nhà đồ mặc các chị. Rồi các chị, qua mã 2 và mã 5 nha, mã 2 là màu kem, màu đen là mã 5. Bây giờ qua mã tiếp theo. Quá đẹp luôn, mã 6. Mã 6, mỗi mã em đưa lên khác nhau, không có giống nhau. Các chị phải chú ý, chỉ có cái màu na ná. Rồi mã 6, đi cùng với ta. Thì như cái này vừa để rồi này, cái này chạy. Các chồng mới đọc bài đi. Rồi mã 6. Rồi lên 6 nha các chị không? Đúng rồi, mã này là mã 2. Cái này mã 2, 2 còn có mấy cái nữa. Mã 5 còn hả? Mã tiếp theo nha các chị nha, mã 6. Mã 6 Nguyễn Thân Thảo. Lên mã 6 đi các chị thân yêu ơi. Trên like mình nhớ nghe tư vấn nha các chị nha. Mã 6 cho Hiền Lưu sau 5 ký vừa, ok chị nha. Mã 6 tất cả áo len đồng giá 230, các chị nghe tư vấn nha. Mã 6 Dung Ngọc, mã 6 Nguyễn Thân Thảo. Hey, chị Nguyễn Hồng Châu này, em mới nhận luôn, đẹp xuất sắc Diệu ơi. Đó, áo len đó, các chị vô chốt luôn cho Diệu. Ê, chị Nguyễn Bình lần nha, từ từ. Áo len này vừa khách em hôm nay nhìn cũng sẽ nhiều nè. Tại vì hôm trước em có ra thử cho các chị một người, em nói khách á, để thử người cái đi. Mã 6 Châu Kim. Để chi mã 6 Thủy Vũ. Vô chốt cho đã. Mấy hàng này mà cầm lên mà giống như em mới nhận đẹp xuất sắc, cảm ơn chị các chị nhá. Mã 6 Nhung Đằng. Nó cho dùng mình cái mã 6 Trang Cao. Nó bao bì vậy nè, nó bao mã 6 Đức Xuyên. Bao rất giúp gì nha, chứ không phải mã 6 Thảo Nguyệt. Hàng này hàng trung. Mã 6 Hảo Phòng. Dòng cao cấp, dòng hàng cao cấp cho cả nhà. Mềm cực kỳ mềm luôn. Mã 6 Trang, mã Trang Cao đã có hàng. Mã 6 Lê Bạch. Được, nhìn cái túi thôi đã thấy nó xịn rồi. Mã 6 Tuyết Mai. Cái áo này đã. Mã 6 Hoàng Phương. Mã 6 Trang Cao đã có hàng rồi chị nhá. Mã 6 Thu Vân. Mã 6 Bảo Hình Nguyên. Mã 6 Hình Hình. Mã 6 Phùng Lý. Trang Cao đã có hàng, ok chị nhá. Mã 6 Thảo Phàm đã có hàng, ok. Mã 6 Đầu Yến Nhi. Rồi, còn hai cái cuối cùng. Mã 6 Kino. Ok, còn cái. Mã 6 Thảo Nguyệt. Thảo Nguyệt. Không dự bị nha các chị. Hết chưa? Sẵn có dự bị các chị ơi, vì bán đủ hàng các chị. Không có đủ hàng nên đừng có dự bị, đừng có xả nha các chị. Thật tuyệt tuyệt tình luôn á. Rồi cho màu mạng thôi. Đó các chị thấy đó. Để mạng dưới đó. Dưới của mạng ấy. Dưới đó mã 5 mà. Mã 5 có không? Ok. Mã 5 đúng không? Ủa đưa hết rồi. Đọc bao nhiêu là đưa hết rồi. Rồi dưới, về dưới cái mã 6 à? Ý là dư mấy cái để em bổ sung cho nó. Dư 3 cái. Ủa sao dư 3 cái dư vậy hả? Rồi thôi. Rồi okay. Rồi đọc lại mã 6 dư 3 cái, đọc lại cho okay. Mã 6 bổ sung thêm cho chị Mồng Tinh Cao. Này là Trúc Khô đã có mã đẹp, ok nha. Ok, mã 6 cho Mai Vợ. Mai Vợ là đã có mã 3 và mã 6 chị nha. Mã 6 Phùng Lý đã có hàng. Chị Đức Nguyễn áo đẹp lắm nên mua cho cả nhà. Mã 6 Cầm Tú Trần Thị. Chị cả, chưa? Các chị mua rồi đó. Em phải để các chị nhìn một cái trước. Chứ giờ quảng cáo cửa nào cũng bằng là các chị cảm nhận trên bằng trên tay mình. Giờ của em quảng cáo em nó hậu nó xịn nó mắc tiền. Mã 6 đã bán hết rồi các chị ơi. Mình chuẩn bị qua mã tiếp theo. Dạ 65kg là chắc chắn là vô hết. Còn 70kg thì có thể là hơi cái nút á, nó hơi bung. Mình sẽ không dùng lại nút. Mới vô áo trắng kêu lên chưa giờ. Bây giờ vừa lên luôn cho. Nó nhiều lắm. Nay là vừa sẽ lên hai mã trắng kêu. Vừa đang để bên góc này các chị. Gần 700 mấy này, 700 mấy áo trắng kêu này, 700 mấy cái. Rồi bây giờ vừa sẽ lên lên cho các chị nhá. Hôm nay lên hết mà. Hôm nay vừa không có vô phòng live cho vừa. Tại vì hàng rất là cầm kênh. Nên vừa phải ngồi một cái phía bên ngoài. Trời ơi đẹp giả mang luôn. Rồi em nói, em nhắc lại một lần này, đối với các chị mà đã hủy hoặc là đổi thì hiện tại shop sẽ không dừng chốt nha. Tại những cái này hàng nó rất là to và rất là công cần. Bình thường là rất là đổi, rất là bình thường nha các chị nha. Nhưng những chị nào mà em đã nhắc như vậy là các chị coi hàng chị nha. Chị nào mà sợ, sợ không có vậy nè. Các chị lên lại, lên bài đăng dù đăng đi. Các chị coi coi các mẫu dù đăng trước. Xong rồi các chị coi thích cái hình nào, các chị chờ đến hình đó mình chốt thôi. Mình muốn biết là dù có bao nhiêu hình. Lưu thông tin cho chị Tuyết Hồng nha. Rồi. Rồi, chốt một cái mã 5 cho chị Tuyết Hồng. Ok. Chị Tuyết Hồng có mã 5 nha. Mã 7. Ok, hàng. Lên mã 7. Áo sau lưng em còn không, lấy cho chị một cái. Ok, chị Ngọc Lan luôn. Cái mã 2. Để dụ cho Ngọc Lan cho. Rồi, mã 7, Huỳnh Ngọc Nhung. Ok, mã 7 này. Cái này mã 2 nha. Mã 7 này. Mã 2. Mã 2 Ngọc Lan này. Ôi, dễ mặc lắm. Mã tiếp theo, mã 7 nha các chị nha. 7 Đại Nguyên. 7 Ngọc Hiếu. 7 Andy Nguyên. 7 Ngọc Đô.
về phải quyền đoàn mặt cứng mặt thô lên chữa diều, lên chữa diều, hai cái đó em đảm bảo cho không mềm. Bảy cho Hà Yến mặc lên ngứa lên đây. Bảy Phan Chiêu Dương diều diều nói vậy cho cả nhà. Bảy Thu Vân. Tại bảy vì, Tuyết Mai cái này á bảy Diệp Chi mà vừa thấy vừa bảy Minh Thủy Uyên gửi cho khách hết rồi. Bảy Thúy Hân thế nào là mình biết liền rồi. Bảy Ngô Huyền nhiều chị á tiêu diệu ơi giờ muốn lấy tay muốn lấy tay. Bảy Tô Uyên like các bạn mới đọc bài kim YouTube shop kim đồng ý cọc nha các chị áo 203 nha các chị nha. Bảy Ngọc Nhung bảy Ngọc Hân Trần thì mà bảy Hà Thúy. Hà Thúy cứ đặt hàng bình thường nha, khách mới chỉ cần ghi một lần thôi, đồng ý chuyển khoản, vậy là xong sẽ chốt đơn ạ. 30.000. Bảy Kim Nguyên 40, 50 tuổi vẫn mặc được. Nghĩa là sao? 20 tuổi bài cũng mặc được. Bảy Phương 60, 70 tuổi cũng mặc được. Cái áo này là giả áo sàng, mặc lên là cái lên áo mà bài thân cương áo tóc tai, dây chuyền, bông tai đồ vào. Để những bài lớp sàng nữa thôi. Bài Uyên Phương Lê thì một cái nữa. Bài Nhung Nhung hết. Mà bài bán hết à? Ôi cái này mã năm đẹp mà treo lên lại đi Thủy. Cái mã năm này đẹp rất trời mà sao không chịu. Mã năm bán hết rồi. Chưa like, cái đó chưa like phải không? Mã khác mã năm bán hết rồi. Trên like mình nhớ nghe từ bên kỳ nha các chị nha. Cái mã 2 phải không? Mã này mã 2 đúng không mọi người? Mã 2. Chị nào vào sau có thể chốt cái mã 2. Cái mã 2 là nó có hai hình vậy nha. Ở sau là hình nếu mình để ý kỳ á, nó sẽ có hai hình. Mã 7 đã bán hết hàng, mình chuẩn bị qua mã tiếp theo, mã 2 Tuyết Mai. Chị nào bổ sung thêm đi, bổ sung thêm mã 2 nha các chị nha. Đẹp giá mang luôn nha mấy chị yêu. Rồi chuẩn bị qua mã tiếp theo nha các chị. Mềm cực kỳ mềm. Thùy Vân khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc hoặc đồng ý chuyển khoản để shop chốt đơn cho mình. Mã 2 Thu Thủy Phàm. Rồi cái này cái vừa đang mặc là rồi mã 8 à. Cứ đọc. Thôi mã 8. Mã tiếp theo, mã 8 nha các chị nha. Mã 8 Thu Vân. Quá đẹp. Trả lời chị. Trời ơi, cái chiều cao đâu liên quan gì cái áo phát cho chị này, ai mặc chả được. Mã 8 cho Ngọc Hiếu. Mã 8 Tuyết Mai. Mã 8 Dung Phạm. Mã 8 Lý Đoàn. Mã 8 Phương Nguyên. Mua làm quà đi em nói với các chị. Mã 8 Lợi Thiên Nguyên. Cái này là làm quà vô tư nha. Nhiều giao giám. Mã 8 Thu Thủy Phàm. Làm quà tặng là thôi khỏi phải nói. Mã 8 Đinh Mỹ Linh. Mã 8 Hương Trần. Mã 8 Hà Thúy. Mã 8 Kinh Phương. Mua về cho mẹ và các chị mặc cho đẹp. Cảm ơn chị Ngọc Hiếu nha. Diêu nha nha Diêu nè. Mã 8 Phương Lan. Gái không? Là 8 Liệu Minh 25 cái rồi đó 25 cái 8 rồi đó. Vân nào chị gái vừa là ở bên nước ngoài là vừa cũng lừa về lừa cái mẫu này vừa đi mình Linh đặt có hàng mà 8 Thân Nguyên mặc phát đẹp lắm mà 8 Quyên không Nguyên em chỉ không dám gửi hình thôi không có dám gửi mà 8 Caribi mấy cái hình này là không dám gửi tại vì nó Thân Nguyên đặt có hàng đi mình Linh đặt có hàng nó là ná của mấy hàng tôi nhiều là nên mình không dám gửi mà 8 Hương Phạm còn mấy cái hoạt tiết rồi vô tư 8 Thân Xuân mà 8 Hảo Phạm khách hàng mới đọc bài YouTube shop ký kèm đồng ý chuyển khoản mà 8 Chị Phương ơi, em đóng cửa lại đi. Cái này mấy em chưa lâu em mệt xem mà 8 Thu Hương một chị mà Vân Hàng đã có hàng nặng đã Hương Phạm đã có hàng mà 8 Ân Vũ còn một cái cuối cùng cho chị Loan Huỳnh mà 8 kết thúc cái mẫu này luôn cho. Mã 8 kết thúc rồi nha các chị nha, mã tiếp theo. Các bạn mới đọc bài YouTube shop ký kèm đồng ý chuyển khoản cho các chị. Đây đây dùng nó như đứng tháo ra để cho các khách coi á. Khách coi cái bao bì á. Mã 8 đã bán hết cho các chị ơi. Dạ chào chị Phi Yến, con rất là nhiều mã các chị mình có đến 20 mấy mã cho các chị yên tâm nha. Các chị. Lấy cái được rồi. Nó giống như nó một cục vậy á, là đang trồng mấy cái. Nó sẽ để dần. Nói chung là hàng hàng mất thì dần á, nó để có chuyện đó thôi á Thủy. Nó có đến 3 màu trắng nâu đen á. Lấy mã khác thì đánh là nói là đỏ rồi nên là cái đó. Phải không? Cái này đúng rồi, vậy thì 3 màu đúng rồi, vậy là đúng trắng. Trắng trước đi. Trời ơi,
Ê, bữa trước mình để cái này thôi. Chưa, mà đó mới. Mới à? Rồi, Tí ơi, đừng có đem cái này nha, còn làm dưới đó thôi nha. Ờ, thì dưới đây thôi. Rồi, lấy cái tôi băng. Cái này đẹp quá. Lấy cái này không? À. Rồi, mà tiếp theo, mà 10 nha các chị, 10 nha. Đây là 19 rồi. 19 chị hả? Đúng rồi. 19 chị thôi. Đúng. Sao mà cái này có đến 3 màu nhưng nó tổng 19 rồi, vậy đó. Cứ nói 19 chị đếm đi. Rồi, okay. À, vậy là được thôi, đừng quan tâm. Rồi, còn màu đen, màu đỏ. Mà tiếp theo, mà 10 bắt đầu. 10 thanh thảo, 10 tuyết thu, 10 dung ngọc, 10 trương tân loan, 10 mỹ phương. Ui giời, các chị bấm nhân quá rồi. 10 cho chị Nguyễn trời, Sơn. Này mà không lấy là sai lầm luôn. 10 cho chị Hải Yến. Em biết cái trong người em là em dùng rồi đó. Mã 9 cho Hải Yến ơi, mã 9 đi bán hết rồi chị ơi. 10 cho Phạm Nguyên ở dư cái. 10 Nhung Nhung. Phạm Nguyên bữa giờ được chục cái chưa? Hả? 10 Nga Trần. Phạm Nguyên nhà em mua được chục cái chưa? 10 Đài Nguyên. Nhìn nó sang đủ thành luôn. 10 Ngọc Hoa Bò. 10 Trương Thủy. Ôi không biết. 10 Hoàng Nguyên Giáng Ngân. Em nói nhiều khi các chị mặc cái áo này nha, chỉ cần mà cầm lên cái chất thôi các chị nó tìm tiều cho em. 10 Ái Di Hằng. Không phải là mình nổ, mình thật sự nó phải ngang như vậy nó mới đúng giá trị của nó. Đẹp lắm. Hết chưa? À, vô để lại rồi đó. Bữa giờ vô để rất nhiều rồi nhưng có mấy mã gì. 10 Đức Nguyên. 10 Lê Thúy Hằng. Chị Trương Thanh Lan là qua nhà em dù một cái thôi mà hôm nay lên chốt một đống rồi đó. Nhung Nhung đã có hàng. 10 Yên Lê. Phạm Nguyên mới mười mấy cái à. Các đồng mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý có công đơn. 10 Bảy Sang. Mã 10 bán hết hàng. À, đem mẫu phía ngoài vào hết đi rồi mới bóc hàng sau lưng. Bích lọc là gì đây để em kiểm tra cái nào. Mà 8 là còn không ta? Hết rồi. Rồi, các chị ơi, bích lọc là hết rồi. 52 thôi. Rồi, hiện tại chỉ còn 52 thôi. Bích lọc đặt hàng là từ đâu cho sau số điện thoại để quá em tuyệt vời, quá tuyệt vời nè. Các chị các mặt trước ta bán hết rồi, chỉ còn mã 5 và mã 2 thôi nha. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nha các chị. Đây này, có tôi để đó đi. Tố tiền áo khoác với em rượu rồi. Chốt nãy giờ không được. Áo và bình nước đi cặp. Ý hay dữ ta. Bình nước hồi trước này trong trung tâm thương mại bán 400 mấy hay 600 mấy gì ta, vừa quên cái giá thật sự mà vừa bán. Vừa bán cho khách là 130 ngàn này. Vừa bán cho khách là 130-150 này, vừa để là 20 cái vừa xài đến giờ vẫn còn đó, nên vừa nó những loan có những cái mặt hàng rất lớn. Các chị không có nghĩ là nó rẻ như vậy đâu. Tại giống như em đi săn mà. Loan, ok em lưu thông tin cho Loan Phương đặt hàng lại từ đâu chị ơi. Em đi săn. Lên mẫu trắng trơn đi dù. Mấy chị đang thích trắng trơn kìa. Mua trắng trơn. Có quả tiết thôi chứ đâu. Có rồi thôi tiếp. Rồi chuẩn bị mã tiếp theo. Chị cứ cầm lên chị nói chuyện sao. Ấy cái này có mấy túi kino này. Cái này dễ thương này. Này cái này dễ thương này. Mã tiếp theo nha các chị nha. Mã 12. 70 kg là không sợ gầy nút hai ôm thôi, còn 65 kg thì gầy nút vô tư. Mã tiếp theo 12. Các mã chúng ta bán hết rồi các chị ơi. Cho cái mã 51 lên đi. Nguyên chỉ 10 bình. À, đó, thiều hôm vừa rồi bắt đầu mạng 12. Nên qua 12 Nguyễn Sơn. Các chị mà thấy vừa xài lại nhiều cái 12 Hoàn NT. Chiếc cái quần này cũng vậy, bán nhiều. 12 Ba Quang. 120 ngàn này. 12 Phú Thủy. Này. Mà giờ mặc lên 12 Lợi Nguyên Nguyên. 12 Hải Yến. Quá đẹp. 12 Huỳnh Ngọc Nhung. À, bà Phạm Nguyên chắc 20 cái. 12 Lam Diệp. 12 Thúy Trần. Trương Thanh Lan nhiều không? 12 Mi Phan. Dù một cái mà sau nay cô mua đã luôn nha. Ba Quang và Nhung Nhung đã có hàng. Riêng mà khách chưa mua áo này thì em luôn dám nói nhưng mà khách 12 Nhung rồi, Nhung chắc chắn mua thêm. Em chắc chắn một câu đã mua rồi là sẽ mua thêm, không bao giờ bỏ qua cái áo này. Không phải là mình 12 Linh Thở mình nói khoác mà thật sự em đã thử cho khách. Bùi và Hoàn em tôi đã có hàng rồi. Em đã thử 12 Phường Nguyên. Hàng này em thử rồi, em thử 12 Phạm Nguyên. Áo này có 230.000 đồng giá, em là công khai giá sẵn sàng hết á. 12 Bích Lộc. 12 Hồng Thắm Phan. 230 ngàn, 65 kg là mặc vô tư là 12 Chị Phương. Còn mà không, còn mà 70 kg là em nghĩ 12 Nguyễn Bút. Sẽ đi gầy nút hơi bị ấy. Mà 12 bán hết hàng. Các bạn mới đọc bài YouTube shop. Các chị lưu ý ghi kèm đồng ý cọc vào trong đơn để shop chốt đơn cho mình. Cả sau nhà mình mới chuyển khoản hoặc cọc. Thương em, cho em một cái phản hồi ai từng mua rồi như thế nào, cho em một phản hồi với. Để chủ yếu là biết sao không? Em không muốn hôm nay á, em like hết sạch luôn. Mà 12 đã bán hết hàng, mà các chị chuẩn bị có hàng tiếp theo.
Nãy mã 5 vừa like rồi. Chị yêu nào mà chưa có thì mình bớt xuống, còn có rồi đừng có lấy nữa, cả sợ nó trùng ra. Thấy nha chị Quế nha. Chị Quế là đến lượt chị Quế là hết hàng á. Mã 5 cho Giang Ngân. Mã 5, ở trên là mã 5 đi. Vừa mới nhận hai áo này đẹp lắm, chị Thanh Văn Trần. Mã 5 này. Giang Ngân này. Diệu xin cả nhà cái phản hồi. Cả nhà ơi, mấy cái áo này chị nào dành rồi? Mã 5 hình Cảm ơn Nguyễn Thu Thị đó, là chị, các chị ơi cho em cái phản hồi lên với. Để khách mà chưa mua yên tâm, nói chung là em cũng không có giống như rất là nhiều chị coi thì một chiều một cái cũng được mà năm thu thì nhưng phần. Mà em muốn các chị thử một cái mài từ tin thử cái sản phẩm này đi, khi mà thấy ok rồi đó, các chị muốn mua nữa các chị là cho em Diệu biết, em Diệu lỡ mà gặp một cái lô hàng nào giống như vậy nữa thì em Diệu tự tin á là lấy thêm về bán thêm cho cả nhà. Áo rất áo đẹp lắm, cảm ơn ba Quang. Chị Trúc Hồ ơi, có tin nhắn gửi cho chị ấy luôn. Có mà đẹp thôi. Trúc Hồ là có mã đẹp nha chị yêu. 12 chị bằng sau á chị ơi. Chị bấm sau nên không có, chị có một mã chị Trúc Hồ chốt thêm đi. Rồi, trời ơi, cái này tôi lấy rồi này, hôm trước tôi có nhường cho ai không ta? Mới, hàng này làm gì có. Không có đâu, hôm trước có lại rồi. Tôi có lại mã này tôi nhớ rồi. Rồi mã tiếp theo, Văn nha các chị nha. Không, đừng gọi Văn, đã gọi về 13 luôn cho nó nhanh. Vô rồi, luôn, cho theo thứ tự luôn để mình biết rồi. Được là ngày hôm nay mình bán bao nhiêu mã. Đến 20 mã đấy. Rồi mà tiếp theo 13 ok luôn. Cái này lên nha cả nhà, lên lúc tỏ mắt lắm. Ghi tên giúp em nha. Mà tiếp theo 13 nha các chị nha. Thử cái rồi đừng có thử nhiều. Ok. Chị nào mới thử cái cho đi. Chị vô thường nha. 13 vô thường. Không cần thử nhiều, thử cái thôi. 13 năng để nguyên. Chị. Có logo. Ui, xích lấy cho chị. Ok. 13 Mai Thân. Có nhiêu không chị? 13 Dung Ngọc. Số lượng ít nha. Cái đó ít. 13 Quỳnh Tô. Ôi, này này là. Các chị mình chốt theo mã nha. 13 Thu Vân. 13 Cẩm Duyên Lê. 13 Nguyễn Hằng. Gửi đi cộng tiền ship nữa, giỏi lắm, có 500 ngàn. Quá 13 bèo. Đồng Phở. Quá bèo, từ tin chốt thì các 13 chị. Minh Bình. 13 Phương Nguyên. Cái lô hàng 13 này là Ngọc em Đô. Với một chị nữa sẽ bán. Ngoài em ra có một chị nữa, tại hai chị em từ đến Trung Trung về thì cùng chia nhau bán, tại vì lấy ít người ta không bán, lấy ít người ta không bán, phải lấy nhiều thì đi. Hai chị em đã quyết định bán đồng giá là 230, không có mang thêm người phá giá. Mà 13 bán hết sao? Cái có phải bao nhiêu? Cái cũng vậy luôn. 15 tỷ rồi, tiếp tục. Đến thì chia ra là 20 mấy mã đó. Thôi, đến mã 14 luôn. Ủa, áo như răng này. Đó, khách lấy đấy. Cái này 13 là hết rồi này. Rồi, cái này 14 này. Mà tiếp theo 14 nha các chị nha. 14. Ui, mấy cái này sang. Là Trương Tinh Loan đâu rồi. Em mấy chế vô ơi, để vậy cũng đẹp nha. 13 đã bán hết ra. Các chị chốt tiếp theo mà 14. Em lưu thông tin cho Trương Hà đặt lại từ đầu giúp em. Chị nào nãy chưa có rồi, ưu tiên đi. Rồi ưu tiên ok. Cho mấy chị có okay. Hàng đi. Mấy em mẫu người đẹp. Có 15 chị thôi nha. Rồi. 14 có 15 mà tiếp theo 15 mấy? 14. Mà tiếp theo 14 nha các chị, 13 đã qua rồi. Ok, ưu tiên cho chị Thúy Hoa này 14. Thúy Hoa. 14 Phương Lê. Nhìn cái áo đã thấy 14 Võ Huyền. Thấy cái độ trẻ trung, thấy độ sang trọng của trong cái áo. 14 Chuột Chuột. Chỉ có còn là tôi mặc lên có bị ngứa hay không, rồi mặc lên cái chất vải len này có mềm hay không thì cái tâm lý các chị sẽ mặc ở đâu. 14 Dung Ngọc. Lo như vậy thì vừa đảm bảo với cả nhà là chất rất 14 mềm. 14 Võ Thị Mười. Đừng lo ha, chất rất mềm vừa đảm bảo luôn. Không có ngứa. Thấy nha Lê Châu nha, đặt đi chị ơi. 14 Andy Nguyệt. Nó còn mẫu không? Còn đấy không? 14 Như Độ Hoa. 14 Vi Nguyệt. 14 Hương Trần. Hàng đẹp lắm nè. 14 Phương Đăng. Nhà cũng thấy rồi đó, hàng rất xịn. Người ta đóng hàng 14 Lan Diệp. Là dòng cao cấp mà. Nói chung là cái len này dù nói luôn Phạm là. Phạm Phương 14 hay chưa có cấp. Ok, em chốt thêm mạng 14 cho. 14 Phạm Phương. Cái cuối cùng nữa. Còn cái cuối cùng ok. Khách hàng mới đọc bài kim giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Em đi Nguyệt đã có hàng. 14 cho Thắm Nguyên. Ok. Thêm một cái mã 2 cho Thắm Nguyên. Ninh Bình, chị là Nguyễn Kiều nhé. Chị cho số điện thoại luôn đi chị. Chị cho chị số điện thoại đi, dù lưu lại đây lại cho chị. Mã 14 bán hết ra. Bán hết nha. Rồi tiếp. Mã tiếp theo chuẩn bị mã 15 nha. Lấy ra từ từ rồi. Không, đó. Đang lấy rồi kìa, chị đang lấy. Xong đó là bắt đầu ôi, lên hàng tiêu. Chị ơi. Lên hàng tiêu. Xong đó là sẽ lên hàng tiêu. Các chị chưa biết 15 là gì con bấm nha.
cái chai nước của tôi bây giờ nó kia. Để lưu lại chị Ninh Bình đi em. Rồi, lưu rồi. Ok, thank you. Trời ơi, đăng hình nè. Tiêu rồi, thấy rồi. Chị có nói là xuất sắc luôn á. Rồi mà tiếp theo, 15. Nhiều không, mọi người? Nhiều, cái này nhiều. 15, 20 kỳ thôi. 20 kỳ đó. 20 kỳ bấm lại thì lấy nha. Dũng 15 là đừng đổi nha. Bà Dũng hàng để đổi đâu. Hàng này mà có chị nhìn. Ôi, nhìn đi. Xấu lên đây chị. 15 Lê Châu. Nhiều đó, còn dám để thử 15 Nga Khen. Trước khi mà like một bữa là biết rồi. 15 Tâm Dương. Tại một mã có 20-30 cái à, không có nhiều. Nhìn 15 Quỳnh Tô. Các chị nhìn vậy chứ dữ lắm. Thì cái này có 5 cái này, 5 người. Thấy nha Bi Khoa ơi. Em thấy chị đặt sau không à? Đặt đi em ưu tiên cho. Mà nào 15 cho Ngọc Thân. Cái chồng này có 70 cái à, thì các chị nghĩ ở đâu ra mà nhiều. Trong 15 Phương Nguyên. Mấy mẫu. 15 Hà Yến. Nên dù không cho đổi là lý do vậy đó, các chị thấy. 15 Ba Quang. Rất nhiều chị đặt mà không có hàng. 15 Minh Bì. 15 Thảo Nguyên. 15 Hồng Ái. 15 Kiều Nguyên. 15 Thu Lê. Các chị ơi, nếu có thì tin nhắn từ đầm sẽ gửi 15 về cho các nhà. 65 ký chắc chắn. 15 Nguyệt Minh. Gài nút ok. Còn mà 70 ký thì có thể gài nút hơi bị tức. Mà nhân thì mình không có nhiều người nút. Nó là khoác lên. 15 Diệp Chi. Các chị để vậy. Ôi dễ mặc lắm. Mắc cười à. 15 Bảy Huy. Mà 15 bán hết à. Đảm bảo đúng hàng là cao cấp nha cả nhà. Đúng hàng cao cấp cho cả nhà. Dù không có. Ui, các chị bán đời ơi. Hết rồi các chị ơi. Mã 15 đã bán hết rằng. Chuẩn bị qua mã tiếp theo. Y chang vậy, 16 màu đen. 230.000 cả nhà. Mã tiếp theo 16. Về mặt thử đi. Định ghiền nó test vô. Các chị phải chọn xong phải cho phản hồi để chi. Vô tự tin vô nhập tiếp, vô có những cái mẫu mới. Giờ không có vấn đề là giờ không có lo gì là giờ cứ bùng. Mà tiếp theo 16. 16 Trần Hồng. Cái gì chị? 16 Trần Hồng một cái. Nãy giờ mấy cái 16 rồi. Bên đây con một cái 15 cái hết này. Rồi ok, 16 một cái. Rồi tiếp theo mạng 16 nha các chị nha. Rồi em sẽ ưu tiên cho một số chị mà nãy giờ mà chưa có nha. 20 tuổi. 16 như đồ hoa. 60 tuổi, 70 tuổi. 16 Khánh Trân. Hàng này làm sang mà. 16 Ngọc Nhiên à. Một cái áo khoác bình thường thôi. 16 Lam Diệp. Nhưng mà nó làm xịn. 16 Đức Quyền. Nhiều lắm. 16 Thư Nguyệt. Mấy này 16 Thuy Nguyệt. Có cái nào vừa bỏ qua ấy. 16 Phạm Ngọc Bích. 16 Lợi Nguyên Nguyên. 16 Dương Châu. À, Dương Châu là 15 có hàng nha. 16 cho chị Hoa Thái. Chị Phương ơi, nãy giờ bấm vào tới từ mã 1 đến mã 16 rồi đó. Nãy chị lấy cho chị Phương chưa? Mấy cái này là xoán chưa? Không, hay là chị đang đặt tin like luôn. Thấy nãy giờ chị Phương mà coi like là cũng... Chị ấy có resort 2 mã, nên chị ấy bảo là lấy cho chị ấy kìa. Thôi thì lấy chị coi like đi, coi like đặt cho vui. Chị ấy bảo là khỏi bấm thủy lấy cho chị luôn kìa. Thôi, để bắt coi like cho vui. Bấm thủy mới vui. Rồi, ok, 16 cho chị Phạm Phương. Dạ, không có chị la chết nữa. 16 Loan Vọ. Chị cứ nghỉ ngơi làm gì, giờ này vô coi like cho vui bấm. Đúng rồi, coi like giải trí thôi. 230. 16 Hương Nguyên. 16 Trân Ngọc. Mặt ngứa lên đó chị Diệu. Mặt thô lên đó 16 Úc Nữ. Nói vậy đó, cả nhà yên tâm rồi đó. 16 Cây Ngọc Ngân. 16 Phạm Thân. Ok, Phạm Phương là có 16 nha chị nha. 16 Diệp Huy. Rồi, còn cái cuối cùng. Rồi, mám ơi. 16 cho Phương Ly. Hết. Khách hàng mới đọc bài kim giúp shop, ký kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị nha. Thấy nha Ngọc Linh ơi. Đừng bạn nào xả nha, xả đau lòng lắm. Nó mệt, nó dày, nó ấy lắm. Mà 16 đã bán hết hàng rồi các chị. Chuẩn bị qua mạng tiếp theo. Điền. Mà tiếp theo, mà 17. Giờ là không có khoác nữa mà ngồi đây nè, để lên đây cho nó cái tướng nó. Kinh Nguyên đã có 3 mã bên nhà em rồi chị ơi. Kinh Nguyên đã có 2 mã đây mà 37 cho chị. Mà tiếp theo. Không túi còn gì cả. 17, rồi ok, mà tiếp theo 17. Không túi không gì cả, đơn giản cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp. Mà tiếp theo 17. Cái này mà lên đầm lên đầu. 17 Tinh Nguyên. Thôi.
mời bạn Trần Nguyên, mời bạn Trương Thanh Loan, mời bạn Hoàng Nguyên Trắng em, mời bạn Thảo Nguyên, cổ V nữa mới đẹp, mời bạn Hình Nguyên, cổ V này. Cũng khách đang mời ghi kèm đồng ý cọc chưa? Nguyệt thích cái nào mời bài Nguyệt liền đi nha. Mời bài Trinh Nguyên. Mời bài Minh Nhật Nguyệt. Mời bài Thu Hương. Mời bài Hồng Võ. Để chờ cái nha. Tôi chưa có cổ về. Tôi chưa có cổ về. Thảo Nguyên là có hàng. Mời bài Nguyệt Sơn. Tôi cái trong người rồi đó. Mời bài Chị Phương. Đẹp mà. Mời bài Trần Hồng. Sáng Trần Diều ơi. Cảm ơn chị các bạn nha. Mời bạn Thùy Trang. Mời bạn Như Đỗ Hoa. Vô đi. Mời bạn Anh Phan. Vô đi tìm hàng cho các chị vô đâu cô. Mà đang mặc là mời bạn, mời bạn Ngọc Nhung. Mời bạn Liên Liên. Đi du lịch 10 ngày tôi cho bà ảnh đẹp. Nhớ nha. Mời bạn Xuân Ngô. Nhiều lắm nha. Mời bạn Hồng Hà. Là toàn là mới VIP không á. Chờ hình của các chị nè. Các chị mời bài Eddie Nguyên. Chiều chị ghé lấy áo khoác luôn, ok luôn. Chị đóng riêng áo len thứ 7 chị lấy về. Mời bài Hương Hương. Nhìn xong mà không mê thôi nha. Áo len là mời bài Bài Huy. Mời bài Phan Anh. Mời bài Bang Anh Võ. Khách hàng mới đọc bài YouTube xong xin kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Mời bài Su Yingo bằng tên Hồng Đào Cao Hàng. Cái này có nhiều mà đẹp. Mời bài Sơn Ca. Các bạn mới đọc bài Yin Yin Shop đi kèm đồng ý chuyển khoản bằng đơn các chị ơi. Mời bài Ngọc Như. Ok nha chị Phạm Nguyên nha. Nếu mà thiếu cái gì chị nhắn trong tin nhắn, nếu còn thì shop bổ sung cho. Mời bài Ấn Trần. Mời bài Cương Bạch. Đẹp cả nhà. Em đi huyện tập có hàng. Su Yingo đã có hàng. Cái áo này các chị. Ok, chiều gái lấy nha chị Loan nha. Mời bạn Lê Vi. Chất đẹp lắm. Rồi, năm chị cuối cùng. Mời bạn Trang Cao. Mời bạn Lê Nguyễn. Mời bạn Hà Linh. Đừng xả nha, chiều nào xả đổi một cái là em ngưng nhìn đó, em nói thiệt đó. Tại vì mời đây có Ngọc ngàn Kiều. Cái, ngàn mấy cái à. Các chị thấy sức bài... của khách em nè. Mà một mẫu có mấy chục cái à, bánh rất là nhanh. Dương Châu. Nên đừng đổi, chị nào đổi thì dùng ngưng nhìn đó, không phải là dù có à. Là dự lấy đúng không? À, cái của dù là dù lấy. Mà mời bài bán hết rồi. Trang rất... Cao đã có hàng, ok chị nha. Rất nhiều chị không có hàng. Khách đang mới đọc bài YouTube xong khi kèm đồng ý chuyển khoản. Các chị đang được nhiều chị ạ. Lên nhân còn lên thiêu nữa. Các chị ơi mình yên tâm có đến 20 mấy mà. Nên các chị là yên tâm sẽ có. Hay lấy gì phải 3 mấy đó. Nó đăng hết đâu. 2 mấy. 3 mấy mà. À 2 tỷ. Gấp đôi. Thôi 18. 18. Nó giống với mã 17 mà nhưng nó có là màu đậm. Màu đen. Màu đen. Nãy là dùng mặt màu trắng, còn bây giờ màu đen. Đọc cái mã. Rồi mã 18. Có ý là nó giống nó khả năng chuyến sau nên nó áp phát thôi. Có khả năng chuyến sau. Mã tiếp theo 18 nha các chị nha. 18 mã tiếp theo. Các bạn mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Các chị chốt đi. Vừa xong vừa 18 bắt đầu. 18 Trương Thanh Loan. 18 Hà Phương Ly. Áp tiêu đầy dừa xíu lên sắp hết rồi, lên sắp hết rồi. Đã qua bên góc tay phải dừa rồi đó, sắp hết rồi. Phía trước là đã xử hết rồi. 18, Eddie Nguyệt. Hôm nay dừa sẽ làm hết, thiêu lên. 203 đồng giá nha các chị ơi. Cho dừa 1 tiếng rưỡi lên, 1 tiếng rưỡi áo thiêu như vậy đi. Thiêu mấy cái? Để bổ sung nhau. 2 cái vào. 1 vào, 18 nha, 17. Rồi, 17 vào. Là dư áo, dư giấy không? Chị ấy nào lấy 18 cứ ghi nha. Nguyễn Dung đã có 17, ok nha. Rồi Nguyễn Dung có 17. Hà Phương Linh rồi, lấy một chị ấy một cái mạng 17, 18 luôn này. Rồi, đầu tiên Khoan 17 bỏ cho hết đi. Rồi đưa qua 18 này. Rồi, mạng 18 này. 18 là có 3 cái. Rồi, đã đọc tin hết rồi. Ok, tiếp đi. Khách hàng mới đọc bài ghi nha các chị nha. Hà Phương Linh, Trương Thanh Loan đã có hàng. Trời ơi, mấy này là phải... Eddie Nguyệt đã có hàng. Phải gọi người nhà đồ vào mua cái mặt chơi thôi cũng được. Cũng thấy giá trị rất nhiều, các kiểu nó không có nhiêu tiền. Nhưng 18 mà... Phạm Phương. Em mặc cái đứa bán đồ nha. Là thật sự.
18 mua cái này không thể thiếu áo khoác nhiều được, rẻ đẹp. Các chị có thấy giống như ai như em không? Trước khi mà để mà like một cái số lượng như vậy, 18 lề lề. Em đã mời các chị trước đó 2 tuần. Em nói các chị mua thử đi, một cái thôi đừng mua nhiều. Để coi chất, coi xong rồi về ok xong. Đến khi ok em làm một bữa là các chị vô chốt thôi. 18 lề lề. Không có ai mà cho khách mình thử hàng như vậy. Thử là ở đây sao? 18 cỏ dài. Chị cỏ dài ơi, 17 thì đã bán hết, chỉ có một cái 18 thôi nha. Nghĩa là em cũng quá kỹ càng rồi. 18 minh diều. Nhiều khi các chị mua trên line này đâu biết là hàng có ok hay không, phải không? 18 hẹn hẹn. Em thả mua một cái hợp trước đấy. 18 lề nguyên. Chưa mà em mà lùa đây line một lần luôn á. Khách lỗ nó quất nhiều quá về mặt không được bỏ uống. Em để khách em thử hàng trước rồi đó. Dương Châu đã có hàng. Hoàng Hiếu chưa có mà nào bên em. Mình chốt sau cho chị. Trong này nhiều chị chốt lắm chốt. Mà đang mặc là 18 nha các chị nha. 18 bán đến 70kg đối với mở nút. Con gái nút thì 65 nha các chị nha. Ngay trên live không bán được cho chị Trương Thanh Loan. Nhưng mà chị ấy qua nhà lấy. Em đem ra em nói chị sờ cái chất đi. Thì mua một cái thử đi, ok thì mua ủng hộ thêm cho Diệu. Thực sự là đây mình năn nỉ luôn á. Tại vì hàng này rất đẹp, nếu mà khách không tin là khách không mua đâu. Chỉ có là cầm lên khách mới tin thôi. Đúng chị ấy tin giờ nãy giờ bấm quá trời luôn. Khách đồng mới đọc bài gì nha các chị luôn. Mà đang chốt là 18 nha các chị. Còn những chị ở xa thì không nói, những chị ở xa thì mua thử. Và hôm nay em vô mua nhiều lắm. Ngay thành phố thôi mà em còn đã qua nhà em còn đưa cho cầm cái chất. Mua thử cái, chị mua thử cái cũng vậy. Xong nay vô chốt quá trời. Rồi, ok không? Ok chưa? 18 xong rồi phải không? Chuyển mẫu được chưa? Rồi chuyển mẫu nha. 18 khách mới mã hàng số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản để dự nhận đơn 230 thôi, không có nhiêu tiền cả. Rồi bắt đầu các chị thân yêu ơi. Mai Linh Bảo Trần ok. 18 cho chị Mai Linh Bảo Trần. Các bạn mới đọc bài giúp xong khi ai nào sau lấy mã 2 lấy luôn nha. Bắt đầu nhiều đấy. Nhiều mà đã đi qua cái tiếp sau này là các chị nghĩa rồi đó. Sắp hết hàng rồi. Sắp hết rồi. 18 Bùi Thị Hà. Chị yêu nào lấy mã 5, bối mã 5 cho Diệu. Mã 2, bấm mã 2. Cái mã 2 này rất đặc biệt, Diệu để lại luôn. Nó có hai chi tiết. Khoái ở cái mà hai chi tiết nhìn nó rất là hay. 18 Thủy Tiên Nguyên. Khi mà về hàng hàng kỳ nó nói, chị Diệu ơi, cái này sao chị giống thấy bị lỗi quá. Nó lỗi cái gì? Thấy hai màu này, hai kiểu này, bữa trước kỳ phải không? Chị nói thế nào? Chị đúng rồi, đúng rồi, kỳ với đứa nào? Cái gì sao nó không phải? Cái này là nó vậy đó, đó không mình nhìn biết. Rồi mã 5 này. Rồi mã 5 bổ sung cho một số chị nha. Ok, mã 5 Tuyết Mai. Mã 5 La Trần. Rồi lấy hai cái đó đi. Mã 5 bán hết hàng. Mã 2 bổ sung, giúp luôn, còn hai cái. Hiện tại chỉ còn mã 2, mã 18 chị Diệu đang mặc. Rồi. Chị nào bổ sung mình mã bổ sung thêm cho các chị nhờ. Cái dưới cùng là mã gì vậy chị? Cái gì chị của mã đang 18. Thôi mã 18. Rồi mình chị nào bổ sung thì mình bổ sung nha các chị nha. Đi tiếp mã tiếp theo. Lấy hàng sau này đi ha. Đi ha. Rồi mã 2 Thủy Tiên Nguyên. Còn không? Còn mã 2 cỏ dài. Thấy chưa? Còn một cái vào. 18 Lương Nguyên. Rồi các chị thấy em dục xuống 3 cục là có 15 tiền thôi đó. Rồi bắt qua đi, bắt qua đi. Mã 5 hết rồi các chị ơi. 18 con mã 10, mã 2 và mã 18 nha các chị nha. Mã 2 Cherry Nguyệt. Hết ha, 12 luôn. Mã 2 bán hết ra. Rồi. Mã 2 này. Mã 2 đây. 18. Rồi, còn mã 18 duy nhất thôi, các chị có thể bổ sung. Các bạn mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý tiền khoản 18 trăng lên. Rồi, tiếp tục hôm qua, bưng nhét ngay rồi nha. Diều đá mà đi hàng sau này rồi là các chị chuẩn bị tinh thần đó. Giờ muốn mua nữa là chờ Diều về thêm thôi chứ không thế hết rồi. Ôi, ok, mai Linh Bảo Trân đã có hàng bên nhà em nha. Ôi, vui quá, nay đã vô xem. Trời ơi, 18 mà đây chị ơi. Không có được, muốn gì sao nữa. Rồi, chuẩn bị lên mã tiếp theo. Rồi, nhanh đó đi, cho mã đó cho xong đi rồi bắt đầu lên mã khác. Rồi. Hả? Ok ha. Rồi. 19 lên các chị em ơi. Mà tiếp theo 19 nha các chị. 20 tuổi. Thấy nhà Hồng Lam ơi. Thấy nhà Hồng Lam nha. 60 tuổi vẫn mặc được, 70 tuổi vẫn mặc được. Nó vậy đó. Cái gì? Cái gì? Nhìn ta biết rồi. Rồi, lên mã. 19 mọi người. Bắt mã 19 lên luôn đi. Rồi kì. 65kg. Mặc gầy nút. Mà 19 bắt đầu nha các chị nhá. Có thể không gầy nút. Đó. 19 Huỳnh Trân. 19 Minh Nhật Nguyệt. Hay mà cái cùng sọc chấm cuối. 19 Lê Quý Ngọc. Cơm nữa cái cùng sọc này. 19 Huỳnh Trân. 19 Lê Châu. Nhiều mà đã quay như thế này
ngày rồi là các chị chuẩn bị nha, không chốt nữa là chốt hết hàng lên. Finden đã có hàng. 19 Nhung Nhung, 19 Mỹ Thương Nguyễn Thị, 19 Trương Thanh Loan, 19 Ngọc Trang. Khách hàng mới đọc bài kim giúp shop, chị chẳng đồng ý đọc giúp em nha các chị ơi. 19 Nhung Nhung đã có hàng nha, 19 Trương Vĩnh Hảo, 19 Như Đỗ Hoa, 19 Tài Nguyên, 19 Loan Hì. Hết. 19 Hương Phạm. Rồi, mạng 19 bán hết à? 230.000 dù. Cả nhà ơi, chị nào mới mới thử cái hai cái đi. Hai cái cũng có 500.000 giao cả tiền ship tiền đồ nữa cũng không có nhiều. Mình thử đi chị, các chị ok thì sao đi. Đấy đó. Rồi. Nãy 19 có đen, giờ 19 có trắng. Rồi, 20. À 20. Mà tiếp theo 20. Các bạn mới đọc bài ghim nha các chị nha. Trên live mình nhiều nghe tư vấn kỹ. Mi Tương ơi, đặt là đi em một tiên cho. Nãy giờ chưa thấy chị có cái nào. Mà tiếp theo 20. Rồi, dính rồi đó, có nhiều hết rồi đó. Nhiều mặt màu trắng nhiều lắm. Nhiều thích màu trắng. Mà tiếp theo 20 nha các chị nha. Nhìn lắm. Rồi, 20 bắt đầu, 20 Loan Kim. Không mà thì ăn sáng lắm nha. Thấy cái kiểu ăn nó nhìn trên mặt của mình á, đẹp. Nhìn nó đẹp hơn sẵn luôn đó. 20 nha các chị nha. Các chồng mới hương ạ, à, trên live mình nhớ nghe tư vấn kỹ nha các chị. Chị Hiền Tâm chị đã nói 19 bấm 2 lần. 20 Hồng Hương. Ông cứ dư ra bỏ tải bây giờ biết sao. 20 Dung Ngọc. 20 Triều Nguyên. Loan Kim đã có hàng. 20 Phương Nguyên Đàm Thị. Cái sai chứ chị, nó dễ nặng mà. 20 Đặng Thanh Tâm. 20 Lam Diệp. 20 Minh Uyên Bùi. 20 Quỳnh Tô. 20 Trang Lê. 20 TV. 20 Thúy Hân. 20 Huỳnh Diệp. 20 Bảy Huỳnh. 20 Nhàn Ngọc. 20 Thân Nguyên. 20 Ngọc Như. 20 Nguyễn Sương. 20 Cát Tiên. 20 Nhung Đằng. 20 Vị Khoa. 20 Bít Phan. Còn không? 20 Sơn Ca. 20 Á Nhi Hằng. Bỏ cho chính xác nha, tôi không được mất công rồi. Được chưa? 20 Tố Uyên. 20 Chị Phương. Ok. 20 Hình Nguyệt. Ủa sao màn hình tối đen? Chị yếu, dù 20 Kim Phường. Nè, dù lai góc này sáng mà. Do máy nhìn không? Big Fan đã có hàng, 20 Trăm Đoàn. Em bỏ, 20 đi. Thủy Tuyên Nguyên. Bỏ thôi, để ra chị Thủy ấy chứ. 20 Thúy Lan. 20 Ông Bà Minh Thư. 20 Lai Ngô. Khách đang mới đọc bài kim giúp shop, ký kèm đồng ý chuyển khoản. 20 Dương Châu. Rồi con. Cái cuối cùng. Mà 20 cho chị Phạm Nguyên. Ok, hết hàng. Phải mà 20 là bán hết ra. Xong này là qua lên. Lên tầm 7 trăm. À quên, qua áo kiểu. Nói chung ngắn được đâu. Nãy thấy số báo mà hai lần là được 700 mấy cái thôi nè. Thế rồi, bay qua tiếp bốc hàng đi đã. Hai ơi là có tôi. Hôm nay Hên bấm cái nào có cái đó luôn. Chị Quỳnh Tô có 3 mạ rồi. Ok. 230.000 đồng giá áo len quắc nha các chị nha. Trên live mình nhớ ngay tư vấn kỹ. Các mạ chưa ra bán hết rồi nha các chị nha. Bốc mạ mới lên trong live. Trời ơi em bây giờ qua áo kêu là các chị xuống nữa. Thấy các chị thấy vừa bán không? Làm nhanh lắm. Rồi. Caro 21 trời ơi. Mà tiếp theo 21. Cái này rộng hơn này, nó bộ rộng thoải mái hơn mấy cái kia. Ủa trời ơi, của tôi hả? Thiếu cái nữa này nha. Thế nào dục hàng gì kỳ hả? Dục hàng gì kỳ, từ nãy giờ tôi phải hy sinh. Hy sinh đi. Rồi có ai chuẩn không? Rồi bọn này cho chị ấy đi. 21.
lên đường bắt đầu. Các đồng ý đọc bài giúp giúp top khi kèm đồng ý chuyển khoản mà tiếp theo 21 nha các chị nha. Trên like mình nhớ nghe tư vấn kỹ khi mà chốt đơn. Hàng này là không đủ để chốt nên các chị lưu ý là không đổi hoặc trả xạ, khi nào đổi là em sẽ dừng chốt tiền. Rồi, mã 21 cỏ dài. 21 Thủy Trang. 21 Nguyễn Văn Thảo. 21 Bình Kim Trần. 21 Thần Nguyên. 21 Phương Vân Đoàn Thủy. 21 Phương Linh. 21 Ngọc Nhung. 21 Chị Phương. 21 Mi Tương. 21 cho Supin. 21 Sơn Phùng. Các đồng mới đọc bài những giúp sau khi kèm đồng ý cọc các chị ơi. Rồi, lên đi các chị. 21 Thân Quý. Mạng 18 cho chị Nhi Teddy. 18 đăng cây cho cái này. 18 cho cái nào dưới trước này. Cầm 18 đi. 18 Thân Quý đã có hàng. Con nâu qua đây. Mi Tương đã có hàng. Chuẩn bị các chị vừa nha các chị nha. 21 Vân Khánh. 21 Quý Lan. Quay đi các chị. Vô 21 69 vừa nha. Thoải mái nha các chị nha. 500. Rồi 21 ok chưa? 21 cho chị Lương Trâm. 21. Ông Mi Trương Thí Lan đồ nhiều lắm các chị. Sao vậy? Xong rồi. Nói à. Đồng giá 203 các chị thân yêu. Nghe điện thoại chứ. Đồng giá 203. Dạ luôn. Dạ. Rồi về qua phải không? Dạ. Cô cần ai không để chị bấm cho. Xong rồi. Tiếp là. Bây giờ cô cần bấm không chị bấm cho. Xong hết rồi. Rồi các chị lên tiếp nha. Nãy này lấy cái giảm lên cái con móc đi. Mà 21 cho các chị nha. Treo lên đây đi. Áo coi giảm luôn. Xe nhẹ hơn cái móc quá rồi. Đi một mã chị. 21 nha. Lên là phải coi giảm chứ các chị không? Rồi mà tiếp theo cho các chị nha. Hiện tại đang còn dư hai mã đang treo trên sào nhà các chị nha. Mã 21 và mã 18. Mã tiếp theo. Khách hàng mới đọc bài giúp shop khi kèm đồng ý cọc nha các chị. Nâu nha, nãy là mã đẹp á, là giống với bạn này nè. Rồi, ghi mã 22 luôn đi. Hồng Loan, khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt luôn cho mình. Em thấy là chỉ đặt mấy like rồi mà chưa đồng ý cọc nên shop chưa chốt được chị. Ôi, xuất sắc. Rồi, bấm liền đi các chị, 22 không có nhiều đâu. Hai từ từ thì cũng có hàng đó. Mà tiếp theo. Dù báo 22. Từ từ là hên xui lắm nha. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn 18 cho Lương Trong này. Ngọc Nhiên A này, Lương Tâm này, Thủy Nguyễn này. Biến như mày khác, mày khác hơn ai biết. Rồi Thủy Nguyễn cứ chốt bình thường đi. Thủy Nguyễn, ok, Lê Tý Hằng ok, Vô Thường ok, 1, 2, 3, 4 cái. Trình Thu Hằng ok, Yến Minh Trần ok. 6. 6 đúng không? Ừ. Nguyễn Sương. Đầu Yến Nhi. Thủy Tiên Nguyễn. Trần Nguyễn. Kim Ngọc. Phương Lê, Minh Bình, Nguyễn Bút, Ban Mai, Tạm Nguyên,
tình tranh tình mỹ tình tình tranh Nguyễn Hằng cỏ dài Nhàn Ngọc lương tâm ok là chị gái ha Kim Ngọc Ban Mai bỏ từ giấy ra dùm Kim Lê Vi Ngọc Tâm Trần Thắng bà, Nguyễn Ban Mai bị trung rồi dạ rồi lương tâm rồi Mã Nơ bán qua rồi chị Hồng Lan Nguyễn Hằng Nến Huyền hai cái má này đẹp lắm còn mấy cái nữa nè còn mấy cái sắp hết rồi nói chung cũng cũng là Trần Thị Thu Yến hàng này hàng đẹp hàng cao cấp thôi các chị ơi hàng này là cao cấp đó để chị comment thì chị đọc luôn đi cho dễ thôi là chị thử cho khách còn ba chị nữa còn ba chị cuối cùng nha còn ba chị cuối cùng xong này là có hàng thiêu rồi đó em xin lấy sắp hết rồi Thu Yến Nguyễn Sương đã có hàng rồi nha các chị nha. Đây. Không có hàng đủ để đổi đâu các chị ơi. Chị nào đổi là em dừng lại không cho các chị. Đó là dừng lấy nha em muốn đổi không đổi đâu. Rồi. Đi nhanh. Ui đẹp quá. Trời ơi. Thêm mã 22 cho Lương Tâm. Lương Tâm nãy có rồi mà. Thêm. Có. Thêm mà. Bill này chưa ra này. Ra rồi. Nãy chị hỏi mấy chị mới hỏi chị là có chưa đó. Lương Tâm này là 18. Này chị hỏi là từ 18. Rồi 23 bấm luôn đi các chị 23. Rồi từ 22 cho Hoàng Hiếu này. Okay. Bổ sung mã 22 này. Rồi 23. Bắt đầu mã 23 nha các chị, lên mã 23 đi. 23 thôi, giờ gần hết rồi các chị, còn đây cái khúc bên này nữa, muốn lấy nữa là cũng hết hàng rồi à. Thôi giờ đến rồi mã tiếp theo. 23 hai cái lương cân. 23 cùng 7. Đẹp lắm. Mấy này có 230 ngàn cũng dễ lắm. 23 Lam Diệp. 23 Yến Lê. 23 Dương Kim Yến. Mấy này á các chị ơi. 22 Mỹ Thơ Nguyễn Thị. Mua mặc đi em ơi. 16 18 Thu Nga là có 18. 20 tuổi vẫn mặc được. 70 tuổi vẫn mặc được. 18 22 bỏ cho xong này. 18 để đây. 65 kg là mặc gầy nút còn trên 65 kg có thể là mặc là phải mở nút. Chưa, Trương Thanh Lan chốt đi, Trương Thanh Lan chốt đi. Má này má 23 nha. 23 Hương Nguyên. 23 có ít nha bà con. 23 Nến Huỳnh. Sang quá. 23 Hình Huỳnh. 23 Trương Thanh Loan. 23 Loan Cao, Nến Huỳnh đã có hàng. 23 Uyên Huỳnh. 23 Huỳnh Nguyện. 23 Đức Nguyên. 23 Đầu Yến Nhi. 23 Nhung Nhung. Các thằng mới đọc bài YouTube cho khi kèm đồng ý truyền khoản 23 Dương Kim Yến 23 Ngọc Phan 23 Thám Nguyên hết mà 23 đã bán hết rồi thế 22 không có chị giờ lấy 22 giờ còn 22 em một bàn qua đây bưng đi Trương Thanh Loan đã có hàng ok chị ơi 22 lấy dùng nhiều quá các thằng mới đọc bài YouTube cho khi kèm đồng ý truyền khoản trên line mình nhớ ngay tư vấn kỹ cho các chị 18 cho chị Mi Quỳnh còn 22 nha 18 này Diệp Nguyên các năm mới đọc bài giúp sắp khi kèm đồng ý cọc chưa 18 vậy thằng đây như này tại khi sao được mấy đứa chết kìa chết thì nó 22 gồng rồi bị sai chỗ rồi 23 là bán hay sao được các chị ơi 22 do hiện tại cái con có ra hết luôn đi nó cái cục này nó là xong rồi đó chị nào thêm đi nha 22 đẹp quá hả 22 là màu trắng nè 22 mới là trắng rồi bổ sung một cái 23 cho chị Như Đỗ Hoa ok Đỗ Hoa đó nha trên live mình nhớ ngay tư vấn kỹ cho các chị rồi chuẩn bị mà tiếp theo đọc lại để cho em chết cho không giá đi rồi cho con chị mới vô rồi em bưng cái này bỏ vào đây hết cho chị rồi chờ em xíu nha cho mấy bạn cho mình vô tại nhà em nói rất là em nhỏ em ở đây nào quá không có đây này Diệp Nguyên ghi kem đông ý cọc về em chốt cho mình cái này đẹp 22 chị nào thêm luôn thêm 22 còn có hai cái nè 22 còn có hai cái thôi xong này là qua hàng siêu giờ rồi đó nó sắp hết rồi vừa kinh hết rồi
Nó còn theo ở sau lưng này các chị. Trên live mình nhớ ngay tư vấn chị cho các bạn. Theo là đây, chút nữa là mấy chị lên mà theo với em. Hai hai có ai chút nữa không? Rồi, theo là có sau này. Theo đây, bên này đã gọn gàng. Đó, theo còn chừng này, có chừng này. Tầm. Rồi, bổ sung mạng 22 cho chị Uyên Phương Lê Thị. 22 Tiểu Khuê. 22 hả? Hai cái. 22 Lan Nguyên. Rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi xong. Ôi thế nào là đi là đúc cái đó mới đã vậy đó. Bán hàng là phải mà ai hai bán đi chăng. Trời ơi sao nay mặc đồ hớ em dữ mà. Rồi mẫu này bán Thủy. Thủy ơi. Sao còn sót này còn đó. Thì nãy vừa nói với Thủy là phải để ý mấy cục lẻ bên đó thì nó rồi tụi em tự lấy cho nó để đằng sau hỏi hết chưa hết rồi. Sao em mở cho nó không biết nó hai ba bán đi rồi các chị nhau để là nó xong còn đi tiếp đi tìm cái mã này đi tìm cái mã này là mã gì coi bên đó nãy đặt cái bấm mã gì chút chị bóc lên ấy cho rồi chứ lâu rồi thì lỡ khách có nhớ rồi rồi mà tiếp theo 24 22 bán đi rồi các chị ơi mà tiếp theo 24 như cái này em nhớ khách em gửi tin nhắn nhiều lắm này rồi 24 Phương Hứa cho vô cái nha, vô cái trong người nha. 24 Thủy Liệu. Thế này em thấy cách em gửi tin nhắn nhiều lắm nè. Nó 4 tuổi mà nó. Đó, chỉ cần nhìn cái mã thôi. Ok vậy. 24 Su Duy Ngô. Rồi. 24 Hồng Thắm. Thấy hình người mẫu sao ta? Chụp hình sao mà đưa cái 24 Hồng Tương. Cái cách gửi cái hình này nhiều lắm nè. 24 Thanh Trân. Cách gửi. Giờ soạn dùng cho chị, soạn dùng cho chị nhìn sang á. 24 Ngô Hoàng Liên. Em nói là em muốn chọn đùa. Đây là ngay từ bên kỳ nha các chị. 24 Hồng Lam. 24 Thảo Độ. 24 Trần Thị Thu. Rồi 24 cho chị Như Đỗ Hoa. Cái này có tôi nha. Không có ai đâu nào. Cần quá này. 24 Vân Ân. 24 Nguyễn Hào. Xanh trắng á chị. Đây là hình hình đó nè. 24 Quý Vũ. Thấy. Chút xanh chạy với cái này ra. 24 Thu Hòa Trần. Sắp hết rồi, các chị em còn vài mã nữa thôi. Vài mã xong những cái hàng này, nó gọn gọn ghê luôn. 24 Thu Vi Phạm. Hồng Lam đã có hàng. 24 Thúy Trần. 24 Ti Cu. 24 Thủy Nguyễn. 24 Ngọc Trọng Trần. 203.000 đồng giá. 65kg mặc như em vô tư. Còn 24 Trin Phương. Đó. Cảm ơn con. Còn khách 70kg á thì đó, mình sẽ đó. Là rồi, mặc okay. Mặc theo kiểu là có thể là không 18 con không? 18 con. 18 Thanh Nguyên. 18 Cổ V. 18 là Cổ V. 24 bán hết hàng rồi các chị ơi. 24 này có nhiều rồi, nói vậy chứ. Mấy ngày giờ đã lấy đâu rồi. Hôm qua lấy một đống rồi. Nhiều cũng giống các chị coi thử lên là tiền là thấy đẹp thì lấy luôn. Mà 24 là bán hay sao? Áo có túi không em? Có cái không chờ chú dạ chị ơi. Em đưa thông tin cho Giang đi đặt hàng lại từ đầu giúp em nha. Không để chị xem. Rồi mà tiếp theo. Giờ nãy giờ mẫu nó đặt. 24 là bán hay sao? Mà tiếp theo. Ui. 25. Nó giống 24 đó, mà 24 là nãy trắng, còn bây giờ qua đen. Rồi ok, 25. Mà tiếp theo 25. Hai lấy 24 không được thì qua lấy qua 25 đi, nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở kia hỏa tiết đen trắng thôi nha các chị nhau. Nó nền đen nền trắng. 25 nến đi. 25 có nha mấy chị ơi. 25 có 1 cái. Mà tiếp theo 25. 25 chị coi. 25 Triều Nguyên. Ui. 25 Thanh Quyền. Đẹp. 25 Sàm Sâm Phùng. Lương Trâm 25 hai cái. 25 Thu Nga. Cân hết trời luôn. 25 Lê Vi. 25 Chen Di. 230 rẻ. 25 Mỹ Ấn Trần. 25 Nhung Hoàng. 25 Minh Diệu. 25 Annie Nguyệt. 25 Vũ Độ. Đó, cái gì mặc lấy không? Không, vô lấy cái 24 cũng được, về đi. Còn cái nữa vâng. Với chân á. Mạng 25, cỏ dài. Mạng 25 bán hết hàng luôn.
thua. Bao mát ba, nó không, nó bao mát lên mà bao mát thì không cao. Phải cô kiểu cao. Như là thoải mái thoải, không có cọ rồi mà nóng bực đâu các chị ơi. Em mặc nãy giờ em thấy rất là thoải mái. Em lưu thông tin cho đoàn cầm chị đặt hàng là từ đâu nha. Thoáng nó đã lắm, mềm mại lắm. Áo này cực kỳ mềm mại. Áo này không có size đâu. Trời ơi mấy bà cứ mua đại đi đừng có lo. Lớn ký mới sợ cho nhỏ ký mua tới cho em. Đừng có lo gì hết á. Lo thì sao? Đang chưa có đơn bên nhà em. Ôi, sang nó nhỏ. Mà tiếp theo 26 Nguyệt lấy cái Nguyệt cái mấy này mã này đẹp. Nhìn sang này. Được chỉ với đẹp. Rất là sang đẹp luôn. Hả? Ở con mặt nhìn sang lắm luôn. Lý. Cái mã 2425 á. Thì cái mã này đẹp nè. Người đã lấy mã nó hơi chút giờ hơi nhí. Để ra đem lấy. Để bông. Cái đó cho thị được, Nguyệt lấy mấy cái màu đậm đậm hoặc là mã giống như nãy em mới lấy đẹp kìa. Rồi mà tiếp theo 26 nha các chị nha. 26 Nghệ Thảo. Cái cho cái mã đó coi. Mã đó mã gì? Mã đẹp. 26 Phương Bùi. Trời ơi Nguyệt chơi nô mới chị. 26 Trang Lâm. 26 Cỏ Dài. Khách hàng mới đọc bài ghim nha các chị ơi. Trang Lâm Bạc có hàng. 26 Hình Nguyệt. Rồi tôi có Hạnh Phúc rồi. 26 Ngọc Hoa Vọ. Thôi một đứa phải không? 26 Thu Hà Trần. 26 Phạm Ấn Ngọc. Cách bán hàng có gì 26 là sao? 26 Nhi Teddy. Để khách tiếp cận với những sản phẩm này xong. Rồi lúc đó mới 26 làm 26 Vị Quang. Like cái bèo. Vậy đó. Còn em Phương Bùi đã có hàng. 26 Thanh Thúy. Bán hết lâu rồi. Hạnh Nguyệt đã có hàng. Phải để. Rộng cả 26 không? 26 Hoa Thái. 26 Hai Cái Lương Tâm. 26 Thùy Trang. 26 Tuyết Mai. Tôi là thích. 26 Thanh Nguyên. 26 Andy Nguyên. Mấy cái len này mà khoác rõ trời mà. Chị ước gì trời lên lệnh. 26 Baby mà. Không mà Sài Gòn này đâu lo. Bữa chiều chiều mát mát là ngon rồi. Mấy cái máy này mấy chị là lạc thế hả? Mấy vùng mà kiểu mà hơi hơi 26 Quyên Đoàn. Cái này không khí mát mát. 26 Đoàn Ngọc Yến. Ừ, 26 cho Nhung Nhung. 26 Kim Thủy. 26 cho Giang Linh Đi. Khoan. Các đồng mới đọc bài YouTube shop ký kèm đồng ý chuyển khoản giúp em. Trên like các chị nhớ nghe tư vấn kỹ nha các chị nha. Nào, thấy chị tính chưa kìa. Đang để hết đi, chị lừa một lần là xong. 26 Hưng Nguyên. Nó ngàn đem về hết đây rồi cho nhiều. Thanh Nguyên đã có hàng. Lô hết sạch luôn đó. 26 Chị Phương. 26 Trần Minh Hòa. 26 Thi Nguyên. Eddie Nguyệt đã có hàng. Này, cho các chị coi cái này nha. Vĩ Khoa đã có hàng. 26 Mì. Các chị. Nào, nãy giờ khách chốt đó. 26 Quý Hồ. Một đội ngũ của em. 26 Thùy Trang. Một đội ngũ em bây giờ các chị. Giờ mà cái áo nên nó do không có cho xả. Biết ở khúc nào mà xả giờ tôi đi tìm mệt lắm. Tôi đi tìm rất mệt nha, đừng xả nha. Ngày nào hàng đi ngày đó. Thấy không? Đó, khách mua hết rồi. Cái này nào. Cái nào là nằm yên cái đó rồi. Giờ Phương. Các bạn đã soạn cho nhìn như thế này giờ là chỉ có là 26 Bên Phấn. Mở cái áo. Mở cái áo nó coi chết. Coi cái chết. Rồi. Không không, cho mấy chị coi cái. 230.000 áo lên đồng giá. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý chuyển khoản vào. Diệu đảm bảo nha, lên lông thỏ mặt ngứa lên đây chửi Diệu. Diệu nói vậy để các chị yên tâm. Chết rất là đẹp. Hàng này ở ngoài đẹp lắm. Nè, bao bì này các chị. 26 còn cái cuối cùng. Rồi ok. Mà cái 26 cuối cùng Thủy Tuyên Nguyên bán hết à? Hả? Cảm ơn chị Nguyễn Lương nha. Khách hàng mới các chị nhớ ghi kèm đồng ý cọc để subscribe cho mình các chị ơi. Chết đừng lo nha. Chết để đừng lo nha. Em cứ coi đi chị đổ cho. Ừ. Đây là mình nhớ ngay tư vấn kỹ cho các chị mà tiếp theo. Trời ơi, nó mềm lắm, nó mềm đẹp lắm. Cực kỳ tuyệt vời luôn á. Rồi, bên các chị đang thấy là một mã 18 với mã bao nhiêu? Cái này là mã 21. Mã rồi, này 21. 18 và mã 21 nha. Mã này mã 18. Mã này 18 là cổ V, có một. Cổ V nãy giờ cũng lấy này. Mã này mã 21. Chị nào đơn giản đi thích lấy 21. 26 25 bán hết rồi các chị ơi. Qua mà tiếp. Nay giờ cái gì mở cái gì
không có like ở trong chị nào bổ sung thêm mạng 18 và mạng 21 để ở sau nha. Sau làm bán khi mà gài nút cởi nút 70 nha các chị nha. Hết rồi, áo nó hết rồi, cởi rồi. Ok, cảm ơn chị. Nói chung là hàng này rất đẹp, các chị yên tâm chốt đi. 50kg mặt rộng không? Không, không vấn đề. Các chị áo khoác, các chị về đi. Nó đâu phải là body đồ gì đâu mà sợ rộng, các chị chọn lên càng rộng càng đẹp nữa chứ. Nói chung mấy này dễ mặc mà. Ôi mấy chế ơi, mấy này mà còn còn thắc mắc nữa là thật sự là... Mấy này nữa là thua luôn á. Mấy này mà còn chán nữa là thua luôn á. Em lấy nó sâu đó. Nói chung mình cứ nghe tư vấn kỹ khi mà mình chốt đơn nha các chị. Là lộc tôm. Hàng này là cực kỳ dễ mặc luôn. Giờ nó nói người 20 tuổi mặc cũng được, mà 60-70 tuổi lên còn mặc được mà. Là hiểu rồi, nó rất là dễ mặc. Mà hàng này đá lên là chỉ có sang thôi. Đá lên người là sang thôi. Chỉ sợ các chị mua nhiều quá, nhiều khi mặc không hết thôi. Các bạn chưa có bán hết rồi các chị ơi. Các bạn chưa có bán hết rồi. Bây giờ chuẩn bị lên mặt tiếp theo. 27. Phương Nguyên chưa có 26 nha. Mình cứ chốt ra lại nha. Chỉ chưa có đơn nào bên nhà em. Mặt tiếp theo 27. Mẹ làm sang mà. Lo gì. 27 bắt đầu chốt nha các chị. Đừng lo, mấy hàng này chỉ sợ nhiều cái các chị mua nhiều quá về mặt không hết thì có thể thôi, chứ mà nói để mà dư ra là hiếm lắm. Với lại mua khách em còn mua cho người nhà đâu vậy nữa. 26 anh Nguyên đã có 26, ok chị nha. Rồi 27 kim cam lê, 27 lương tâm, 27 lai vọt, hàng cái xong đó, hàng cái xong rồi đó. Giá 203 đồng giá nha các chị nha. Trên là mình nghe tư vấn kỹ các chị. Em làm cái giá là em làm vừa phải để khách của em á, nói chung mặc chơi chơi nhưng là xịn luôn. 18 còn đúng không? 18 cho miệng trên. Nãy giờ chốt tê tô đây mà nào cũng muốn. Là vào là có hàng ok. Đúng biết bà em đi Nguyễn Nga và bấm mật hai bài nha. Vô Hoàng Liên. Ok, Trang Long cứ đặt hàng nha chị nha. 27 Lê Quỳnh Anh. Áo con nơ, không giờ áo con nơ bán hết rồi. Còn mấy con nơ có nhường hay không? 27 Phạm Phương. Có nhường không? Bà con nơ có bạn nào lấy không? Thì lấy cái 27 Lê Quỳnh. Em lấy rồi. 27 Vũ Thương. 27 Phương Nguyên. Sắp hết rồi. 203. 27 Phương Lê. Trời ơi, còn có 27 Thành Tâm. 2 mãi nữa là hết rồi đó. Có mẫu trái tim không? Mẫu nào trái tim ta? Có, để em khắc tim. 27 Mai Linh Bảo Trân. Để em lấy trái tim của em. Trân Vi em hướng dẫn là chị ghi kem đồng ghi cọc đem chúng tôi cho mình. 27 Thanh Thủy Nguyệt. Nơ like rồi, nơ bán xong rồi. 27 Quyên Lê. 27 khách mới mãi là số điện thoại kem đồng ý chuyển khoản mới chốt thôi, chưa không có ship code không. Chuyển khoản chút. Ok, đồng ý thì em đưa hàng rồi cuối live chuyển. 27 Thường Xuân. Khách hàng mới đọc bài ghi nha các chị ơi. 27 Cò Dài. Không nhìn vô kênh hay ghê á thì đúng một xương thì hết ngàn cái xong. 27 cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Hơn ngàn. Trần Vi cho số liên số điện thoại 18 và 27 cho Trần Vi. Cho một má 18, một má 27. Cái giấy này nó là gì vậy chị Nguyệt? Cho số liên số điện thoại nhân Trần Vi nha. 18, 17 rồi. Ok, lên tâm cuối live chuyển khoản giúp em. Để riêng chúng ta để chúng ta số điện thoại 18 đến 27 một cả một điếu. Mọi người ơi, sao cái này đánh nguy hiểm này. Đấy, nhìn nè. Tại chị mới thấy nhớ mới mua đây mà. Rồi em ơi, bổ sung cho chị cân viên số điện thoại đường mới. Nói nhỏ thôi. Thu Thủy đã có hàng. Đây, còn cái thôi. Hay sao đã bán hết à? Chị ơi. Hả? Sao vậy? Dạ cuối like rồi chị cọc chuyển khoản cho shop chị nha. Dạ Vũ Thương đặt 27 đấy chị ơi. Rồi thôi. 27 đâu, còn cái này nè. Này là một cái là 2 view nha. Đổi tùm lum, nói chung mua mà đổi tùm lum nữa phải không? Rồi các chị chốt mà 27 nha. Để tôi biết thôi, tôi đọc. Nhớ đánh dấu nhiều khi chị nói vào nha các chị nha. Ghi nó vào chị cũng đọc được. Ghi nó vào bảo hàng nha. Ghi lại đi, đến lại các chị. 27 Hương Thủy Lê. 27 rồi. Trên viết cách mới. Rồi đây nè. Hôm nay còn số cùng với chị. Ha. Rồi, mạng 23 nha các chị nha. Chị nào chốt để mình chuẩn bị 27 vô thương còn không? 27 còn. 27 vô thương có rồi. Rồi.
27 hơn Thi Lê. Rồi, có rồi, chị cứ nói đi. 27 còn hàng nha. 27 còn dạ, hàng. Dạ ok, Kim Lan ơi, đơn dưới 900 thì mình cọc thẻ điện thoại được nha. Rồi ok. Rồi, 28. Mà tiếp theo 28 nha các chị nha. Nguyệt mấy cái này đặt. Dạ, 27 và chị. Rồi, 27 cho em Nguyệt. 27 cũng đẹp, chị lấy cái 27 cũng được. 27 cũng đơn giản đẹp nè. Mà 27 rồi. Ừ, nhìn mình lấy cái mã 27 đẹp. Rồi, thấy là bắt đầu một sau mấy tuổi rồi bà mặc về. Mười mấy cái rồi đó. 28 hai cái cho Lương Tâm. Mà tiếp theo bắt đầu 28 nha các chị nha. Ok nha, nhàn Ngọc chị cứ nhắn qua tin nhắn nha. Nếu mà có hàng các bạn nhân viên sẽ để cho mình. 28 cho chị Bảy Huỳnh. 27 Khánh Đan. Đang nói là chị dâu lấy mã 27 đẹp. 28 cho Đoàn Ngọc Yến. Nó đơn giản luôn. 28 cho Phản Anh Ngọc. Minh Tuyết khách hàng mới ghi kèm đồng ý chuyển khoản giúp em. 28 Khánh Đan nhầm 28. Rồi. Rồi Khánh Đan đó ra. 27 của Khánh Đan ăn không? Lấy 27 của Khánh Đan ra đây mọi người. Rồi chị nhanh lộn. Ok ok. Rồi. Còn kịp xử lý ra chưa? 28 cho Kim Lan. Đưa vô hàng nữa là khỏi làm gì được luôn á. Rồi. Các thằng mới đọc bài ghim nha các chị ơi. Rồi còn mã gì nữa? Xong mã cuối nữa. Rồi mã. Ok không sao. Xong 28, xong 27 là lên mã cuối là 28 Minh à. 28 này xong là đến một mã nữa là 27 cho Minh Tuyết. Minh Tuyết các thằng mới cho shop lên xong nha các chị ơi. Ok chị không sao, còn kịp xử lý. Tại vì nó chưa đưa vô hàng. Nó còn ngay bây giờ nên nó kịp được xử lý. Chưa lên mã 29 nữa chị. Từ 27 với 28 với chị ơi. 28 chắc 28 ấy. Rồi 28 cho chị Phương này. 28 vừa đăng bài nha. 28 Nguyễn Nhung. Ok nha chị Phương này. 28 luôn. Nhà ơi yên tâm lấy đi, hàng này đẹp lắm. Rồi ok nha chị Khánh Đan xong. 28 cho Ngọc Linh. Nói chung là nếu mà hàng mà còn thực sự sau cũng rất là muốn đổi, nhưng mà hàng đã vào á thì các chị này chị đều thấy chị quay á. 28 Ngọc Ngân. Vừa nha các chị nha. Ok Minh Tuyết, cảm ơn chị Minh Tuyết nha. Minh Tuyết. 28 Mộc Trinh Cang. 28 cần. Các chị ơi, thêm mã này thêm một mã nữa lấy. 28 Thu Thủy Phạm. Thôi đang thích thì lấy luôn đi. Phương Dung Nguyệt, các đồng mới đọc bài kiếm chút đọc khi kèm đồng ý cọc chị ơi. Không thức tìm này mày lấy chưa ta, lấy cho mẹ cho ta. Ừ, không thế. Đấy, ý chưa lấy thì lấy luôn cho mẹ, tại cái này cũng đẹp. Rồi giờ có hậu trường thử cái bên nó mới nói em á. Rồi, 28. Mà 28 tiếp theo nha các chị nha. 27 này là hết rồi đúng không? 27 còn mà. 27 vẫn còn. 27 vẫn còn mấy ba cái, hai cái gì đó. Rồi giờ đến 28 là vừa đang mặc. 27 lấy cho chị Phương cái kìa. Rồi, 27 lấy cho chị Phương. Khoan, để kiểm tra coi. Này chị ấy là có 27 rồi. Này chị ấy có 27 28 rồi, yên tâm. Rồi chị Phương có rồi. 28 cho Đình Nghi luôn. 24, 25 là không có hàng đâu chị, cái nào mà dư là đây. Có 21 với mã 10, 10 mấy gì đó. Đây đây mọi người. Mã 10 mấy nữa, cổ bê á. 18, 21. Mã 18 với mã 21, rồi cái này giờ còn mã 28 nữa, đó. Mã 28, chị nào lấy ghi luôn nha. Bây giờ chuẩn bị nha các chị, mã cuối cùng. Xong rồi mình đi qua hàng theo đồng giá 235 ngàn. Hết rồi hả? Hết rồi. Ngàn cái vậy thôi chứ còn chưa ở đâu ra mà like cho lâu. Rồi 28 hai chốt thì ghi nha, 230 anh đồng giá hết. Giá nó trên trên này. Giá nó trên. Giá lên đó luôn đi. Rồi, mà tiếp theo sau năm chị nha. Gài nút được. Trên 65 kg có thể không gài nút được. Nói chung. Rồi, cuối. Vậy thôi không cần cái gì. Mà tiếp theo cuối nha các chị nha. Cái dùng từ cuối là các chị hiểu rồi đó, là cái kết thúc rồi đó. 20 bài bổ sung cho chị Nguyệt Quang. Mua đồ thì yên tâm, okay, chỉ có tiền là không nằm bên trong túi thôi vì chốt ít quá. Nhiều thì đình là chốt mà 27, 28. Bạn đi Nguyễn. Không mà cái này thì đình nó không đẹp. Rồi cuối, ghi chữ cuối nha. 27, 28 Nguyễn thì đình. Ok Nguyễn thì đình nha. Khách đồng hơi đọc bài ghim giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Này là 28. Ui, cuối. Này là cuối. 29. cuối rồi, rồi kết thúc okay rồi đó. Ok luôn, cuối cho Lương Trâm. Lương Trâm, rồi. Khách đồng hơi đọc bài ghim nha các chị nha. 28 cho Mỹ Tuyên. 27, 28 cuối. Ủa? Rồi vậy là hết 27. Rồi hết 27 luôn. 27 là bán ít hả? Hiện tại là bắt đầu chỉ nhiều lên mặt cuối nha các chị nha. Mặt cuối á. Rồi, cuối nha các chị nha. Mặt cuối.
mua đồ yên tâm, chỉ có tiền không nằm yên trong túi. Rồi ngắt ngay luôn các chị, hôm nay là ngay là ngắt ngay luôn. Ngày cuối. Rồi 28 cho chị nào lấy thì ghi cần. 28 vào đây nha, cái tay em cầm. Rồi bắt đầu nha các chị nha. 28 cho bổ sung cho chị Trang Long. Mặc cuối cho chị Hàn Nguyệt. Dạ ok, mai tạm đợi được xíu nha. Lát nhưng mà con lá chị Diều sẽ đưa lại một lượt để các chị xem nha. Các đồng mới em hướng dẫn là mình ghi kèm đồng ý cọc công đơn để shop chốt đơn cho mình. Cuối cho Hà Vị. Rồi cả nhà ok rồi nha. Bổ sung nó mã 14 rồi. Hả? Bổ sung mã 14 hả? Cho đây, cho đây. Mã 14 dư cục nè. 5 cái phải không? 2. Hả? 2 cục 14. 2 cục hay 2 cục là 10 cái. Màu đen, màu 13, màu trắng, 14 phải không? 13, 14. Rồi bao nhiêu là đọc nhiêu? Ai có 13 rồi đừng đọc nha. Ai có 13, 14 rồi đừng đọc nha. Rồi, 13. Bổ sung mã 13 nha các chị. Có sót hàng nha. Mã 13. Bổ sung 13. Bấm liền cho em. 13 trước đi từng mã một rồi. Dạ. Bổ sung. Rồi chứ tại vì cái này là để số. Để sót nè. Cái này là đủ để bấm thôi. Nếu chị nào có rồi thì khỏi, còn chưa có thì bấm lại thôi. Rồi các chị vô. Bổ sung, bấm liền mã 13. Sao mạng yếu vậy? Không thấy gì hết luôn. 13 cầm tú Trần Thị. 13 Kim Cao Lê. Các đồng hơi đọc bài ghim nha các chị. Trên là nhớ nghe tư vấn nha các chị nha. 13 Thủy Nguyệt. 13 Tùy Hằng. 13 Nhung Nhung. Hết. Mà 13 bán hết không? Rồi. Nguyễn Thị Đình là này em bổ sung cho Miller 2728 chỉ có hàng 2 cái nha. Rồi 14. Mà tiếp theo 14. Rồi hết. Các đồng hơi đọc bài ghim các chị ơi. Rồi dọn dọn dẹp lại khu vực đi các em. Cái đó dư phải không? Còn dư mấy cái đó nó... Mà tiếp theo 14 nha các chị. Là 14. Dư 2 cục đó. Nãy giờ tính để mã này rồi. 230 quá. Quá em. Lên đồng giá 230. 14 Thị Tuyên Nguyên. Nãy giờ khách vừa lấy nhiều lắm. Các chị mua có mua làm quà cho người nhà nhiều. 14 Văn Nguyên. 14 Thủy Lê. Rồi 14 còn dư cái hả? 26 rồi, hết rồi chị ơi. 2 cái phải không? 13 hết rồi chị Phương ơi. Kim Cao Lê là có 14. 14 Trung Nguyên. 14 Trung Nguyên phải không? Còn hết. Để coi chị Phương có 14 nào. Nãy chắc chị Phương có hết rồi á. Chị Phương chưa có mạng 14. Bổ sung cho chị cái một cái mạng 14 này. Rồi kết thúc. Kết thúc, đây là mã cuối. Chị nào thích thì bấm. Ui, đẹp quá vậy. Bổ sung mấy cái mạng chị Lê ạ. Lấy cái mạng. Cái nó đẹp chứ. Chị mấy mạng mà con á. À, bây giờ chị thì vô con chừng này mấy cái thôi à. Ok nha chị Phương nha. Các đồng mới đọc bài ghim. Cái nào ơi, dùng cho lại. Cái này ai chưa có thì lấy dùng cho em mã cuối. Mã cuối ha. Mã cuối hình ta, à gì? 28. Mã 28. Ô, chào chị Anna Trần. Mã này mã 28. Nãy giờ quá nhiều hàng đẹp luôn chị ơi. Rồi, mã 18. 18 là cổ V á. Cổ V, kết thúc rồi đó. Để đi qua hàng thiêu. Rồi, 18. Mã này là mã 18. Cái đó. Chị giờ hàng chỗ đó không vô nổi. Rồi, mã 18. Năm 18 chứ. Kênh Hà, cái đang mới đọc bình giúp sốc khi kênh Hà đồng ý cộng tám nè. Ra mã 21, rồi xong, kết thúc. Rồi, ba mã em điểm trên lại cho các chị nha, 18, 21 và cuối. Rồi, bổ sung cho các chị này, 18 cho Nguyễn Chi. Chị ơi, qua đôi hàng cho không sớm đúng nha. 18, Kim Chi Trần. Rồi. 18, Liệu Minh. 3 cái rồi phải không? 18, Kim Cam Lê. 18, Thuy Nguyên. Đẹp chứ. Cái này đến 65kg bên vừa chị Mai Phạm ơi. Đừng có cho kênh khỏi thành kênh nặng từ cao. Cuối cho chị Phương Lê. Cuối rồi mà trắng á. Cái này cuối nè. 28 cho Lúa Vụ. Cuối rồi. Khoan, Lúa Vụ đã có hàng khỏi. Đây cuối đây. 18 cho Lá Ngọc.
con không? Con 28. Rồi, cuối cho Mai Phạm. Cuối. Cuối là 28 này, con 21. Hai, ai thêm gì thêm luôn. Kim Căng Lê mình có mạng 13 nha, không có mạng 14 chị. Các bạn mới đọc bài YouTube sau khi kem đồng ý truyền khoản 13, 14 đã bán hết rồi các chị. Trên like thì mình nhớ nghe tư vấn 21. Rồi, má 21. Má 21 nữa. Chị Diệu Hiền ơi, có tin nhắn gửi Diệu cho chị Hiền không? Là chưa có đơn bên nhà em nha. Này Diệu Hiền không có, chắc chưa chị có một cái nào luôn. Em hết hàng á. Áo bán bít xanh. Bán gài nút bán đến 65. Gài nút là bán đến 70 cho các chị nhá. Rồi, bây giờ đi nha, bây giờ qua nha, xong rồi, thôi cắt. Chị Bảy Huynh ơi, hết hàng rồi chị ơi. Đừng, đừng nữa chị, đừng nữa. Giờ, giờ, giờ đi hàng khác rồi. Này, rồi móc lên lại. Úp. Không có túi đâu các chị ơi. Nè, ngồi lên. Rồi. Chị Minh Chuyến ơi, chỉ có mạng 27 đến nhà em thôi nha. Sau like thì các bạn nhân viên sẽ chụp hình xác nhận rồi mình cọc cảm nha chị. Bông xin chưa đồng ý cọc nên nãy giờ chưa trốn được bên nhà em nha. Bây giờ chị Diệu sẽ lên hàng tiếp theo nha các chị. Bông xin chưa có đơn. Cuối. Cuối. Rồi. Qua những cái hàng thiêu. Các chị, ai thích hàng thiêu, ai muốn chờ ra ngoài trang của em, coi liền những bài đăng của em liền. Cái hoa nào thích thì chờ. Không nghĩ được việc cái đấy. 18 cho chị Anna Trần. 18 lấy cái hàng mẫu đó luôn. Nó xong luôn cũng được. Cổ vé, cổ vé. 18 là cổ vé. Nhớ không? À. Cái đó là 18 Trần Hà đặt cái gì đây? Rồi thêm cái 18 cho chị Trần Hà. Ok, Trần Hà có hàng ở bên shop. Anna nữa kìa. Đây là cái 18 hiểu không? Dạ dạ. Thế cho bà ngoài giùm em với. Rồi xong rồi. Xong rồi nha. Trời ơi. Bắn lên tới bắn vậy. Đi tới 21 rồi nha. Xong chưa Nga? Cách kim bông cái coi để tôi để tôi lên 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 tiếp à. 18 cho chị Ngân Nguyệt. Số lượng không có nhiều nha, 700 mấy cái. Thêm một cái 18 này của mình. Tới đây là hàng thiêu sẽ đồng giá là 235 ngàn. Hàng này là hàng đẹp luôn, các chị yên tâm chốt thôi. Chỉ có là mua đừng đổi vì em nói trước rồi. Giống như len vậy á, số lượng một mẫu thôi. Các chị nhớ mà vậy thì có nhiều có 10 cái à. Thôi các chị đổi lên lấy hàng đôi bù. Ví dụ vậy đó. Cái này thật sự là ở ngoài người ta cũng bán như chẳng. Em cũng chẳng có phải một mình em rồi gì dữ dằn. Nhưng mà so ra làm được cái giá này cho các chị thì em chắc chắn là mình nên rồi đó. Thầy các chị biết không, nếu mà 1.000 cái của em sẽ là giảm cho khách đến là 15-20 triệu là dữ lắm. 1.000 cái mà ra đi là sẽ giảm cho khách chừng đó là không hề ít. Mặc dù các chị nghe 15.000-20.000 thì nó không có nhiều. Nhưng mà em mà bán số lượng ra 1.000 cái là đã mấy chục triệu rồi. Đó là cái lời rồi đó. Đó là cái lời nhưng... Ê mấy cái bao kia sao dục vậy? Mấy cái bao còn dùng đấy, thằng để bỏ một đấy. Rồi, bây giờ mình lên ha, bây giờ mình lên. Các chị mua kỹ nha, mua kỹ giùm em nha, không có đổi em cái gì nha. Hàng này là em báo trước rồi đó, số lượng rất ít, em ngồi đây em quăng hàng luôn rồi đó. Tất cả sẽ đồng giá cho cả nhà 235 ngàn. Mấy áo này là thường là sẽ bán 65-67 kg đó. Chừng đó đổ về không có sai. Một sai duy một phong duy nhất hàng này bán. Nếu mà ai biết là cũng phải 2-3 năm trước về trước nữa rồi. Chứ chẳng có phải là mới gì. Những cái hàng này nó anh hoài đó. Chào chị Lê Thị nhá. Cảm ơn chị yêu. Giảm ký nhìn xinh hơn phải không? Vui nha, khoái khen. Rồi bây giờ bắt đầu qua hàng áo nha các chị nhá. Hàng này là hàng chung. Có một loại hàng len, ủa hàng len không có đẹp đâu, không đẹp bằng đâu. Cái này là sau 7 kg là ok, nếu mà 70 kg dán gọn thì dùng nghĩ cũng có thể được. Nhưng mà giá áo vậy. Trời ơi, thiệt các chị vừa mua cái áo 230 thì không có size M đâu, các chị đừng hỏi size. Rồi. Đọc mã 99, rồi mã 99 vừa size vừa mã theo cái trên màu áo. Rồi 99, các chị nhìn số lượng đây để các chị chốt nha. Đừng chốt chơi nha, đừng chốt chơi em có đi bù đâu. Mà em cũng muốn đổi đâu nha.
Rồi má 99. 235 ngàn. Rồi chị đọc, tôi đọc chị giúp. Bắt đầu mà 99 nha các chị nha, trên like các chị nha. Chị ngồi tôi ngồi giúp để chị sai à? Nó lại bị sai. À bức sai rồi, nó giống như em vậy đó. Không có sai không có gì. Má lấy 70 nha các chị nha. Má chị chị đọc đi. Cái hàng này mà các chị bỏ qua thì vừa đấy. 99 Hiền Lê. Hơi bị rồi. 99 Nhân Nguyên. 99 Thu Hà Trần. Trên like ngay tư vấn nha các chị. 99 Lam Diêm. 99 Huỳnh Ngọc Nhung. 99 cho chị Anh Nguyên. Chị đọc tên nó khỏi cần đọc 99. Đó, không được. 99 Hà Trần. 99 Bùi Thị Hồng. Ok. 99 Mỹ Duy Dương. Ok, hết còn cái nữa. Cái cuối cùng cho chị Ngọc Ngân, Lam Ngọc Ngân. Ok. Mà 99 đã bán hết rồi. Trên like các chị nhận ngay tin vấn chị. Mà 99 đã bán hết rồi, qua mặt tiếp theo. Nên đừng xả. Đừng xả là lý do các chị nghe cái áo này là biết size các chị nha. Bán 6-7kg. 6-7kg là chắc chắn, còn 70kg vẫn còn. Đó là nó, hả chị? Hàng này không có sai đâu. 48kg bán chốt bình thường. Nhà em bán hàng này em bán xưa giờ mấy năm rồi. Đọc hai số cuối đi. Má 99 nó bán hết hàng rồi. Mình qua mạng tiếp theo. Má 2. Đi số 2 thôi. Rồi mạng tiếp theo mạng 2 nha các chị nha. Tại vì mình đọc mạng trên áo sẽ có cái số để mình dò thêm nha. Mà tiếp theo mạng 2. Trời ơi đẹp lắm, mấy áo này các chị biết không? Vừa nói rồi 1000 cái mà giảm cho khách đến gần 20 triệu là không hề ít. Rồi số 2. Mạng 2 cho Huỳnh Ngọc Nhung. Mạng 2 cho chị Ngân Mai. Mạng 2 Nguyễn Sơn. Mạng 2 Thu Hà Trần. Mạng 2 cho chị Ngân Mai. Mạng 2 Hà Trần. Mạng 2 Trần Hiền. Mạng 2 Nga Trần. Mạng 2 cho Lê Thị Hà Lê. Mạng 2 Nhi Nguyên. Mạng 2 bán hết rồi. Các đồng mới đọc bài hình sau cái kèm đồng em đọc nha các chị. Đi casino á. Đi casino. Ca sĩ nào mà ngồi like mà dục dục chứ này. Casino. Đúng rồi. Casino. Chị bài á. Chị bài. Thôi. Quá rồi. Sao? Giỡn mà làm gì đâu. Ta giỡn kì. Ta đang giỡn là tôi làm gì đâu. Tôi đang giỡn mà. Anh ơi uống nước hiệu quả quá hả? Rồi. Ba. Mã 3. 235 ngàn. Mã tiếp theo mã 3, 235 đồng giá. Mà áo bán đến 70 kg tối đa nha các chị nha. Sau 7 kg thì ok. 70 kg là dáng gọn. Trên like các chị nhớ ngay tư vấn. Sơ mi là nằm đây. Mã 3 nha các chị nha. Mã 3 đi Mỹ Linh. Áo là 235 đồng giá. Mã 3 Nguyễn Thị Bình. Mã 3 Anh Nguyên. Phù bốc máu đi, cứ sao dài cái mức. Các chị bấm mau tên. Mã 3 Hiền Lê. Mã 3 Kim Sa Lê. Mà ba đi Mỹ Linh. Mà ba đi Tương. Mà ba Hà Phái. Ai đâu dám chơi giá này cái gì vậy. Mà ba Trần Hiền. Còn cái cuối cùng. Mà ba Lan Hiền. Mua đi mặc Hiền mà gửi về thêm cho. Mà ba là bán hết trang rồi các chị ơi. Qua mặt tiếp theo. Biết sao bóc ra để ở sau gài cái nút rồi. Cái này gài rồi mừng quá. Mà ba hết rồi các chị, qua mặt tiếp theo. Thiêu nha cả nhà. Mã 42. 42 mặt tiếp theo. Rồi mã 42. 42. Mặt tiếp theo 42. Các mặt chưa có bán hết rồi các chị ơi. Áo 235.000 đồng giá nha các chị. Rồi mã 42. Cực chất luôn. Cho chị Diệp Thu ạ. Mã 42 nhà hình. 6-7 ký nữa lại. 42 Diệp Thu. 6-7 ký là cái giá rồi. 42 Hoa Trường. 48 khi cho lên. Ừ, các chị bấm nhanh quá rồi. Đó, cùng bao nhiêu đây các chị? 42 Thu Hoa Trần. 42 Bùi Thị Hồng. Trời ơi, áo này mà 230 là bèo 42 quá. 42 Khôi Lê. 235 là bèo. 42 Đinh Mỹ Linh. 42 Thuy Nguyên. 42 An Trương. 42 Lam Diệp. Còn cái. 42 Lê Yên. Rồi. Mà 42 đã bán hết ra. Trần Phối. Má, em lương không tin cho chị ở sông Mưu đặt hàng là từ đâu chị nha. Má 41. Mà tiếp theo 41. Rồi má 41. Các chị nhớ đặt theo mã nha, đặt theo số chị nhiều đọc nha, đừng đặt trước các chị. 235 ngàn một áo. Em lương không tin cho chị ở Ruby Lê. Cảm ơn chị Minh Nguyên nha. Này thoải mái lắm. À, nhưng mà sợ bảy cái chật thôi chứ. Rồi 41 lên. 41 Nguyễn Dung. 41 Tuyết Trần. 41 Nga Trần.
Tết trên 45kg con mua rộng nha. 41 thay đi liền. Mắt cong nè. 41 bừng cao. Cái nào cũng hỏi thì chị mặc rộng không mắt cong nha. Vô bắt rước rồi nha. 41 Nguyễn Sơn. 41 Mi Nguyên. 41 Thúy Hân. 41 Thảo Phạm. Ok. 41 Trương Thủy. Ok. 41 Quất Thùy Linh. Ok. 41 Phương Hương. Ok. 41 Phương Ngô. Ok. Thanh Nguyên đã có hàng rồi chị nha. 41 cho chị Thường Xuân. Ok, này chị đọc hàng lá luôn. 41 Mi Từ. Ok. 41 Phạm Hình Ngọc. Ok. 41 Lan Nguyên. Ruby Lê chưa có hàng bên nhà em chị ơi. Đến lượt mình đã hết hàng rồi. Dễ thương lắm. 41 Nhà Hình. Này. Úp, còn cái. 41 còn một cái cuối cùng các chị ơi. 41 Thúy Nguyên. Mà 41 bán hết à. Nó có lý do tao mới kêu đứng đây chứ bộ. Hết chưa? Hết rồi. Mà 41 đã bán hết à. Đọc mà tiếp theo đây tư vấn gì chứ. Từ từ đi, từ từ đi. Cho kỳ miếng mà. Cho kỳ thử miếng đi. Tiếp. Hồi tại 5 người thật dội. Nó gần là cả tiếng mấy tiếng đồng hồ còn được rồi chị. Ba đủ yêu. Má cái đồ yêu này giờ sức mạnh tình yêu bự lắm. Chừng lát là đau quá. Không. Trời ơi đẹp quá. Rồi các chị ơi mà ấy quá đẹp luôn. Rồi đọc mạng đúng không ạ? Má 5 đi. Mà tiếp theo mà 5. Dễ thương mấy. Ít ghê á, nhiều rồi ghê rồi các chị ơi, mà năm số lượng ít tương nha các chị. Áo đang bán đồng giá 235.000 nha các chị nha. Nét sau 27 kg vô sầu. Biết nữa. Lấy cái hả? Mọi người, nhà nhà em lấy hàng cái mã năm cảm ơn. Mã năm tiếp tục nha các chị nha. Số lượng có hạn. Ui, các chị bấm cái em hết luôn rồi. Thế này bấm hết rồi. Năm thua trên. Năm Nguyễn Sơn. Dốc. Hai cái chị. Năm Hằng Luân. Năm Quất Thị Linh. Năm Lam Diệp. Năm Ngọc Lam Nguyên. Năm Bích Nguyên. Năm Thu Phúc Nguyên. Hết. Mà năm bán hết tràng. Rồi thế này mười mấy chị hết tràng rồi các chị ơi. Mày nói quá được cảm ơn. Bạn tiếp theo. Kinh lắm. Mà năm đã bán hết các chị qua mặt tiếp theo. Nè cái này có một cái. Tên like các chị nhớ ngay tư vấn chị. Trời ơi kêu cái gì thì thương cái trong cái chứ tôi bán đã. Thấy sướng một bồi tôi luôn. Kiểm tra coi có giống nhau không. Đừng để tôi lên nhiều lần tôi nhiều tôi lắm. Chị nhá kiểm tra coi có giống nhau không. Rồi mà tiếp theo nha các chị nha. Áo này các chị nghe tư vấn này, bán đến 67kg, 70kg dành cho người trắng lượng, giá bán 2-3 năm. Cách nhà mới đọc bài kiến trúc to khi kèm đồng ý cọc nha các chị. Kiều, ừ hả, đẹp ghê luôn á. Mà tiếp theo 27. Mà tiếp theo 27. Thiêu nha các nhà. Đào. Rồi 27. Mà tiếp theo 27 nha các chị nha. Đấy nằm đây. Con cái. Hai bài Diệp Phu. Con cái. Trời ơi. Cái gì vậy? Thôi cái hàng mà lấy lẽ này chia lại đi. Hai bài Minh Nhật Nguyệt. Hết rồi hết. Hai bài có bán cái. Chị nói em nè. Chẳng là mạ khăn. Minh Nhật Nguyệt ơi mà hai bài mình có hàng. Trời ơi. Ở trên cái hình này ở dưới không có. Không phải. Rồi chị Minh Nguyệt có xin lỗi nha. Mình qua mạ khác thì là tại em ưu tiên cho mình một mạ khác nha. Đây. 08. Mà tiếp theo 08, ui, mười mấy chị đặt luôn. Thôi không, 08 này cho mấy đứa từ sử trước đi rồi về được sao. Mà tiếp theo 08. Đi là dục xuống trước cho mấy đứa từ sử. Này hai bài có được cái các chị ơi. Rồi 08 bắt đầu này. 08, ui, các chị bấm nhân đấy. 08 Diệp Thu. 08 Anh Nguyên. 08 Tuấn Đạt Trần. 08 Thân Nguyên. 08 Mai Thân. 08 San Nguyệt. 08 Kim Hoa Lu. 8 Hằng Môn. 8 cho Tam Dương. 8 Nguyễn Sơn. 8 cho Diêu Phạm. 8 Thu Hà Trần. 8 Hưng Nguyên. 8 Phạm Thân. 8 Mỹ Hẳn Trần. Chắc là mới đọc bài kinh các chị ơi. 8 Lê Thị Quang Lan. 8 cho Bích Pha nha. Rồi Thân nha, soạn đi. Tám cho Hoa Trường. 08 đẹp lắm. Thanh Nguyên đã có hàng bên nhà em ok rồi nha. 8 Trương Thủy.
8 Ngân Nguyên, 8 Thái Thị Cẩm, 8 Phạm Nguyên, 8 Dương Châu, 8 Phương Hứa, 8 Cây Ngọc Ngân, còn cái cái 8 Châu Minh Nguyên, 8 Thu Phúc Nguyên, 8 Thuy Nguyên. Cần đặt tên đặt có hàng bên nhà em rồi, yên tâm một cô một cây nhé. 8 cho tôm ơi. Mọi người ơi, sao đã mất công để nhét lên cái cổ áo á, để chú phải lật ngược lại cho kính. Hiểu không? Đi vào là có hàng. Đó, xoay lại cái đầu luôn để chút đỡ cái ấy. 2 cái 8 cho Thủy Lê. 8 cho Tuyết Phượng. Không còn nữa. 8 cho ông Nguyễn Thư. 8 Lan Huy. 8 còn cái. Cái cuối cùng 235.000 một áo. 8 cho Sơn Nguyện. Cái áo này là mắc hơn đó, giá này là giá mắc hơn, chị nào mua em đảm bảo. Mấy cái này thường thường bán lên 300 mấy đó chị. Bây giờ đồng giá 2-3 năm nữa chị. Nói chung là em có cái nguồn, các chị cứ nghĩ vậy đi. Đừng không, hàng chắc chắn là phải đạt. Còn giá thì em không pha giá nha, em chưa pha giá. Các chị nhìn cái hàng em nhập về này, số lượng em nó gần 1.000 cái. Mình chỉ cần đơn giản mình suy nghĩ là nhập nhiều nên giá rẻ. Đúng rồi, nhập nhiều nên giá rẻ thôi. Các chị nghĩ vậy nếu đâu. Nếu mà mình nhập số lượng lớn thì giá nó khổ. Ai muốn buôn mà được giá rẻ cứ bỏ tiền ra đi, nhập lên mấy trăm triệu là có, tự nhiên có giá rẻ liền. 1.000 cái gần 200 triệu. Không chứ. Cái này giá đang xỉ là 205 mà. Rồi tiếp. Em lợi ít lắm. Đọc mà. À chưa đọc hả? Má 98. Mà tiếp theo 98 nha các chị nhá. Các mới đọc bài giùm giúp sau khi kèm đồng ý. Cái hàng này mắc không nhỉ? 98 mà các chị này quá trời luôn. Rồi 98. Mà tiếp theo 98 nha các chị nhá. Rẻ là có lý do. 08 ta bán hết qua 98 các chị ơi. Là cứ bỏ tiền nhập nhiều là có hàng rẻ thôi. Các chị chơi theo hàng này đi, em theo cho các chị mua một cái giá này mặc đá luôn. 98 Diệm Du. 98 thân rồi. Đừng trả là được. 98 Hằng Môn. Em lấy công làm lời thôi. 98 Diệm Đình. 98 Lan Cò. 98 Vô Thường. Nhớ nó thiệt, lời cái 10.000 nó có tình này nhiều. Nhưng dù bán ngàn ra dù có 10 triệu. 98 Vô Sơn. 98 Vô Ngọc Nhung. Chia tiếng em trên xong dù còn 5 triệu. Đó. Cái cách bán của em là 98 Thu Hòa Trần. 98 Nguyễn Dung. Hết. Mà 98 bán hết nào. Đến đây 39. Lấy cái hàng thôi đấy. Rồi lại thôi. Mà 98 đã bán đi rằng các chị qua mà tiếp theo. Khách hàng mới với các chị đọc bài giúp cho khi kèm đồng ý cọc các chị ơi. Chứ không là mình chống được đâu. Số lượng. À thôi, đưa lên. Rồi, má 43. Mà tiếp theo 43 nha các chị nha. 65-67 ký dán gọn đó là dán là ok. Còn mà 70 ký phải dán gọn. Mà tiếp theo. Ở sau về nút đẹp lắm. 43. Các chị đây là tiêu ít nha, sâu hàng đẹp không á. Sâu này là nó chừng 235 là chỉ có là mặc chơi chơi thôi, cái giá vậy á, nhưng mà hàng đẹp. Mà tiếp theo 43 ba đồ trốn nha các chị nha. Khách hàng mới cho các chị nhớ ngay tư vấn. 43 Thanh Quyên, 43 Thái Thị Cầm, 43 Quý Nguyện, 43 Tiệm Tu, 43 Mi Tùng, 43 Nga Lê, 43 Cương Kim, 43 Lan Trần, 43 Đức Nguyện, 43 Lan Ngọc Ngân, 43 Phương Linh, 43 Ngọc Tài, 43 Mai Gọ, 43 Ngô Hoàng Liên. Còn cái? Cái cuối cùng cho chị Nguyệt Minh 43. Trời ơi, mấy cái này người ta bán 290-300 mấy ngàn. Và chị Mi Tuồng này, sơ mi này. Cái bà trúng nha. Cái này là sơ mi 70 ký. Sơ mi phong to 70 ký. Rồi 70 mà tiếp theo 70. Má 70 chơi liền luôn. Các chị luôn mà đây bán lên 70 ký nha. Các chị nghe tư vấn kỳ chị Mai Tuồng nha. Quá đẹp luôn. Mà tiếp theo 70. Trời ơi. Nó thiệt đồ đẹp em có động lực lắm. Ui, 70 nhân nhân, rồi xong chưa? 70 lên. Rồi, thôi, cái này lùa phát hết mà cả. Tiếp theo 70. 70 Nhi Mi, 70 Phạm Nguyên, 70 Thanh Nguyên, 70 Ngọc Nhung, 70 Hồng Vọt, 70 Nhi Nòa, 70 Lê Hà, 70 Trương Thủy, 70 Dung Phạm. Y lại Dung Phạm cái. À em đọc em đi nè. Em ơi. Ta đã chờ lắm rồi á. Quá đẹp. Đẹp. Trời ơi đứa ta chắc chắn nhiều mà còn ngổ gì.
70 lương tâm. 70 quý huyện. Thanh Nguyên đã có hàng. 70 Nhan Ngọc. 70 Thủy Nguyện. 70 Mi Tư. Bạn Mi Tư có hàng rồi. Các đồng ơi đọc bài nhìn giúp xong. 70 Tươi Phan. 70 Trần Hồng. 70 An An. Thuy Ngọc Hương đã có hàng. 70 Vân Nên. 70 Lan Mộc Ngân. 70 Thùng Thuy Nguyên. Hết. Đảm bảo tuyệt vời nha. Em đảm bảo tuyệt vời. Hôm nay em coi là tiếp. Mà 70 đã bán hết ra. Qua mặt tiếp theo. Em lưu thông tin cho chị. Ê, cái này sao giống giống nãy vừa lên. Chị chốt đơn lại nha chị nha. Nãy cái tay bông hoa hồng này chị nào chốt rồi đừng chốt nữa nha. Thì như là nãy vừa đọc mã là 42. Mã 42 ai có rồi đừng 43. Chốt nữa. 42 42 ai có rồi đừng chốt nữa. Cái này bị lặp lại. 42 rồi lên 42. Ý về kỹ, ý về cái đó có phải không? Lần đầu nãy chị đưa là cái đó đó hả? Mà nãy đưa chưa? Nãy đề lai chưa? Bữa nay đề lai chưa? Bữa nay chị mới đưa có một mà. Đúng rồi, hạt không có mà 42. Rồi, chứ. 43 thôi. Rồi, tôi đưa 42, rồi, lên luôn. Rồi, 42 mà tiếp theo. 42 Thanh Nguyên. 42 Ruby Lê. Đâu? Đối hăng. Quên. Lấy mấy cái. Chị bằng ngay rồi. Trời ơi. 42 Phạm Sa. Ờ đâu, tôi không hiểu. 42 Vân Khánh. Lắc rồi. 42 Nế Nhìn. 2. 42 Dương Châu. 2. 42 cho các chị nha. Ruby Lê đã có hàng. 42 Bạch Trần. 42 Hằng Môn. 42 Mùa Xuân. 42 Ngọc Phan. 42 Nữ Tăng Thị Tố. 42 Bạch Trần. Vô không phá giá nha. Vô bác sĩ nha. Vô không phá giá nha bà con. Để mấy chị đừng có chửi vô phá giá nha. 42 Trường Xuân. Phá giá là một cái, ba cái thôi. Chừng ai phá giá đem đặt nhà. Nên đi đặt có hàng. 42 Thiên An. 42 Bùi Dương. 42 Châu Phương. Quan Trung Phương đã có hàng rồi. Nhà chưa cái. 42 Thủy Hương Đằng. 42 Nguyễn Hà. 42 Mai Thân. Ok. 42 Ngọc Anh Phan. Ok. 42 Mai Nguyễn. Ok. 42 Nga Lê. Ok. 42 Trang Lê. Ok. 42 Nguyệt Minh. Mai 42 Trưởng Bùi. 42 Dương Thị Lê. Và Dương Thị Lê đã có hàng rồi. Này đưa cái. Không, bỏ đi. Nè, 42 Lương Tâm. 42 Cẩm Ly. Các bạn mới đọc bài kinh cho các chị nha. 42 cho chị Thủy Nguyệt. 230 ngàn. À 235, xin lỗi. Thủy Hương Tâm đã có hàng. 42 là Ngọc Yến. 42 Thủy Linh. 42 Nguyễn Dung. 42 Đăng Nguyên. 42 Hải Hồng. Dương Châu đã có hàng, Dương Thủy Lê đã có hàng, Phương Duy Đăng đã có hàng, 42 Cherry Nguyệt, 42 Trần Trúc, Thiên An đã có hàng, 42 cho chị Ngọc Trần, 42 Hiền Lê, hai cái cuối cùng. Chị Diệp Thu đã có 42 nha, 42 Cẩm Tú. Rồi, còn cái cuối cùng. Quá đẹp phải không? Được không? Các chị thấy đẹp. 42 Hồng Độ. Thấy vui vui vừa à. Chốt hàng này ok không? Có rồi, rồi. Nào đây nè, lá đi nè. Trời ơi, chiếc lá. Hiện tại đây, cái chiếc lá này hiện tại. Chắc là 2 năm về trước nhiều gì cũng đang mặc rồi á. Cái này bán ra ngoài các chị ơi. Em nói không phải là mới mẹ gì nhưng nó bán hoài. Năm này qua năm khác cái dòng này bán rất là dễ. Mà giá cao nha, không phải bán rẻ đâu. Tại vì em chạy theo cái số lượng là em mới làm cho các chị giá rẻ thôi. Cho em bán, nếu mà phá giá là các chị để ý nha. Những số 1 cái, 3 cái, 5 cái đổ lại đó gọi là phá giá. Bán 230 như vậy á là sẽ phá những người khác. Nhưng mà em làm số lượng nhiều. Các chị nãy giờ là thấy em chốt đó. Là em không thể nào em phá giá không ai đi đỉnh mà phá giá mà cả một lần mà mấy chục triệu. Nghĩa là em chạy số lượng. Rồi, trước lá. Mà tiếp theo là sang cực kỳ luôn.
khách mới đọc bài YouTube xong khi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Mà tiếp theo là rồi bắt đầu nha các chị nha. Lá Phạm Nguyên, lá Liên Sài Gòn Nguyên, lá Hồng Vọ. Thiêu đẹp lắm chị ơi, mẹ á. Cái chữ lá là vậy được là được thôi. Đến nay rồi trời năm vòng. Lá Hồng Vọ. Rồi Hồng Vọ. Lá không nặng rồi. Hồi nãy Hồng Vọ có rồi. Đang đang cầm điêu ở đây. Lá của Hành Nguyên. Lá cho Mi Quỳ. Lá cho Thái Thị Cầm. Ok. Thái Thị Bấm Nhân qua năm nhạc. Lá Phương Hứa. Các bạn thấy mặc được chị. Lá Diệp Thu. Lá Phạm Hồng Ngọc. Lá Thảo Nguyệt. Thời Du là báo ra đi em. Lá Mùa Xuân. Lá cho Hoàng Anh Nhật Tuy. Sao lại ký là ok em? Sao bảy ký? Sao bảy ký cũng được nhưng mà 70 ký là phải giao rồi mới bán nha. Em không biết nha, 48 ký em. Lá cho Phôi Phai. Không có sai đâu. Lá Ngọc Trọng Trần. Mấy lá cho Nguyễn Tuyên Nguyên. 235 là bán như vậy là ai? Ai mà thành viên là người này đúng? Còn cái cuối cùng. Lá cho chị An Nguyên. Em là 53 ký cho chị. Em bán đến 6-7 ký, cái này là có khách em mua bên đường luôn nha. Bấm môi nha. Quyên vỏ thì em lưu thông tin nhân viên đặt bán cho ông, đến lượt mình đặt bán hết hàng rồi chị ơi. Mặt tiếp theo cho các chị. Tốn tiền là đúng rồi, hàng đẹp thế này mà. Cho nên năm tốt quan bộ bài ra ngoài cho. Mặt tiếp theo được mặt. 69. Mặt tiếp theo 69. Này à, ai mặc vậy? Ôi, nhân viên em ở đây thấy đẹp đẹp là cũng ngốc. Không thiệt, 235 mà đi tìm thì sang là. Mà tiếp theo là rất là dễ. 69 nha các chị ơi, 69 tổng công dân mình viện thì không có nha chị nha. 69 nào đây. 69 Khấn Đan. 69 Thị Đình. 69 Sông Ngư. 235 Đồng Giá. 69 Tấn Bộ. 69 Thu Giang Huỳnh. 69 Học Phan. 69 Vô Thường. 69 Kim Chi Lê. Hết chưa? Rồi hết. Mà 69 bán hết à? Trời ơi. Trời ơi. Chết con. Sao mi mấy ảo rồi, từ từ cho tôi đứng cái đã. Các chị mình tư vấn chị nha các chị nha. Hàng này này là 70 kg mặc vừa, sơ riêng sơ mi là đến được 70 kg. Ok hết các chị thân yêu. Ồ, mấy sơ mi này em nó được. Viền thôi, chúng tôi viền thôi. Mà tiếp theo sơ mi. Thôi thôi đừng ghi dài dòng mệt đấy, được không? Đừng ghi sơ mi. Đừng ghi sơ mi, cứ mã thôi, đọc cái số cho nó nhanh cho các chị bấm cho nó thoải mái. Sao chị nghe rồi Limi đặt lại từ đầu chị ơi. Rồi, ghi dùng cho chị không? Mã 25. Rồi mà tiếp theo 25. Ok. Đây bắt đầu nha các chị. Số lượng nhiêu đây? Ồ. Rồi, nhập đi. 65. Chị cái hả? 25 là nhiều sầu lắm. Không, nhập xong rồi. Hả, số mi này đẹp mà. Mà tiếp theo 25 nha các chị nha. 25. Ui. Các chị thân yêu ơi. 25 Thiên An. Nghiệp. 25 Kim Phủ Cao. 25 Liên Sài Gòn Nguyên. 25 Hiền Lê. 25 Đi Miền Vi. 25 Bảo Hành. 25 Thường Xuân. 25 Đức Nguyên. 25 Phạm Nguyên. 25 Thảo Nguyên. 25 Tùng Nguyên Phạm. 25 Hành Dung. 25 Ngọc Phương Nguyên. 25 Huỳnh Ngọc Nhung. 25 Lê Hà. 25 Hoa Tương. 25 Hàng Nguồn. 25 Quế Nguyệt. 235.000 đồng giá. 25 Bị Hình Trần. 25 Phạm Sa. 25 Minh Diệu. 25 Nguyễn Hà. Còn bé cuối cùng. 25 Nguyễn Trâm. Rồi, đã. Hết hàng. Trời ơi, quá tuyệt vời. Cũng yes. Cười, ghi đồng ý cọc đi chị ơi. Nãy giờ mình chưa ghi đồng ý cọc. Nguyệt mới hàng được quá à. Lần đầu. Này luôn đi, bây giờ sao được. Mà tiêm theo nha các chị nha. Thì kim là mã 41. Nãy là 42 vậy. 41 có like rồi. Chị nào mua rồi? Chưa có, chú 41 chưa có luôn chị. Chị đọc đang là 42, 43. Đang là nó giống màu rồi. Giống này hả? Đang đọc là 42, 43 nha. Chị đi quán á. Từ nóng. Ok, cu cúc nha. Đặt lại từ đâu chị ơi, các mặt chưa có bán hết rồi các chị. Gì ra hết rồi. 41. 41. Mà tiếp theo 41 nha các chị nha. 41.
Rồi 41 nghiêm túc. Nhân viên tôi giờ mua đồng phục cho mặc này luôn. 41 triệu tư. Trời. Hai cái đó. Bắt đầu. Cảm ơn các bạn mới ghi kèm vào đồng ý cọc để tập xuất đơn. 41 kim chi lê. 41 cành nồng. 41 thang nhiệt. Ok. 41 tô thủy. 67kg, đó là 48-67kg cũng có sai. 41 ngọc phan. 41 hoa lý. 41 thủy nguyên. 41 bình DT thủy. Khách mới, tư. 41 cho Lê Tín. 41 thăng cần. 41 khu phúc. 41 lương trong. 41 tàu gấm. 41 kinh nhật nguyệt. Không phúc tạp có hàng ok. 41 ngọc nguyệt. 41 trung tường. 41 cổ huế. Cần cái cuối cùng. Các bạn mới đọc bài đi giúp tập các chị ơi. Gì vậy trời. Rồi cái cuối cùng. 41 cho chị Nế Huy. Đà nát. Ôi sao Lương Thị Tiên lại nhờ chốt cái gì mà sao cũng thấy Lương Thị ơi chắc tới được thì là hết hàng ấy. Vãi sờ nhớ giữa nhà trong luôn. Lỡ luôn đi. Chả có lúc không lái lại anh buồn cuộn dậy ra ấy. Năm bạn này vậy nói nói mà. Sáu cuộn đang sáu cuộn. Nói rồi. Em Nguyên. Cái này à, 27. Em cãi nhiều người. 27. Trời ơi. Ok, Nga Lu đặt hàng Nga Lu ơi. Cái này 27 các chị thân yêu ơi. Cực kỳ đẹp. Chết. Mà tiếp kêu nha các chị nha. 27. Cái nhà. Mà tiếp theo 27 nha các chị. Rồi, 27 mà tiếp theo. Mở một tí giấy giúp em cái. 235.000. 27 Sơn Nguyệt. 27 Nhà Hình. 27 Túy Hoàng. 27 Thiên An. 27 Ngọc Nguyệt. 27 Lam Trần. 27 Thiên Nguyên. 27 Sông Mư. 27 Đi Thọc Yến. Hết. Mà 27 bán hết hàng rồi nha các chị ơi. Trời ơi, lẻ nha, giờ lẻ nha, số lượng ít nè, có 3 bông cái thôi nè bà con. Đang kia, đang giữ, đang sản dùm em. Đẹp lắm luôn. Ồ. Mã này 20, hồi 20 có 3 cái. 20 vừa khỏi thử nha. Mà tiếp theo 20 có 3 cái thôi nha các chị nha. 20, rồi. Mà tiếp theo 20. 20 có 3 cái. Áo thì đang bán đồng giá là 23 năm. Thôi cần thử nha. Đây là các chị nha, tôi vấn kỳ. 20 Diệp Vu. 20 Nguyễn Trúc. 20 Tô Thủy. Hết. Ngoan sao có 2 cái. Ngoan. Trời ơi. Ngoan sao có 2 cái. 2 chị. Ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn. 20 hết rồi các chị ơi, số lượng rồi, sao, đi phía sau thôi. Đi phía sau thôi. Mà tiếp theo, sao. Sao 2 chị. Hai 2 chị. Tháng này tụi mày khỏi lẫn lương luôn trời. Trời ơi, ngồi đây lấy khó trời lấy luôn. Chắc chưa rồi nói nó rồi. Ừ, đã nhanh quá rồi. Rồi mà sao cho chị Diệm Tu và mà sao cho chị Phôi Phai? Thấy đâu? Dám thấy hơn hai cái rồi. Hai. Hoa. Mà kiếm kêu hoa. Các bạn chưa bán đây đâu các chị ơi, không còn một cái luôn. Cực kỳ đẹp. Hoa. 48 bao giờ mà anh chị nhá? 48 kia được. Má hoa. Mà kiếm kêu hoa. Hoa nha. Các chị chú ý ứng khoản giúp em cái nha các chị nha. Rồi mà tiếp theo hoa, hoa Thiên An. Hoa cho Nga Bùi. Hai chào Hằng Lên rồi. Hoa Thùy Trang. Ok. Hoa Sơn Khoa. Ok. Hoa Ngô Hoàng Liên. Đâu có. Hoa Thanh Đen. Còn cái cuối cùng. Hoa Kim Trường Cao. Không biết. Cái hết. Mà hoa là bán hết rồi. Tất cả là được hết. Sau 5 ký là đúng luôn, còn sau 7 ký ok. Tùy theo giá một chút, nhưng mà 70 ký là phải giá tuyệt vời. Các bạn chưa đã bán hết rồi các chị ơi. Sau 5 là đẹp. Sau 5 là rất là đẹp luôn. Mình lo gì hết. 2 07 7, mà 7. Mà tiếp theo 07, em lưu thông tin cho chị Diều Hiếu đặt lặng lại từ đầu chị nha. Mà tiếp theo mà 7 nha các chị. À 07.
Rồi, mà bài cho Diệp Tu ok. Còn khoan 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 khoan. Rồi, mà không bảy nha các chị nhá. Đầu tiên là không bảy cho chị Thảo Phạm này, ok. Không bảy cho chị Diệp Thu. Tiến tâm rồi em. Không, rồi, hai cái rồi. Mà không bảy Khánh Đan. Không bảy Thảo Phạm, rồi rồi rồi. Thảo Phạm là bỏ rồi. Được, 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 cái lưu lại. Này, bỏ cho Thảo Phạm luôn. Bỏ rồi. Không bảy Hoa Trương. Đưa đi. Đó chứ cái kìa. Rồi, ok. Không bảy Trần Hồng. Em bên đó có Diễm Thu không? Không bảy Phạm Nguyên, có một cái. Rồi, một người một cái. Được lưu lại rồi. Mà bảy cho Hình Nguyên. Rồi, cái cho người nữa. Trời ơi, mà chị bài... ơi. Rồi, mà bảy cho chị Thảo Cú. Ok, Thảo Cú có ơi. Ui, ôi chị mới chỉ tốn tiền thôi à, cái này không tốn tiền sao được. Hết rồi nha các chị nha, chuyển sang mà khắp nha các chị. Trên điện thoại em hướng dẫn cho chị để đặt hàng này, đi kèm đồng đi cọc về em chút luôn cho mình nha. Ôi, to ơi, con này to không? Con này to 70kg ngon lành luôn. Chị ơi, sáng hơn rồi. Sáng hơn rồi. Sáng hơn rồi. Qua chương có mà bài gì thôi. Má 20. Mà tiếp theo 20. 20, trời ơi quá đẹp luôn chị ơi. Thấy nha An Phương nha, em thấy mình cũng chốt được mà chị ơi. Tại nhiều chị đặt hàng quá đấy. Mà tiếp theo 20. 20 á chị. Đẹp quá à. 20 Thu Hà Trần, Thảo Cú là mới có một Thảo bên em. 20 Nguyễn Trúc. 2. 20 Khánh Đan. 20 Nga Trần. 20 Hảo Phạm. Em nói đủ màu, cái chị là đủ kiểu, chắc luôn. 20 Nguyễn Sơn. Đẹp thế này sao bỏ qua. 20 Hình Nguyệt. Đừng xả nha mấy chị, xả đến dấu đó vài bữa về mà hàng đẹp vàng vàng vậy là mà có chốt là chắc chắn không đọc tên nữa đâu. 20 Hồng Quý. 20 Nam Hương. Thôi có cái nữa hết. 20 Kim Chi Lê. Rồi hết. Mà 20 bán hay sao? Những bé. Ồ mấy chị ơi. Qua lý là chưa có mặt không bán nha. Đến lượt mình là hàng hết đó chị. Cái màu là thấy ngọt lắm rồi đó. Khách mới coi bài ghim ghi một dòng, đừng ghi nhiều dòng. Nhiều dòng không có đơn đâu á. Má hàng số điện thoại cần đồng ý chuyển khoản một dòng thôi. Đừng hỏi chị có chưa được vậy. Rồi, đâu ký số luôn. Nhiều ghê á. Mã 35. Mã 35. Mã 35. Mã tiếp theo. Đẹp, cái này đơn giản mà đẹp hết trời này. Thích cái màu này, thích cái màu khiêu này. Đơn giản là đẹp á. 35. 235 ngàn đồng giá luôn. Mã 35. Rồi 35. 35 điểm. 35 điểm thu. Ba năm Diệp Thu. 35 Thân Thúy Vũ. 35 Thảo Cú. 35 Hồng Nga. 35 Nguyễn Trúc. 35 Tú Anh Phạm. 35 Hồng Quế. 35 Nguyễn Thủy. 35 Trần Minh Hòa. 35 Nguyễn Điệp. 35 Nguyễn Liệu. 35 Bửu Trang. 35 Trương Thủy. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng cho chị Phường Sự. Ok, Phường Sự có hàng nhé. Má 40 các chị yêu. Các mặt chưa là bán hết rồi các chị ơi. Đẹp quá trời luôn mấy này. Trang qua là tăng lại từ đâu chị ơi. Cân mua Tết bán mấy này bán đã. Các mặt chưa là bán hết rồi. Rồi má 40. Mà tiếp theo 40. Sang quá trời sang. Áo không giá 2-3 năm nha các chị nha. Các chị nhân quá. Nhân viên tôi ngồi đây nãy giờ tốn tiền lắm luôn. Rồi 40 Diệp Thu. 40 Bằng Lê. 40 Nguyên Liệu. 40 Phường Sự. 40 Bạch Huy. Nhận giá này về nghe liền. 40 Tuyết Trần. Nói chung là cái giá này quá rẻ. 40 Diều Huyền. 40 Thanh Trang. 40 Đào Nghị Kỳ Tố. 40 Phạm Nguyên. 40 Trần Thiên Vũ. 40 Ngọc Phan. 40 Hồng Hồ. 40 Nguyễn Túc. 40 Nguyễn Ngọc. 40 An Trương. 40 Ngọc Phan.
bốn cây chanh trúc. Cái cuối cùng bốn cây mai hoàng. Mà bốn cây bán hết ra là nó chỉ tốn tiền tiếp. Cái phạm sơ mi này. Sơ mi chẳng mẹ. Sơ mi tôi cũng mà bốn cây đã bán hết ra. Các ta mới qua một chút sang màu khác. Nhà các chị ơi. Dương cái hả? Dương cái trùng. Dương cái cho em. Rồi ok. Mà 40 cho chị rồi 40 cho chị chi vì ok đóng hồng coi 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 nào vậy rồi lịch sử hôm nay đóng hồng chi vì có hàng nha còn còn đa năng lắm đó chị đây kéo phát rộng nha rồi đi mặt tiếp theo nha các chị ơi ai trong nhung 37 mặt tiếp theo 37 nha các chị mà tiếp theo 37 các bạn chưa ta bán hết rồi các chị ơi. Hát hai, thêm 37. Rồi lấy một cái cho chị Ngọc Lan nha. Cái gì? Lấy một cái. Rồi. 37 mà tiếp theo. 37, ok, Ngọc Lan Nguyên đã có hàng. 37 nhìn nào. 37 Mỹ Quỳnh. 37 cho chị Ngọc Bảo. 37 Thị Nguyên. Các bạn mới đọc bài ghi nha các chị nha. 37 Huỳnh Ngọc Nhung. 37 Diệm Du. 37 Phương Phan Tà Phan Tinh. Okay. 37 Yến Phan. 37 Vũ Yêu. Chia sẻ cho nhiều cái đấy các chị. 37 Mai Nguyên. 37 Nga Tân. 37 Nguyễn Thị Đình. 37 Nguyễn Liệu. 37 Trung Giang. 37 Trung Khoa. Ngọc Bao là có hàng. Vô ê ê như thế hả? Huỳnh Ngọc Nhung đã có hàng. 37 Gia Bảo Huỳnh. 37 Thảo Phú. Đi qua đây chút đi. Tiếp. Quá đẹp luôn á. 37 Bùi Thị Bùi Phàng. Bùi Thị Hồng. Kéo cái rác cho xin nó. 37 Trường Xuân. 37 Hồng Kinh. Ok Hồng Kinh. 37 Hình Phan. Ok Hình Phan. 37 Hình Cư. Ok Hình Cư. 37 Phương Cù. Ok Phương Cù. Quá đẹp luôn. 37 Nga Lưu Thị Tiên. Ok Nga Lưu. Cảm ơn Nén Hiền. Các chị chia sẻ cho nhiều bớt cũng lắm. 37 Hương Trần. Ok Hương Trần. 37 Mai Võ. Ok Mai Võ. Có lời nhưng lời ít lắm. 37 Ngọc Phương Minh thôi. Ok. 37 Enri. Rồi còn cái cuối cùng. Áo đồng giá 235.000. Yến Phan đã có hàng. Ngon lành mình trần đào mặc cái áo này. 37 cho Lê Huy. Hết rồi đấy. Mặc mấy này trẻ đẹp nè. Cái phong mấy phong này thì đúng không? Má 18 này. Mà tiếp theo 18 nha các chị nha. Trên like mình nhớ ngay tư vấn kỹ. Để shop cho đơn. Mà tiếp theo 18. Trời ơi. Gái 18. Nó dữ là thấy. Mà tiếp theo 18 các mặt chưa có bán hết các chị ơi. Nên em mặc cùng vinh cho bé, cùng sọc cho bé cũng đẹp, dễ mặc lắm. Rồi mặc 18 chuẩn bị, bắt đầu luôn nha các chị nha. 18. Rồi 18 Nguyễn Lê Kim Chi. 1 18 An Trương. 2 18 La Trần. 18 Hồng Đồ. Hồng Đồ là 37 hết rồi nha. 18 Băng Lê nha. Rồi lấy cái đó. Kim Chi Lê đã có hàng. 18 Thu Hà Trần. Rồi còn cái nữa. 18 cho chị Nguyễn Hà. Hết. Lấy mã cùng Vinh. Cái mã mà bữa giờ hay like bình thường hay like 592 gì đó. Mà 18 đã bán hết không? Các ông mới đọc bài kim giúp sau khi kèm đồng ý cọc các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp. Ui, hai màu luôn. Dưới này màu khác này. Trên này màu khác này. Hút mua đọc mã đi mà có nhiêu đây à mã 51 mã tiếp theo 51 đọc mã cho chị rồi mã 51 mã 51 sao màu nào cũng đẹp hết chị trời ơi tôi tuyển mà chứ tôi bỏ vốn một đống gần mấy trăm cả mấy trăm triệu của tôi mà mã tiếp theo 51 sai lầm rồi 51 tiếp theo mà tiếp theo từ từ chưa à đây chị cả chị mới cái mà cái chị kéo nhân lên 51 Diệm Tu. Rồi
51 lên Sài Gòn. Có ít lắm nha. 51 Nhi Mi. Ok. 51 Nhu Hoàng. Ok. 51 Thủy Lân. Rồi còn cái. 51 Kiểu Lương Tâm. Rồi. Bắt không kịp luôn á. Bao đồng giá 2-3 năm. Mà 51 là bán hay sao? Qua mặt tiếp theo. 17, 18, 17 luôn là trời. Rồi ok, Việt Trúc. Không, tại chị sau nhiều chị ơi, chị ơi. Tại vì nhiều chị còn chưa có hàng nên chị. Ok, là em coi cho là. Có một cái nó đẹp lắm đó. Rồi, mặt tiếp theo. Đọc mà. 17. Mặt tiếp theo 17. Đó, phải có lòi ra đấy. Sai gì đây? Mở cái hàng đèn đưa đây chị. Mặt tiếp theo 17. Qua trường đặt đi chị, ok. Em lưu ý chưa? Mà tiếp theo 17 Diệp Thu, 17 Mi Quỳ, 17 Phơi Phai, 17 Thủy Nguyệt, 17 Kim Chi Lê, 17 Kim Chi Đình. Còn cái nữa. 17 Nguyệt Trúc. Hai, để tôi mặc cái quần này vào cái đi. Trên like các chị đặt hàng mình tư vấn kỹ cho các chị nhá. Nói tới luôn. Ba quần. Ôi hết rồi các chị ơi. Sao mấy chị nhấn thế? Có cần. Hai quần kế đi nha, hai quần. Rồi, size M 58kg, L 60-23. Sao lại sao bà? XL 70-17, 2X 73kg, giá 210.000. Quần có độ co giãn, các chị để lại cân nặng không được. Quần các chị ghi quy, quy kèm cân nặng thôi, quy kèm cân nặng là em nhìn được này. Ôi, nói chung là đồ rất đẹp, ghi quần thôi, mở lớn 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 hay các chị. Rồi các chị ơi, bây giờ chốt ra mà quần ring nha các chị nha. Quy kèm cân nặng là được không? Nếu mà ai để sai được thì cứ để sai, còn không có để vừa bỏ vừa sai cho. M L X L hay nha các chị nha. Rồi ok, quần em M Lê Quỳ Nhân, quần đồng giá 210, quần em M Phạm Phương Thủy. Cái nhà coi nè. Quần sao chị Phan rất em là Ngọc đẹp nha các chị. Quần em M à. Quần em M cho chị Phạm Phương Thủy. Ok, là con nào? Con nhiều. Quần sao chị Phan Ngọc Ấn. Quần đấy các chị ơi, tại vì mặc hai quần nó hơi cứng hơi đụng này. Quần Rin 201 nha các chị nha, quần XL Lê Thu Nguyệt. Cái quê kèm rất nặng đấy em sẵn đó. Quần 65 Ngô Thị Thanh Thúy. Quần 65 Thu Thị 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 Vọ. Quần đấy các chị ơi, nói chung là quần đảm bảo rất đẹp nha. Quần đảm bảo rất đẹp nha. Quần 70 cho Kim Sa Nguyệt. Các chị đừng có tự hao cân nặng nha. 65 có nha Thoa Minh nha. Quần 60 cho chị Liên Sài Gòn Nguyên. Quần XL Nhi Nhi. Quần 55 Hà Đồ. Hà Huynh đặt đi đây. Hà Huynh ok, chị đặt lại từ đâu nha Hà Huynh nha. Ghi kèm số điện thoại và em tự đơn cho. Ghi quần trước đi các chị, rồi bây giờ lên áo nha. Quần 70 cho Thanh Thúy. Các đồng mới đọc bài ghi giúp sau, ghi kèm đồng ý cọc nha các chị. Quần M và XL Nhi Nhi. Ok, Nhi Nhi này là có XL. Bây giờ thêm size M. Quần 210 nhìn cho các chị. Nghe đâu có một thằng xách một mã dài, một mã duy nhất thôi. Không, các chị ơi chuẩn bị đến bên chốt sạc quần xong rồi mình lên, chốt tiếp tục nha. Sọc lắm quá hết đó. Phục thằng xách đẹp lắm. Sục à? Đang ghê. Quần 60 Đình Nguyệt. Tối sáng vừa quên coi lỡ mà người ta chốt trước với mình là mình mất cơ hội nè. Ủa đẹp lắm. Sáng vừa quên luôn. Đình Nguyệt ơi, chị khách hàng mới chị đã ghi đồng ý một lần là được thôi nha. Cứ chốt Đình Nguyệt mã kèm số điện thoại là được. Em chốt cho. Lấy quần chị Diệu. Nguyệt Nghĩa ơi, ghi kèm cái cân nặng vào để em chốt cho mình nha. Ghi kèm cân nặng cho chị ơi. Trời ơi, hàng xuất luôn mấy bà ơi. Để em cho chị, các chị coi để em đang làm giá. Làm giá được là em hút liền cho các chị. Nè, hàng xuất đi nước ngoài đó. Thì bỏ nghề dây rồi mà. Không bỏ dây rồi. Ai đã phát hiện này đây? Ai đã phát hiện? Em nói với chị đừng có tin chị. Em không. Chị Hoa Tiến, chị Hoa Tiến. Chị Hoa Tiến, vô thường. Vô thường, vô thường. Hay quá chị vô thường thôi đúng không? Bữa bữa là thề bỏ nghề dây là gì thổ. Giá là 700-800 là không nhập nữa. Không bán nữa. Giờ để
em sẽ về làm cho giá các chị cái tầm trăm mấy ngàn, tầm trăm mấy ngàn á. Các chị chờ cọc Nguyễn Hương. Hàng này hàng xuất nha. Đặt gì đây? Hàng này hàng xuất nha. Rồi quần 48, ok Nguyễn Hương nha. Hơi bị xinh đó, hơi bị xinh. Một mã duy nhất mà em nghĩ chắc có là mấy ngàn. Phải có mấy ngàn hàng nên mới nó mới sale. Nó sale dữ lắm này, hàng tại công ty luôn này, hàng đẹp lắm. Sao đâu? Anh nở động vật. Để nói chung mà để vô coi rồi vô có gì vô báo với các chị. Nhưng tạm thời mình cứ vậy đi đã ha. Rồi. Cứ vậy. 592 một người 1. Em sạc pin cho vô cái đi. Rồi lên áo đi. Hai người đi soạn đi. Rồi. Áo đưa lên, tiếp tục áo. Áo thì cất đóng, soạn quần luôn. Rồi nhiều ghê á. Còn áo 39 có 4 cái. 4 cái để mà chạy. Lấy cái túi. Rồi. Hai biết đâu. Giờ đưa cái nào cũng cái bán thôi. Nha các chị nha. Áo này là một phong vậy thôi chị ơi. Hàng nghe từ bên sao hàng là thoải mái. 6-7 ký ok mà riêng 70 ký thì tùy phong hoặc là dáng các chị phải cao gọn. 39 nha. 39. 39 bằng lên. 39 cho chị Đình Nguyệt. 39 cho kìa. Này. 39 còn cái. 39 còn một cái cuối cùng. Chị này là chính đặc biệt. Rồi 39 cho Nguyệt liệu mà 39 bán hết nào. 39 bán hết nào. Mà tiếp theo. Các chị. Hả 58. Mà tiếp theo 58. Đừng để ý cái size vậy nhá. Nó một phong vậy thôi á. Đừng để ý mà nó mang như quen 58, 39 đã bán hết rồi các chị ơi. Nó một phong vậy hết á. Có hàng này cũng có loại rẻ đó. Nhưng mà rẻ là hàng Việt Nam mình lên á. Cũng đẹp mà tiếp theo vải nó với là phong nó chút xíu à. 58 rồi bắt đầu 58 Hoa Lý. 58 Yến Phan. 58 cho chị Ngô Thị Trân Thủy. 58 Đoàn Ngọc Yến. Khoan khoan. Đoàn Ngọc Yến là 39. Rồi bổ sung 58 cho Tiêu Thị này. 58 Minh Xuân. 58 Tân Khấn. Yến Phan đã có hàng. Quá đẹp. Giang Trần 58. 58 Lê Trung Nguyệt. 58 Tuyên Vũ. Còn cái cuối cùng 58 hai cái Phạm Phương Thị. Có một cái đây chị nha. Rồi mã 43 lên nhanh. Trời ơi có 700 mấy cái à. 700 mấy chục cái nãy giờ đó. Hấp hết rồi đó. Xong qua sơ mi đưa lên luôn. Rồi xong qua sơ mi xem kể lên. Các bạn cho nó bán lên cho các chị ơi. Qua mặt tiếp theo 43. Mã 43. Em lưu thông tin cho chị Trần Bích Hóa. Đặt lại cho đông nha. Các bạn mình đặt bán hết rồi. Mã 43 không gì. 43 là tụng hôm nay là có 43 rồi nha. Thế à? Chị. Sao kể như lỡ làm lại lắm. Lát cái bọt rồi mấy chị lầy nữa cùng chị đọc lại đi rồi chốt. Giờ khách tăng bấm được thì chị nhớ thôi. Mình nhớ khác nhau là được thôi. Cái gì đâu 43 Phạm Nguyên. Ha khác là được thôi. 43 Yến Phan. 43 Anh Tuyết. 43 Đào Gấm. Không có sai M chị ơi. 43 Linh Nhi. Hợp xong anh lời hết. 43 Thủy Nguyên. 43 Lê Thu Nguyệt. 365. 43 Đình Nguyệt. À 265, à quên 235.000. 235.000. Không có hàng để bù đâu các chị nha, đừng trả nha. Em thấy các chị thấy bờ em bỏ ra rồi đó. Tiếp cho các chị không? 43 Duyên Đồ Thị. 43 Quế. À, chị Quế Võ Thị Lan sẽ tốt được cho mình nha. Ghi lại bình thường giúp em. 43 Phường Trần. Áo này bán biết sai các chị nghe tư vấn chị. 43 cho chị Thanh Nguyên. Rồi. 43 Lê Thu Nguyệt. Ok. 43 Ngô Thị Phương. Rồi. 43 Bảy Uy. Rồi. 43 Quế Võ Thị. Rồi. 43 Trần Bích Hóa. Ok. 43 Ngọc Nhiên An. Các đồng hơi đọc bài YouTube shop khi kèm đồng ý cộng cho các chị. Rồi, tiếp các chị. Còn hai cái. 65 ký ok các chị. 43 nha. Rồi tiếp. Ôi sao mày sao mày. Ôi sao có đường con dao. Đây đường dao tình yêu. Ôi băng giá luôn rồi nè. 43 còn hai cái nè. Ủa sao sơ mi đẹp quá vậy nhá. Kỳ sơ mi này cứ dành vô tư nha.
Ok. Đưa qua bên đó đi. Xin nhìn mình nhìn. Rồi mà 4 bao còn 2 cái chị nào chốt cho mình bộ. Xong mình em nhận 62 kg thôi các chị nha. 62 kg đổ lại thôi. Giá như vậy má số 2. Má số 2. Các chị nghe từ bên vị áo sơ mi này bán lên 62 kg thôi nha các chị nha. Giờ theo số 2. Từ từ. Đưa cho mấy em cầm luôn đi, mấy em từ kia đi. Cái này dành vô tư. Rồi, 43 này, 43 cho chị Thanh Nguyên, 43 cho chị Nguyễn Trung. À. Ủa, thế 43 là 2 cái kia. 43 này, sau 2 chưa, các chị đợi em chưa. 43 1 cái này, 43 cho chị Ngân Nguyên, ok. Rồi bây giờ mình chốt mạng sau 2 nha các chị nha. Mạng sau 2 bắt đầu, rồi đang chốt. Rồi, 2 cái quần size M cho chị Dương Lưu Dụng này. Quần 592, rồi, bắt đầu chốt mạng 62. 53 kia đưa lên nha, sao vậy? 62 Nguyễn Trúc, 62 Ban Mai, 62 Hương Trần, 62 Trần Nguyên, 235 ngàn 43 cũng có nha chị nha, 43 bán hết rồi, 62 Hiền Dung, 62 nha các chị, 62 Song Linh, 62 Cương Kim, 62 Yến Lê, 62 Ngọc Phương Nguyên, 62 Phương Sự, 62 Hiền Lê, 62 Lan Ngọc Yến, 62 Cương Kim, 62 Thành Tâm, 62 Hương Trần, 62 Cánh Vọ, Nhi Mi ơi ghi rõ giúp em chị ơi, 62 An An. Nghĩa là 62 kg đổ lại thôi, các chị cái này 48 kg bên mặt được mà, sơ mi mà. 62 Thanh Thủy, mà 62 nha các chị nhờ, 62 Trang Khoa. À, 62 hai cái cho phòng Phương Thủy. Cả nhà coi nhà thiêu nha. 62 Phường Sự, 62 Nhi Mi, 62 Hồng Độ, 62 Trình Tuyết. Nhìn tay áo này, cái này các chị. 62 Loan Phong. Ở trong có dây, ở trong có dây. 62 Ngọc Trọng Trần. Có phòng Phương Thủy đâu có hoàng. Cái nút cái để dây cho mình làm ngắn. Ồ, những cái sơ mi. 62 Giang Trần. 235 ngàn. 62 Hồng Độ. 62 Nguyễn Ngọc Loan. Em 62 Lam Trần. Ok. Tiếp thoải mái đi. Đang coi chữ. Phong Đô đã có hàng. Nguyễn Ngọc Loan đã có hàng. 62 Thuy Nguyên. 62 Hiền Lê. 62 Diệp Thu. 62 Lam Vọ. 62 Nguyễn Hương. Phong Đồ đã có hàng rồi chị ơi. Nguyễn Ngọc Loan đã có hàng, Phạm Phương Tỷ đã có luôn. 62 Minh Nhật Nguyệt. Các đồng mới đọc bài dinh dục xong thì kèm đồng ý chuyển khoản cho các chị. Chị khóa mà chị cười vậy hả? Vậy xe tụi tôi đau khổ. 62 An Trương. Dễ thương mà. Nguyễn Ngọc Loan đã có hàng rồi chị ơi. Thêm thì ghi thêm giúp em. 62 Trần Đan. 62 Đức Nguyên. Nguyễn Hương đã có hàng. Nói rồi. Diệp Thu đã có hàng luôn rồi chị ơi. Sau 2 Lan Vọ. Chốt sau 2 đã chưa mấy chị đây qua. Vô tư luôn. 2 Sau 2 Lê Hà. Sau 2 Dương Phong. Minh Nhật đã có hàng, ok chị nha. Sau 2 Triệt Tiệp Độ. Sau 2 Trinh Nguyên. Sau 2 Trần Phường Nguyên. Sau 2 Ruby. Sau 2 Năm Hà Lê. Gọi cho chị xuống sát số 62 cái thôi em. Mấy giờ rồi chị? Chưa tới giờ không? Kịp quá. Ủa mẹ mấy giờ rồi? Tắm sao mất công đâu. Xuống xác số 62 chị đi. Chị mới đó. Đầu đuôi bao lâu ha? Tất cả các đồng giá 2 3 năm cho các chị nha. Đây cái đang cày. Mỗi đứa 50. Dữ vậy, nghe là bao nhiêu giờ mà rủ nhau dữ vậy trời. Tỷ nay 50 khỏi ăn. Chiều nay ra đậu 62 chứ cười. Các đồng mới đọc bài ghi giúp xong kia kèm đồng ý chuyển khoản các chị ơi. 62 Thanh Phương. Lại là 62 chị đi, đầu đuôi với bao lâu? Kiều Lê đặt hàng bên nhà ấy là không cọc sáu tà xả luôn nha. Mình đặt hàng có trách nhiệm nha Kiều Lê nha. Mà sau 2 nha các chị nha. Sau 2 thoải mái luôn các chị. Xỉu chủ 962 giùm chị. Trời ơi, nhà tôi phải xỉu là sao? Thì xỉu chủ kêu xỉu xỉu á. Rồi, cái mã này. Qua thay cái đi vậy đó. Qua thay cái mỗi khi tôi, mỗi khi con. Đây, thôi vô bấm giờ rồi. Vô bấm giờ rồi thì dục. Rồi. Các chị má nhiều. Gì vậy? Đúng. Má nhiều.
chị muốn cho nhiêu cho 53. Má 53 rồi bao lô? Bao lô số 5 thôi. Ừ đúng rồi, bữa nay thứ 5 nữa. 5 5 6 2. Đúng rồi. 5 không. Đánh 4 con là 9 5 6 2. 53 trên nhà em rồi. Nghe chưa? À Phạm Phương. Thanh Trúc. Ma Trương. Phạm Phương thì hai cái. Yến Phan. Nữ đạo thì tố. Nhà này hai cái. Hết. Rồi, cái này cũng chọc chọc mấy chị bực này. Nãy là tiêu khác, kiểu tiêu khác này các chị. Má sao ai nó giống vậy này. Nó tiêu này khác. Cái hàng này là một thời mắc tiền lắm này. Người ta nhờ em sale đó mấy chị ơi. Người ta nhờ em sale đó. Cái này nói chung là cũng giống như vậy, thoải mái lắm, sau 2, sau 3 đều bo hết á. Rồi, quét luôn sau 3. Do nó nhanh. Rồi, má sau 3. Má sau 3 để dầu độc nha. Má sau 3, sau 3 là sau 3 ký á. Sau 3 ký đổi lại á. Cũng giá như vậy luôn. Đau lắm nha. Sau 3 giảm thu. Tôi coi là Thủy Quang coi có được nhiều nè. Hai cái cho Phương Thủy, Thiên An, Thảo Nguyễn, Hồng Phấn. Ok Phạm Nguyên có, Phạm Nguyên Thủy có rồi. À vì giá này các chị đi nhập giá sĩ còn chưa được mà. Mã 53, mã nào mã 53 hết rồi. Sau 3 ok cổng tú hồ. Ok các chị không? Sau 3 nha, Thu Trang. Nói anh chị kìa. Mắt chị đâu? Anh chị không biết. 60 là size L, 65 là XL. Má 63 các chị ơi. Thì bữa nay nhìn yêu quá kìa. Nhiều chốt bé đằng sau. Cô bé đằng sau cô chốt đi. Trời ơi. Cái này chị lấy áo thêm bé mặc hả? Trời ơi 4 tuổi rồi bất bất, bất lại. Cái này chị mặc áo thêm bé hả? Áo của con đi làm nữa. Trần đầu chị còn được. Ba Thủy Điều 40 tuổi đó mấy chị. Nói, đi quảng cáo, không, tác chị phải nói vậy để mấy chị có động lực ha. À, cột tóc hai bên vậy nè, rồi xù lên giống Thủy vậy là dễ thương lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Cắm ba cái mã này mã gì vậy? Thôi đi mã chút chút đi. Cơ mi nha, cả nhà, con to 70kg nha. Rồi. Chốt xét Thủy mặt kìa. Và trang trần kìa. Trang trần chị thấy chưa, chị thấy chị mà đố chị em chưa. Tưởng mình trẻ vậy là mình hay á. Ừ, chứ sao trẻ hơn là hay hết á. Cọ mây. Nào bạn trẻ. Rồi cọ mây mà 63 cho chị cọ mây. Hello tại bạn hen thôi đó. Cho rồi vậy nè. Sau hai còn không? Sau hai nãy rồi. Rồi. Bốn chục tuổi đó mấy chị. Vô vô nhà em. Sau hai còn nữa đấy. Biết thì biết. 70kg vô, giá là 2-3 năm, không có sai. Như khùng vậy mấy chị làm ra giận người mình nó vậy mấy chị. Mấy chị cứ vô đây là người mấy chị trẻ ra liền. Ở đây có nhiều cái quy định chứ. Má húng rồi. Rồi, mã này đâu đâu đưa lên đi chị chốt nè. Đưa hết cả lên đây, mã 36 bà con ơi. Hồi mã 36 nha. Cái này cái tay mà kiểu sơ mi mấy chị. Sơ mi này là hàng sơ mi mấy chị. Không, mấy cái sơ mi này dễ mặc. Mã 36 rồi lên luôn các chị, 70kg thôi hết nha. Mà chị cho 36 nha các chị nha. Trên live mình nhớ nghe tư vấn chị nha các chị. 36 Ngọc Phương Nguyên, 36 Hình Huỳnh, 36 Tuấn Đăng Trần, 36 Bảo Hân, 36 Yến Phan, 36 Xu Thi Ngôn, 36 Tuấn Đăng Trần, 36 Hồng Tinh, 36 Thu Trang, 36 Bảy Bình, 36 Huỳnh Lan. Tân Đặc Trân đã có hàng, Thu Trang đã có hàng. 36 Nguyễn Trung, 36 Trang Khoa. Tân Đặc Trân có hàng rồi chị ơi. 36 Cherry Nguyễn, 36 Thúy Hân, 36 cho chị Cỏ Mây, 36 Yến Bật, 36 Phương Linh,
dân 36 Phường Đoàn, rồi Cỏ Đôi. Thì cái đó là vừa mặt đó dừng đó. 36 Trần Thị Phường. Thôi. Mà 36 đã bán hết rồi, có chịu ơi. Bán cái. Rồi, cá đó vào. Ok, 36 cho chị Tô Mai. Ủa cái tay này sao giống nãy vừa mới like 35 giờ Thủy. Sao bà gì? Tôi bực nha. 35 nãy ai chưa có chốt lại dùng em. 35 nãy đưa rồi mà. 35 hay 53? Nãy 53 rồi. Nãy cái này 35. Nãy trước lọc rồi chị. Hả? Có cái tay bên này vừa nhớ mà vừa ít tường vừa thích cái này nè. Có rồi. Vừa thích cái này. Cái hoa này nè. Rồi 35 cho Châu Phương. 35 cho Cẩm Tú. 35 Hình Vân. 35 cho chị Khôi Linh. Mấy cái này có 1 cái phải không? 29 có 1 cái. 29. Mà tiếp theo 29. Nhanh nhanh nha. 29 có 1 cái. 29 cho Diệp Vũ. Rồi. Các đồng mới đọc bài ghi nhau giúp shop nha các chị. 16 có 1 em. Các mặt chưa đã bán hết được các chị. 16 có 2 em. 16 có 2 cái. 16 có 2 cái, quá đẹp luôn. Người kêu cứ 235 ngàn cái nào cũng vậy hết á. Rồi, chuẩn bị tặng cho cả nhà mã 150 ngàn. 16 Diệp Thu. 16 cho chị Thu và chị An Tương. Rồi hết. An Tương có mặt 16 nhé. 48. Mà tiếp theo 48 có mấy cái đó. Một cái. 48 có một cái thôi các chị nha. Nha nha, có thể ngồi lùa lùa tới gần đây chút một không? Mà tiếp theo 48 nha các chị. Thu Lê là mới có mã 15 nha, chưa có 35 chị nha. Ủa cho nó đẹp quá kìa. Hoa đẹp quá trời luôn. Hồi nãy có một cái. 48 đúng không? 26, có nhìn cái 26 khác nhau. 26. Rồi 48 có 1 cái. Rồi. Chưa? 48 cho chị Ngân Nguyên. Rồi 26. 26 các chị thân yêu ơi. 26. 26 Hình Dương. Đây. 3 chị. 3 chị đó. À, 26 Nguyệt Trúc. Rồi xin chị nữa. 26 cho chị Thiên An. Rồi. Một cái phải không? 12 đi vẫn đại đấy các chị. 12. 12. Nó 12. Cái này sao giống giống nãy like rồi ta. 53. Gì? 53 chứ à? Đây. Này 53 nè. Cô Trừng đó kìa ơi, thôi để đưa lên đi, sợ mấy chị thấy em quá. Thôi thôi, đợi tiếng rồi. Rồi chốt đi, chốt 12 cái đi, 12 cái nè. 12 có 1 cái đọc đi. Rồi 12 Hoa Tường. Rồi 13 luôn, có 13 đi, có chị 13 có 1 cái. Nhìn lên kia luôn nè. 13. 12 hết rồi, các chị ơi, có 1 cái không? 13. Rồi 1 cái. 46. 13 phường phường sự. Rồi 46 cái này thiêu mà nguyên áo. Mà tiếp theo 46. Thiêu nguyên nguyên cả cá áo thân thiết tay rồi luôn, 46 có cái. Đó, nó chưa lai. 46. Nguyên liệu. 46 hả? Rồi, cần đào này nãy là mã 40 này, chị nào lấy rồi đừng lấy lại nha. Xin anh sử dụng. Rồi mã 40. Đọc mã lên là được. 40. Mà tiếp theo 40. Rồi 40. 40 cho Phạm Xuân Thủy. 65, 66 ký thôi, à tao bảo vô lại thôi. 70 là phải dán thiệt rồi. Mà tiếp theo 40 nãy ra chị nào chốt rồi đừng chốt nữa nha. Con phải không? À ok rồi, rồi đây, rồi để kiểm tra cho. Rồi tiếp 45 Hương. Rồi 40 Nến Huy. Rồi 40 Nguyệt cũng đã có hàng rồi, ok nha. 40 Kim Phụng Cao. Ok. 40 Ngọc Vân Nguyệt. Ok. 40 Hồng Tân. Ok. 40 Trang Phạm Thùy. Ok. 40 Út Thủ. Ok. 40 Nguyệt Phường. Rồi còn cái. Cái 40 chị Lý Minh đã có hàng. 40 Hoa Lý. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nghe tư vấn rồi ghi sai mới nhận nha. Các chị không ghi sai không nhận đâu. Đúng sai không? Không, sai 4. Hả? Sai 4. 1, 2. Có sai 1, sai 2, sai 3, sai 5, không có sai 4. Áo sơ mi còn đợi em xíu.
cái này nhiều sẽ bán 150.000 nhưng các chị phải để lại cho cái size XL á, là dành cho á là 55 kg, là 50 đến 55 kg như em đang mặc này. Size của 2X á là 60, size 3X á là 65, size 4X không có. Rồi size 5X là 75 kg. Thì cái khúc mà 66, 67, 68, 69 đến 70 là không có hàng. 71 đến 75 thì có hàng. Thì các chị có thể lấy lên lớn hơn một size đi. Vì cái nhà xích sao cái này là dễ mặc lắm. Hồi trước mà em đã từng bán á, là em đã, cái này là nó ra một hàng không có size nữa cơ. Mà không có size mà từ 50 đến 70 kg kìa. Bây giờ có size các chị mua thì sướng hơn. Nhưng mà giờ bán trước nha, 150.000. Các chị ghi size về nhìn 150.000 cái size nhìn 5 kg một size. Mà tiếp theo các chị nhớ ghi size nha, XL Phạm Nguyên. XL 55, 2X 60, 3X 65. Ngay từ bên kia nha các chị nha. À 5X. 5X 75. 5X 75, 3X một chút. 55 size XL nha Dương Trần. Thế thì thiêu nha, cái này thiêu. 5X Anh Huỳnh. Hoa này. 3X Ngọc Phan. Có bấm ghi giá chưa? Để ghi giá. Rưỡi, 3X Nguyễn Dung, 3X Sơn Nguyễn. Người con lên cái đầu quá dễ mặc luôn á. 3X Quỳnh Ngọc Nhung, XL Diệm Thu, 3X Thu Hà Trần, 2X Thanh Vân Trần, 2X nhớ còn cái nha, XL Sơn Nguyễn. 3 XL là 55 kg, XL Quế Tỳ Võ 60, 3X 65, 3X Khôi Linh, 5X 71 đến 75. Nó trúng cái cây sao? 5X Nhan Ngọc. Văn sao đừng trúng cái. Không có 4X. Quan vô đầu đi. Cái đứng cái đầu mà. Chứ giờ sao? Lấy xin xuống nhất rồi đó hả? XL Bạch Yến, Nguyễn Sơn đã có hàng, ok chị nha. 3X Lê Yên. Thế 150.000. Quá bèo. 2X Lê Châu. Trong rưỡi nào này là quá bèo. 2X hết. Rồi còn 1X là 55 kg. Và 3X là 65, 60 đến 65. Với 5X là 71 đến 75. 3X Huỳnh DC Thủy. Thôi rồi nó chuyển thì bóp lại chút xíu nhưng á. Này dễ mặc lắm thật á. Dễ mặc lắm, nó chỉ lớn hơn một size không sao đâu. Nhiều đó từng bán từ 50 Nguyễn đến 70 kg. Nguyễn Dũng đã có hàng 3X Cỏ Mây. Hết 3X. 23 là bán hết. Giờ hiện tại thì còn 1 và 5. Còn size 1 và size 5. 150.000 một áo nha các chị nhá. Size 1 và size 5 đưa một cái. XL Thùy Nguyên. Vô sẽ thử luôn size 5 để các chị coi sao nha. Hàng này là hàng thiêu, xô hàng đẹp luôn á. Quần vừa mặc thôi đó, vừa bán 150.000. Bỏ 5 và sang Nguyên Sơn ơi. Đập cho bán nha. Còn cái size 3 kìa. Rồi, 3 cho chị Hương Thủy Lê. Này, cái size 5 này, dù lúc này chị nào có thể. Chỉ còn 1 và 3, à 1 và 5 thôi. Chị nào là thích thì lấy thôi chứ. XL Trình Thu Hương. 5X Giang Trần. Nhưng các chị con rộng rộng vậy đó. Các chị thấy 5X Vân Khẩn. 5X thì dáng áo nó không dài nhưng mình đã đuổi mặt. 5X Cỏ Mây. Từ mặt cây 1X mà nhảy lên đến 5X vậy đó. Các chị thấy được một chút. Mặt cây sọc, bình thường. Thôi nha, hàng big size. Các chị thì mua hàng big size thôi. Thực sự có size thì bán thực sự có size. Còn không có size bán thực dụng. Nó vậy nè. Rồi, giờ hàng bán. Rồi, còn một màu nữa. Mấy em bưng màu vàng ra. Bưng nóc. Bưng màu vàng ra liền luôn, làm liền luôn. Đầu tiên đưa cái. À, bưng nhanh. XL Á Nhi Hằng. Còn 5X là 71 đến 75 kg thoải mái á. Nguyên đã có hàng, ok rồi chị ơi. XL Vân Nguyên. XL Đỗ Thủy. Áo 150. 5X Thành Hình. 5X Quế Chí. Áo sơ mi trắng ơi, bán hết rồi các chị ơi. Sơ mi trắng, chút giờ lên tiếp chắc. Một hai mạng rồi chị điều chỉnh. Con má nữa, con má nữa. 5X nếu mà cả nhà muốn mua thì cứ mua thêm. Còn em còn màu vàng nữa, đợi dược xíu. Còn màu vàng cũng bị lẻ sai nhiều lắm. Là 5X. Đi đưa màu này. Đi đưa màu này. Có nhiều chất nhiều nha mà. Hiện tại chỉ còn 1 năm đối với sân nha các chị nha. XL Thiên Nhiên đã có hàng rồi chị ơi. Mã số 2. Cái này giống mã số 3 đưa đi đó. Này tiêu, tiêu vậy nè các chị. Này nhỏ nha. Cũng tầm nấc số 2, số 3 ký. Bụng ra hàng sơ mi trắng như thôi, mình đợi đọc mã nha chị nha. Này số 2 ký các chị nha, vẫn vậy luôn. Em có sơ mi trắng mà 5X chị ơi, làm gì có. Cái
này là cao nhất 62 hoặc 63 cái dáng gọn thôi. Nó quần vô vô bán bữa vô bán cho khách rồi, khách mua rồi, 12.000 cái đó, bán lâu rồi. Bây giờ vô thích mấy cái này vô để là vô mặt thôi. Mấy chị ơi, dễ mặc lắm nha. Rồi mã này các chị chốt cho vô mã, cái này 60. Mã này ghi mã tà 28, ghi mã 28, 5X cho chị Lê Thanh cái đó nè, 150.000 cái áo màu xanh á. Rồi áo sơ mi này khỏi thử đi ha. Tại vì nó giống cái mã 62, 63 hết rồi. Nó y chang vậy, nó không khác gì cả. Rồi mặc kiếp kiếp của sơ mi. Rồi 28, dành cho 62kg hoặc 63kg đổ lại thôi. Rồi 28, chị Ngọc Dương. Bán 63kg lại nha, các chị nghe từ bên kia nha. Rồi, 63 Huỳnh Ngọc Dương. Đẹp luôn á, đẹp á. 63 An Trương. À 28 An Trương, ok. 28 Minh Châu Hà. 28 Yến Bạch. Nó giống mã số 2 đó. 28 cho chị Thân Phương. Okay. 28 Ngọc Liều. Rồi. 28 Sơn Nguyệt. Ok. 28 Ngọc Thân. Ok. 28 Sông Linh. Ok, thêm cái nữa nhé. Còn 28 một cái cuối cùng. 28 cho chị Nam Hương. Giống không? Mà 28 bán hết rồi các chị ơi. À khác, này 29. Rồi tiếp theo 29 luôn. Mấy hàng này mắc tiền không đó. Áo trắng có 5 đâu chị ở Vũ Trang ơi, nghe tư vấn chị. Đối với các bạn. Mấy hàng này bán có 62 ký cao nhất. Chị ơi. Có 2 hoặc 63. Áo mà các hàng này không nhỏ nha các chị nha. Đến 62 câu 3 rồi các chị. Mà tiếp theo 29. Trên like nghe tư vấn chị nha các chị. 29 mà tiếp theo. 29 Diệm Thu. Hàng sâu xình luôn đó. Áo quá sơ mi đẹp, size nhỏ về chiều. Đúng, cũng 500 không á. Mấy áo này tải hàng xình á. Rồi xong con áo chị giờ đang mặc là mang đến 63 tỷ tối đa nha các chị. Nghe từ bên chị. Mà tiếp theo 29 nha các chị. 29 còn đây nữa. 29 Hoa Tương. 29 Thường Sử. 29 Huỳnh Ngọc Nhung. Ok. Ok, Hoa Tương là có hàng của chị. Được mấy cái áo sơ mi nhưng mà 235.000 cũng giữ mặt quá ha. 235.000 một áo đồng giá nha các chị. Đồng giá. Nãy giờ là vừa bán chỉ có 2 giá, 1 á. À 3 giá, 1 là lên 230. Còn sơ mi với re xô đồ tất cả là 235. Với là một mã là 150.000 này cái xinh thôi. Rồi mã 29. 29 tiếp tiếp đồ. Rồi. Vô trong bàn này á, đi vô trong bàn này. Trong học á. Mà tiếp theo 29 nha các chị nha. Mình đi. Sao lưng rồi còn thiêu vậy luôn mà. Cả nhà coi nè. Rồi 29 chị nào lấy đi nha. Còn đúng mấy cái. Rồi đưa cái áo vàng lên. Vàng có size gì đọc lên. 145. Như phụ đúng không? Rồi vàng. Vàng. Giờ á 29 Huyền Trang. Trên like các chị nghe tư vấn kỹ nha. Size 1, size 4, size 5. 29 Lê Kim Loan. 1, size 4, size 5. Size 1 là dành cho là 55kg. Size 4 là 70kg. Size 5 là 75kg. Giờ các chị chú ý nha. Vàng chỉ còn size 1. Vàng kèm sao kèm cân nặng mà tiếp theo. Nguyễn Thảo. Được, được, chốt cho Nguyễn Thảo cái đi. Mạng 29 cho Thảo Nguyễn. Ok, được này. Rồi, bây giờ bắt đầu qua mạng vàng. Vàng size 1, size 4, size 5. Hết rồi. 150.000. Vàng là 145 nha. Vàng 4 Thúy Tống. Size 1 là 55kg. Như em đang mặc. Vàng 4 Nguyễn Thụy. Size 4. Vàng 4 Nguyễn Sơn. Sau 5 đến 70kg. Size 5 á. Vàng 5 Nhà Ngọc. 71 đến 70kg. Vàng 4 Trần Hồng. Nãy vừa có mặc size 5 luôn cho cả nhà. Vàng 1 Quế Thị Vò. Vàng 5 Hình Hình. Vàng 4 Huỳnh Ngọc Nhung. Vàng 1 cho Hương Trần. Quế Vọng thì đã có hàng. Vàng 4 Thu Hòa Trần. Trên là các chị nhớ ngay từ bên chị. Rồng chút không sao đâu. Các chị một size, nãy một hai size cũng được. Dù nãy giờ còn nhảy từ size XL lên 5X luôn thì còn lớn nữa cả nhà. Vàng 5 Cubin. Vàng 5 Quốc Chí. Quốc Chí. Quốc Chí. Vàng 4 Hương Nguyện. Vàng 4 Phùng Thu. Vàng 1 Hồng Tân. Các chàng mới đọc bài ghi shop khi kèm đồng ý cọc các chị. Vàng 1 Đỗ Thủy. Vàng 1 Nga Hoàng. Size 1 là từ cao nhất là đến 55. Size 4 là 65 đến 70.
size 5 á là 71 đến 75 giờ vừa thử cho cả nhà coi cái size 4 nha, để cả nhà coi thêm coi được. Nói chung vì không có size nên cả nhà nếu được á thì nhảy chút xíu đi, nhảy size chút xíu đi. Vàng 5 Vân Nguyệt. Các đồng mới đọc bài cho cái size 4 đi các chị ơi. Nãy vừa thử size 4 nha, nãy vừa thử size 1 phải không? Các đồng mới đọc bài thêm đi kèm đồng ý cọc để shop chốt cả nhà cứ hình dung đi. Vàng 1 Huy Nguyên. Coi như nó biết size đi, coi như nó biết. Vàng 1 Bobby. Nãy từ xe 5 rồi giữ tôi xe 4 thì nó có xe nhỏ hơn chút. Vàng 4 Văn Khánh. Trời ơi dễ thương muốn chết luôn, không có gì đâu. Tại cái áo này được cái này Bobby không có đặt dài, không có dài. Nó mà dài nó nhìn mới lùm thùm, và nó là nó vừa cái tầm thôi à. Nhưng mà mấy chị nào mặc rộng quen hãy mua nha mấy chị ơi. Đúng rồi, đồng quen mua cho mấy công với 150 ngàn nó chụp hình rồi sống xả thường giúp em. Này chị Diệu có nói gõ trên like hết rồi nha mấy chị. Ừ. Đơn dưới 900 mình cọc 100 nha các chị nha. Đơn dưới 900 mình cọc 100. Đó, vừa mặc size 4 đó. Chị nào thấy các chị đồng ý thì mình nhờ shop okay cho đơn. Thấy ok thì lấy cho chị. Tại vì size 3 được cũng có thì mình có thể Nhung. Mình nhảy lên. Vàng 4 Anh Phương. Trên làm mình nghe tư vấn chị áo là 150 nha các chị. 150 ngàn, quá rẻ luôn. Vàng 4 Thanh Vân Trần. Vàng 4 Ngô Thị Tân Thúy. Vàng 4 chị Nam Hương. Kêu Nga qua đây đi. Vàng 4 Thảo Độ. Các đồng mới đọc bài ghi giúp sau khi em đồng ý cọc nha các chị nha. Vàng 4 Phường Trần. Em đang tính để size 5 á, em nhờ thờ cắt lại mở chút cho các chị. Size 4 là bán lên 70kg nha chị. Sao làm 70kg á, tay cơ, tay cơ chắc mặc được mà. Vàng 4 Út Nữ. Thằng Phú đó, thằng Phú. Còn mấy cái áo sơ áo chị đang mặc là bán là 150 nha các chị. Mấy áo sơ 90 á thì em tặng cho cả nhà dồn đơn vào luôn đi. Khân Lưu ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn. Vàng 4 Lan Nguyên. Hoàng Thị Trung. Khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc phòng đơn nha chị. Khách mới và đồng ý chuyển khoản bên shop mới nhận đơn. Em đang cho chị vào kho lấy thêm mấy mã mà sale tặng cho các chị 90 á, các chị đợi dồn đơn để đi cùng. Dồn đơn để đi cùng luôn. Bảo đảm. Nói chung là hôm nay mà em mà mua hàng là quá đã. Quá đã luôn. Quá sướng luôn. Em vừa chỉ có đặt vàng 5 cho mà... ok, vàng 5 Vũ Trang. À chị Nguyễn Phương ơi, tại vì chị không có ghi đúng cú pháp. À 150 các chị ơi, vàng 5. Mã hàng số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản. Thì những bản này ra đơn với 900 mình cọc 100 ngàn. Nhưng mà mình mua xong cuối like sẽ có nhân viên chụp hình xác nhận xong rồi á. Rồi mình mới chuyển khoản cọc 100 ngàn không có nhiêu. Vàng nhưng mà Thủy Trung. Nhà em thực sự các chị ơi thông cảm là em bán nó sát giá lắm. Kiểu như chạy số lượng á nên đơn nào có chắc chắn đơn đó. Nếu mà không chắc chắn em không có soạn. Coi lại đi chứ. Không có thằng nữa. Vàng cách, vàng em đang mặc là 150 ngàn. 150 ngàn. Các chị còn quần thiêu hoa hướng dương dưới gần còn quần có thiêu hoa hướng dương dưới hôm nay không chỉ lên này nhá. Mẫu đó em bán hết rồi, em đang tính ra may thêm cho cả nhà đó. Cả nhà thấy cái đầm em bán 520 không? Trời ơi thiệt, em biết khách em mặc lên đúng là sang. Màu xanh còn xe 2 không em? Màu xanh á hả? Màu xanh còn xe 1 với xe 5. Màu xanh là còn 1 năm, vàng là 145 nha các chị nha. Màu xanh còn xe 1 với xe 5. Đẹp lắm cả nhà. Nhìn nhìn cái áo như thế này thì 150 ngàn nó không có gì đâu so với cái áo đâu, nhưng mà thật sự các chị biết không, em bán là chạy số lượng, em chạy số lượng á, bán cái này á kiếm lời là nhờ giống như số lượng mình bán được nhiều. Hòa Lê là chưa có đơn bên nhà em nha, cho rằng 10 ghi kèm đồng cọc để shop cho tôi nha các chị. Đợi em xíu nha các chị, đợi em xíu đừng ra nha, em tặng cho các chị mã này. Thôi một bàn chạy vô thủy, cứ đi chạy vô với thủy liền đi, ôm hàng ra. Còn cái hàng mà 90 tầm 520 giờ đang cho thử làm tiếp và thiêu thêm nữa, làm thêm 100 đồng để bán cho các chị á. Là bữa bán 200 mà nhanh quá rồi, hết nhanh. À mấy này sale á hả? Rồi đưa sale đi, mấy chục bán lời rồi, hết tặng cho hết nè. Em tặng cho các chị nè. Ai mua trước kệ nha, mua sau rồi được lời. Nói chung là còn thức ít cho em tặng đó. Thanh Nguyên ơi, vàng chị ghi kèm size vào chị em chị không ghi size nha. Ghi size vào, dù có ghi size
Vì á, size 1 52 kg mặc vừa không, nếu vừa lấy cho mình màu xanh vừa, tàn đăng vừa nha. Tàn đăng. Ừ, ok. Chị đợi dù không? Nếu mà đợi dù được á, okay. Dù đang may lại cho may lại á. Không coi thì tiếc là coi rồi càng tiếc hơn vì không mua được gì. Tại vì chị xong 80 kg là chị chỉ có lên là lên Hòa Lê, các mà chị đặt là đã bán hết rồi chị ơi. Mình qua các mã hàng cái size rồi em đưa đúng không, đúng rồi là xong rồi đó, là cái chị nhận hàng rồi. Trường hợp thứ hai à, không phải là chị đến khi mà đơn thứ hai là em không yêu cầu cọc nữa, nghĩa là các chị đã quay lại với em là các chị đã tin tưởng cái sản phẩm nhà em rồi thì em không yêu cầu cọc nữa, em coi các chị như là khách quen của em rồi. Thành Nguyên ghi số ký đi em cho tôi được chưa, xác nhận mã ghi số ký đi em cho tôi, nhưng mà không có coi hàng nữa thôi. Nói chung các chị ơi, đơn thứ hai cho đi là không có coi hàng. Ha, sai thì bán lên 5 ít người Thanh Nguyên ơi. Em chỉ cho những chị khách mới, mới hoàn toàn là mua đơn đầu tiên được coi hàng thôi. Còn đơn thứ hai là em muốn cho coi hàng, em cũng bắt các chị cọc nữa. Mình em đã tin các chị, các chị cũng phải tin em. Đó là nhưng em đều chụp hình cho mình nha. Yên tâm em chụp hình thật hết á, các chị cứ xác nhận là mẫu rồi mới đi hàng. Trong này em muốn làm bị đó, các chị khỏi lo. Cái này đó chị ơi, thôi giờ còn khoảng bao nhiêu cái chứ, 100.000 làm đại đi. À, ai mua trước thông cảm nha, này 55 ký đổ lại thôi. 57 ký là hết hàng rồi chị Thanh Nguyên ơi, 57 ký là chị lấy size lớn. 57 ký là XL. Ủa? XL này còn vàng còn xanh đúng không em? Xanh đủ rồi. Em 57 ký là 2X chứ lộn. Dữ thế. À, tôi cũng bị đoàn này bị lan lắm rồi nè. Thanh Nguyên chưa có hàng chị. 55 ký là dáng gọn, dáng này là các chị yêu mua chú ý nha. Áo thì vải đẹp, yên tâm, chủ yếu là sự chật quá thì các chị về mặt cũng được thôi. Rồi vàng hồng xanh, các chị ơi 100.000, 55 kg. Rồi, các chị lưu ý nha. Ai mua trong mấy ngàn thông cảm. Vàng hồng xanh, các chị ghi vàng 100.000 màu giúp em. Bán lên 55 kg, ok là các chị nhiều ngay từ dân kỳ. Mặc lên cái gì? Ba màu vàng hồng xanh các chị, rồi bắt đầu nha. Nhìn cứng, nhìn trẻ rồi, trẻ. Ghi màu giúp em. Vàng 100 đi miếng đi. À, các chị cho em cái màu đi. Có vàng, có xanh, cái gì cũng có hết á. Xanh, cái này là hồng. Mặc chơi chơi, xanh 100 đi miếng đi. Xanh 100 quế vỏ thì lần đầu tiên cũng chẳng ai coi gì hết. Mắc con phiền super. Chị sao à? Vàng 100 lê xem. Xanh là muốn nhanh lắm. Rồi, có rồi. Hồng 100 đi miếng đi. Thiếu cái gì á chị Nguyệt? Bố ăn chưa? Không. Xong đuổi nó vào. Vàng xanh 100. Vàng xanh tiếp không? Vàng xanh cho toàn đồng. Rồi, còn một cái vàng, hai cái xanh. Vàng cho Huỳnh Ngọc Nhung. Rồi hết. Vàng nam vàng đấy. Còn gì? Còn một vàng hai xanh. Còn một vàng hai xanh. Vàng cho Liên Sài Gòn Nguyên. Rồi, còn hai xanh. Con là vàng xanh, đúng rồi. Xanh cho chị Phạm Nguyên. Xanh cho chị Thuy Nguyên. Rồi, xanh cái vàng cho người. À, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết xong. Rồi, cổ này thì là cổ ve thôi. 100.000 đi. Trời ơi, tầm 19 chưa mấy chị ơi, mấy hàng này mà tiếp theo còn chưa được nữa. Mà tiếp theo nha các chị nha. Mà khác với mà trước nha. Bán 55 ký. Nãy giờ là like mấy hàng kêu là like hết rồi á chị yêu. Bán 55 ký. Rồi xanh với vàng, xanh với vàng. Rồi 100.000. Tiếp tục 100, bán 55 ký nha các chị. 55 ký. Qua mà tiếp theo nha. Cưng nha, nhìn cái áo. 100.000 mà cứ chơi vô vô. Rồi, cho xô, cho cái xô dưới đi. Xô dưới cùng á, trắng vàng. Em tặng cho các chị na má này liền. Tiếp đi, vàng, vàng với xanh. Rồi áo này 70 ký vô tư. Bao rẻ luôn, tặng luôn cho cả nhà. Khách muốn mua thì mình cọc trước nha các chị nha. Khách hàng mới thì mình cọc đơn đầu 100 nha các chị nha. Dưới đơn dưới 900 và 100 cherry nguyệt. Một cái vàng, một cái xanh được. Rồi cái này 100 trong linh. Giá 220 này, các chị chốt luôn nên tặng cho 180.000 luôn đi cho xong. Rồi mà tiếp theo 180 có trắng xanh. 70 ký trắng xanh lên liền. 180 trắng xanh mà tiếp theo.
hàng đẹp nha, 180 ngàn, cực kỳ nhé, hàng này cái nhà mua là lời, mua là lời. Các chị ghi 180 trắng xanh nha các chị nha. À big size bán bao nhiêu chị? Hả? 70 ký tại mai. Rồi bán 70 nha. 180 đi giáp à? Mà tiếp theo 180 trắng xanh. Tại ngoài này là giá 220 xong rồi sẽ lộn của khách. 180 ngàn. Đúng rồi chị Sơn Lưu, chị đồng ý thì để sập cho tôi nha. Nghĩa là chị đồng ý rồi mới chuyển khoản không? Là mua liền rồi, thế là mới chuyển khoản. Sơn Sơn ừ. Trắng 180 Lê Thị Ngân. Trắng 180 Phạm Nguyên. Ok. Sơn 180 Hình Hình. Ok. Sơn 180 Hồng Kinh. Ok. Sơn 180 Nhan Ngọc. Ở bên nó đi nha. Người kia luôn đi. Trắng 180 Dương Châu. Ok. Sơn 180 Út Người. Ok. Sơn 180 Hoa Thắng. Ok, còn cái sơn cuối cùng. Còn một cái sen à? Sen cho Nga Lưu Kỳ Thiên. Hết. Trắng rồi. Còn đúng không? Trắng còn vô tư. Rồi, trắng cho... Rồi. Trắng cho Cherry Nguyệt. Ok. Trắng Ngọc Phương Nguyên. Ok. Còn trắng thôi các chị ơi, chuyển màu lên giúp shop. Trắng đẹp. Sen bán hết rồi. Trắng cho Hình Hồ. Ok, okay. Trắng cho chị... Chị Khánh Lưu ơi, chị đặt hàng đi. Rồi chúc em cho số tài khoản sau, chị đặt trước trên live đi. Rồi đem ra tặng hương đi cho rồi. Vàng 4 còn không? Vàng sao đón còn? Vàng 4 Khánh Lưu. Rồi, ok, chị Khánh Lưu vừa nhận đơn trước. Rồi một chút mình chuyển khoản là gì tính sau, không có gấp đâu em không? Chỉ cần chị đồng ý cái là được thôi. Trắng Thoa Kim 180 nha các chị nha. Các bạn mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Trắng là mấy cái. Rồi, tặng cho cả nhà 100 ngàn cái rau xanh đó luôn đi. Cho nó hết con cho gọn đi. Rồi trắng 180 chị đặt số cho mình một luôn nha các chị. Trắng còn 4 cái. Trắng bán đây rồi. Mấy chị ấy, vô mặt 70 ký nè. Cái này được sườn nha. Chỉ cần đúng vuông thôi. Chỉ cần đúng vuông thôi chứ mấy thằng này dễ mặt luôn. Dễ, cực kỳ dễ mặt luôn. 48 ký. Đến 70 ký ai cũng vô vô hết. Cái chị coi chút không này. Dễ mặt lắm. Bây giờ thấy ra thấy cái quần này có giá tiền, mai nó có giữ lại hai. Trắng 180, còn hàng nha các chị, chị nào chốt cái bổ sung luôn các chị. À, trắng còn mấy cái. Trắng Nhan Ngọc. Lấy cho hết luôn các chị, rồi tặng rồi cho nó xong 70 ký. Mấy áo này mặc đẹp quá trời mà. Còn trắng cho các chị ở sân này hết rồi. Giá bán 180. Các chị nhìn cái áo này, cầm nó chất mềm lắm. Mềm mặc mát mẻ mà. Rồi mấy áo này mặc lên sang. Yến Bật trắng 180 ok. Các chị ủng hộ cho giờ hết luôn đi, rồi đưa áo 90 ngàn lên cái đã. Trắng Dung Mùi. Ok, còn cái nữa. Còn cái cuối cùng các chị ơi, cho đứt luôn. Rồi trắng cho chị Kim Cang Lê, cảm ơn chị rất là okay, nhiều. Ok, chị gái cho các chị nha, nó xong luôn. Còn xe gì cho người 2, 2, 3, 4. Chị người qua là qua đó, đừng dục đi. Xe 2, xe 3, xe 4. Xe 2, xe 3, xe 4. Giá 90 ngàn. Mà tiếp kia. Xe 2 60 ký, xe 3 65, xe 4 70 ký, 73 luôn đi cũng được, cái 2 cái 3 đều được. Xe 2 xe 3 xe 4 rồi các chị chốt 90 tặng nha các chị, bán lỗ. Mà tiếp theo nói chung là em thay vì các chị mua cho em nãy giờ rồi em cảm ơn là các chị một mã nào đó ví dụ này đó, nó không vấn đề, nó không vấn đề, có lỗ 5 ngàn, 10 ngàn hay 15 ngàn đối với em cái chuyện đó em cũng suy nghĩ, chỉ cần là khách mình vui, khách mình vui là em đồng ý hết á. 90 ngàn con. Mày nói một lần cuối cùng, không bước vào trong đi. Đừng để ngã đồ, mày giận giật. Rồi. Rồi, mà tiếp theo nha các chị nha. Size 2, 60 ký, size 3, 65, size 4, 72 hoặc 73. Các chị cứ size có 90 ngàn. Có 90 ngàn thôi, em không có bao. Em chỉ có bao chất lượng. Gửi đến các chị là đúng hàng lên là em quảng cáo. Hàng này hàng trung, theo văn, văn dạng như hàng thổ vậy. Đúng hàng đẹp, hàng xinh luôn. Rồi, 90 ngàn lên. 90 Nguyễn Sơn, size 2, 2 cho biết liệu. Đưa đi dạy đó đi, bán cho khách luôn. 3 Huỳnh Ngọc Nhung. Đó. 3 Hình Dương. 2 cho Ngọc Nguyên Nam. 2 Duyên Đồ Thị. Hết 2. 2 bán hết. 2 cái gì luôn. Rồi cái này hết à? 2 cái gì luôn. Còn xe 3, xe 4. Rồi còn 3, 4 các chị chuyển liền. 4 Hình Hình. 38. Trên 37 đi. Trên 37 đi, xe 38, trên 37 tặng cho các chị. 4 Nhan Ngọc. Gói. Hai bạn nên cho các chị. Xếp cho nha, tặng 100. Ok. Size 38 trên 37. Quần size M cho Bảo, trên Ngô trên. Chị ơi, còn cái áo size 2 thì đã bán hết rồi nha, mình có cái quần jean thôi nha. Các
các chị đặt áo các chị bốn cho Lê Yên, bốn cho Hồng Trinh. Đôi giày đó đẹp không? Rồi xe 2 này nãy đưa vô xe 2 phải không? Vừa đã nha. Đưa cái xe 3 lên mặc cho. Giày 37 à? À đúng rồi. Giày 37 Hà Linh bao nhiêu chị? 100 à? 100. Ok. Tặng luôn cho xong. Nghe vô mặc giày xe 3 này. Lai lần nha cả nhà, không có cho em. Thế rồi các chị ơi. Lung tung luôn nha. Thấy có cái mã quần kaki. Áo là còn 34 nữa nha các chị nha. Áo là còn xe 3 xe 4 chị nào chốt là mình chốt luôn nha. Giá bán 90.000. Cái kế được tìm hồn nhá. Mà nhưng là hàng trong kho mình có. Bán trong kho đi bạn. Hàng mặc xe 3 này cả nhà, bình thường không có vấn đề gì hết luôn á. Mặc xe 3 vẫn đẹp nha. Tại vì cái giá này dù nói rồi rất là dễ mặc các chị ơi. Có sợ, nếu mà dù ví dụ về một size đi, size 4, size 5 đi, dù vẫn bán cho các chị từ 4 mấy ký đến 70 mấy ký vẫn bình thường. Nó là giống như hàng thổ thì phong rộng bình thường mà. Nhưng mà có size thì bán thư giãn có size. Rồi các chị, không có thì mình cứ nhảy size chứ đâu có sao đâu. Ba cho chị Ngô Thị Tân Thúy. Sờ rộng này hả? Bông bạc, 53 ký lạnh nè. Thấy xấu thì khỏi chốt, còn mà thấy đẹp thì tới thôi. Dễ lắm. Người mẫu rõ, thử lên đây rõ quá trời luôn rồi. Rồi, các chị nha. Con sọc trắng bữa em bán 150.000 giờ hết rồi chị ơi. Mấy này là... Ba thiên nhiên. Bán đời đều phải 5 lý khách này. Thật sự luôn, bán mấy hàng này đều 5 năm thì đi. Trời ơi, em đảm bảo quần đẹp lắm các chị ơi, chị mua đi. Nhiều chị sợ lắm, bán đến đợt 2 mới hết. Xong cuối cùng ghét để lại hai cái mang. Trời ơi, nó đi mặc lên nó đẹp mà lên cái phòng nó thoải mái lắm. Nhưng mấy áo này các chị, nếu mà các chị lỡ mà thấy người khác mặc vậy các chị cũng thích, nhưng mà khi mà giới thiệu nhiều khách sợ. Trấn Linh ơi, khách hàng mới thì ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn, đơn dưới 900 các chị có thể cọc bằng thẻ điện thoại hoặc thẻ cao nhé các chị nha. Em chỉ cọc 100.000 thôi, em size 390 cho chị thảo đồ. Ok. Rồng chút không sợ đâu. Chị Diều là 53 kg đó các chị. Em 53 kg nè các chị, rồng chút đâu có sao đâu. Mấy hàng này hàng thổ theo dáng, hàng thổ dễ mặc mà. Hàng này là xem các chị nha. Em giá 100.000 ra, xong. Mã 90 qua nha các chị, bây giờ mã tiếp theo. Nói chung là nay là vì các chị đang có đơn, em thấy các chị có rất là nhiều đơn ở đây. Thì giờ thêm một cái rẻ rẻ giá tặng cho khách để cho khách có đơn đi thôi. Hả? Cũng được, còn nhiêu đó, cũng được, sao ấy. Rồi, cả nhà ơi. Dạ, cảm ơn các chị đã xem. Cố gắng làm kiếm tiền đó chị ơi. Hả? Lại qua tên ông này hả? Lại cũ. Áo này giờ em tặng giá nhà 100.000 nha, các chị lấy đi. Chị nào nhỏ ký thôi, lớn ký thì đừng lấy nha. Lớn ký đừng lấy, cái này thực sự 120, 130 gì của em bán mà. Giờ còn có mấy cái á, em làm luôn cho xong. Rồi, đơn giản, dễ thương không? 55 kg dáng gọn, tại mấy cái này các chị phải biết là nó không nhỏ, nó không có to, nên chỉ dành cho những chị mà nhỏ nhỏ ký. Rất là xinh nha các chị. 100.000 nhưng mà em gửi cho các chị là hàng chất lượng, chứ em không có gửi hàng tào lao đâu. Nói chung có những cái lúc mà em nhập hàng các chị còn không tin luôn á, là cái giá nó rẻ bất ngờ như vậy đâu. Như những cái sản phẩm mình mặc cũng trong mấy hàng trong người vậy đó, những hàng làm đẹp. Rồi 100 cho chị Phường Sửu này. Ok, chị Phường Sửu. Được cái ống quần đó không? Còn kaki này đây, đưa lên đi chị vô coi. Rồi 100 nha các chị. Áo chị Diều đang mặc bán lên 55. Các chị nghe tư vấn chị, mình mua tặng hay là mua cho thì các chị ghi mua tặng hay mua cho nha. Này áo đẹp. Trong này chị gái nào nhỏ ký thì mình mặc ok ha. Mình mặc ok. 100 Thuy Nguyên. Còn kaki này các chị, hàng màn xịn vậy nè. Tất cả đều vừa về lấy lồ không ơi. 100 Nhung Hoàng. Trời Nguyễn ơi. Xuân Quang. Các chồng mới ghi kèm đồng với cọc để sọc cho đơn vị ơi. 55 đến 75 kg này, chị nào chốt này. Em giá 200 giờ em còn chuyện này đưa lên trên luôn đi. Để vô báo lại cho cả nhà, chút vô tặng nha, vô tặng các chị bấm nha. Hàng các kia màn xinh á. Thì em bán từ 55 đến 75 kg. Tất cả đều là size trên lầu. Mình chú ý dùm em. 100 Bùi Dương Châu, 100 Bùi Tương. Cái này là những chị mà lớn ký mặc đẹp thực sự luôn. Không không anh, áo trắng là khác, đây áo khác mà. Cái này áo xinh mà. Đưa cái dương châu lại. Rồi, tất cả đưa lên lên đùi cho Diệu đi. Rồi. Dương châu chứ quần này nha, em sẽ tặng cho cả nhà giá 180.000.
Hàng Trung các chị ơi, em bao hàng đẹp luôn nha. Hàng các chị mua mà sốt rồi đi bạc là tầm lên 200-300 ngàn, 200 không có đâu, phải là 270-300 ngàn một tuần ấy. Mấy hàng này là cao cấp à. Các chị nhìn cái tem nặng của nó là biết rồi. Kaki à, đưa lên đùi cho tôi đi. Đây, khách tự nhìn hàng màu, thực sự có mười mấy cái à. Đem lên luôn đi. Đấy, bóc lên đây lên cái đi. Xuân Quang ơi. Rồi vàng, da, rêu, nâu, trắng. Rồi bao nhiêu đây chị? Rồi. Thông báo nhìn màu nha, ai chốt nhìn màu chứ không thôi đừng có chờ không có không còn đâu, rồi hết cái nhiêu đó thôi, 180 ngàn. Rồi nâu cho thủy vợ quen 180 các chị ơi, đang sale tặng nha, hết rồi Vũ Trang. Một riêng nữa cho chị Thu Thủy Vợ, ok, 180 các chị ơi. Dạ nhiều không em chút thôi, nâu còn không chị ơi? Nâu còn cái nâu Hà Đồ mà nâu bán hết. Đừng lo ngắn nha, Dũng thử cho cái này là to đó. Áo xanh 100 cho Dương Châu, ok nè. Đấy. Quần da cho chị Tấn Vợ. Hết. Còn vàng riêu trắng. Trắng nho nhà ngọt. Rồi hết. Chị nào lớn lớn tí vô. Nâu hết rồi các chị ơi, trắng hết luôn rồi. Đừng chờ vô thử. Tại cái này là vừa đã bán mà còn có nhiêu đây thôi à. Da còn không? Da hết rồi, còn vàng riêu. Còn vàng và riêu thôi các chị ơi. Đổi màu liền. Ok, 100 rồi cho chị Đồ Thủy. Riêu cho Ái Nhi Hằng. 180 ngàn, từ 55kg đến 75kg. Cái đồng đây là bày hình giúp sao các chị ơi. Hồng cao riêu nâu, mình có riêu thôi nha chị ơi. Có hồng cao hả? Ừ. Hồng cao lấy vàng đi con. Có hồng cao lấy vàng đi. Hồng cao dáng mặt sẽ đẹp lắm đó. Riêu Nguyễn Trúc. Chỉ cần đầy 10. Rồi hết. Vàng cô hồng cao. Ừ. Đó, còn có mấy cái nè. Đồ thủy là riêu và trắng, mình có riêu thôi chị nha. Rồi hết riêu. Rồi vàng còn 3 cái. Rồi vàng còn 3 cái các chị ơi. Quần 180 đang siêu tặng. Tất cả đều nằm trong túi giúp. Em ơi, 2 cái áo 100. Ừ, hàng cực kỳ đẹp luôn á. Riêu là bán hết, bây giờ chỉ còn vàng thôi các chị ơi. Trên live mình nhớ nghe từ Thủy ơi, cái còn 165 á Thủy. Đâu vàng rồi, lấy ra. Vàng Thần Phương. Rồi. Vàng Đồ Thủy. Ok. Vàng còn 1 cái. 180 vàng còn một cái cuối cùng và duy nhất cho chị Kim Hoa Lưu. Ok. Quần 165 nữa. Tôi đem ra luôn, đã rồi. Mà 180 quần đã bán hết cho các em chị. Em tặng cho các chị một mã đầm. Lương Anh Thư ghi kèm đồng ý cọc để sập chốt đơn chị ơi. Ôi trời. Rồi xong. Tuyệt. Thật. Quần bán hết cho các chị ơi. Qua mặt tiếp theo. Còn mấy cục đó. Tặng cho cả nhà luôn nha. Không bán nhờ đâm đây ra bán cái hộp này. Rồi chuẩn bị nha. Đồng ý em ơi. Sợ đồng ý xong đã hết hàng rồi. Lương Ngân Thu đặt hàng lại từ đâu chị ơi? Đến lượt của mình đã hết hàng rồi. Hết hàng rồi nha. Lương Thu đặt hàng lại từ đâu nha, em chốt cho. Cái hàng mới mình chỉ cần ghi đồng ý. Sau live mình mới chuyển khoản cho các chị nha. Đơn dưới 900 mình có 100 cho các chị. Cái này tiếc à. Tiếc mà mình đi biển sớm hơn. Giờ chị giấy đi chơi rồi mình đi làm đi phát đi. Giờ mình tổ chức đi lại đó. Được, để mình đi sáng đi chiều về cũng được. Ê được đó mà thiệt. Chị em mình đối một cái đầm này là bao đẹp luôn á. Tập trung chuyên môn bán hàng. Rồi. Cái này là 250 ngàn. Bán vô đầu đó. Rồi các chị lấy đi. Em tặng cho các chị 190 ngàn đồng giá hết. Có sai M L S L 2X M 55kg L 60 2X 65 3X 70. Các chị coi hàng nha. M L S L 2X. Đúng rồi. 70. Bốn sai thoải mái lắm. 190 ngàn. Mà tiếp theo 190 kèm sai vào các chị ơi. 190 kèm sai thôi. 190 kèm sai M cho Thuy. Rất là dễ thương. 2X cho, không có đầm 3X đâu chị ơi, 2X cho chị Hiền Lê. Này nghe là Hiền Lê chỉ đọc 3X. Không, mở lời là 2X cho tôi à. Cô Mai ơi ghi lại giúp em nha, không có 3X chị ơi. L cho Huỳnh Tân, L cho Mỹ Thơ Nguyễn Thị, M cho chị Hoa Kim. Trong 9 những cái đầm nó cưng gì đâu luôn á, thiệt sale vừa nay vừa sale vậy là cũng vậy. L cho Hiền Quỳnh. 3 cái 70kg, 190, size 2X cho chị Thoa Kim. 3 cái nha, 2X. Giờ đang mặc size M với chị Nhung. M cầm lên nguyên. Mong thoải mái chưa?
2 ít thân phương. Cứ đúng cân nặng thì tôi vẫn chắc vô được. Ok, không 2 ít phương vỏ. Đúng à. 2 ít tô mai. Trời ơi, nhìn cái đồng này các chị thiệt luôn á nè. Có mã đồ vậy nè. Không có 3 ít các chị ơi, mơ lơ ít eo. 2 ít. Lúc mà bên chung mà cái 55 rồi, rồi 60 hay 65 ít eo. 72 ít ngay tư vấn kỳ cho các chị nha. Đầm đang sale tặng 190. 190, các chị nhìn bao bì này là các chị biết là hàng nó sẽ M Huỳnh Vân. 2 ít Tinh Nguyên. Nè hàng công ty này hàng đẹp lắm này. Chân dung cuộc sống này. M Kiều Trang. Ừ. Chính cục rồi. Ít eo yến bật. Em mở đâu? Nếu mở thì bật thêm. Nè mở, từ từ đi vậy. Này, mở từ từ chạy ra. Hai ít phương long. Em mở thu nga phẩm. Dễ thương cái này nè. Đấy, đấy dùng cho thân phương đi. Cái gì? Cho chị, làm gì có 3 ít đâu chị ơi. 2 ít tôi 70 à. Chị lấy 1 với 2 là 3. Đổi dung cho chị ấy xuống XL vào rồi thân phương lấy đổi lại cho chị ấy cái đi con này rồi. Ok đổi cho. Rồi XL đổi cho thân phương lấy XL. Lấy thân phương hay xả cả bài. 65 XL phương Lam đã quay hoàn toàn. Phương Lam được rồi. Cái gì vậy trời? 2 ít thông độ. Cái này mà em đang tưởng tượng á. Mà chắc chắn gặp em là mấy cái này em bao giờ em bỏ. Em mà trên trả em cắt áo em mặc cũng còn được. Cái này có chị đồng của em là bữa giờ cắt áo làm áo em mặc nhiều lắm. À rồi rồi. Cắt có 10 15 ngàn à. Mày hồi cái ra một cái kiểu mới. Đẹp chưa? 65 thì mang ít eo chị ơi. Này... mình mang hay rộng hơn cũng được nha. Mình mang cho thoải mái các chị. Hết chị Thoa lấy size XL được rồi. Chị Thoa cho em, chị Thoa dù biết. Cái mấy cái này dễ mặc lắm, các chị đừng thắc kinh quá. Chị ấy này là có 3 cái 70 rồi. 3 cái 2 ít rồi đó. Lấy 2 ít luôn hả? Chị kêu 70 nhưng mà 70 3 cái. Chị cho 65 Phương Lam. Rồi. Đổ cho Phương Lam nữa. Ủa sao thử dôi quần này khác quá. Các chị mình nghe tư vấn kỹ nha. Rồi 190 lấy Phương Lam lại. Lấy XL chị ơi. Lấy 2 ít của Phương Lam. Coi coi cái quần nó mã bao nhiêu các em. 85 985. Cái quần em ơi. Cái quần coi cái đầm cái gì vậy. Giống nè. Con đang nói cái đầm á. Một bà đứng dậy kiếm phù đi. Cái quần máy bán là máy gì. Nó mặc quỷ. Rồi xong. Nó... bổ sung đưa đây bổ sung nhau. 2283 chị. Bởi vì nãy tôi coi không. Cái mã tôi thấy cái túi khác. Cái chân tức khác luôn. Cái quần này khác. Nào, tức thiệt chứ túi này túi khác. Cái kiểu này không có màu. Đừng lắng thì theo thêm theo đi. Rồi, mà tiếp theo quần các chị ơi. Để em ướp cho cái. Đúng, đúng mặt sai. Rồi. Khoa kim lấy 3 cái trả lại kìa. Chị ấy bấm lộn gì nữa. Ui. Rồi lấy ít eo cho Khoa kim. Lấy 3 cái 70 này cột xuống là bỏ ra đi. 3 cái đầm cột lại chị. Lấy một cái ít eo. Rồi bỏ 3 cái đâu ra chị bấm lộn rồi thôi. Các chị đặt thẳng kim các chị nha. Ôi định hỏi sao nay mua 3 cái định hỏi tặng mặt chung hay gì. Các chị từ từ. Rồi mà tiếp theo nha các chị. Trời ơi mà tôi cũng dám đi vòng vòng tôi đứng chỗ thôi. 55 đến 75 kg. Rồi đọc ra. Rồi 108 tặng cho cả nhà nè. 108 ngân nguyên. Trắng, bán đưa màu, đưa màu lên. Đưa màu lên. Rồi, trắng. Cà, cam. Bò mà. À bò, cái này bò. Da, nâu, đen. Đen, trắng. Trắng, bò, da, nâu, đen. Rồi 108 tặng cho cả nhà. Tô mai. Hai cái trắng thôi nha. Nó vừa mặc cái nhà đó, đến 75 tiếng các chị thấy được thì chốt thôi. Trắng yến bạch. Một size XL thôi, một size XL thôi. Rồi, trắng da bò nâu đen. Trắng da bò nâu đen. Yeah. Nâu cho chị Nguyệt Trúc. Đen Nguyệt Chi. Ghi chán. Rồi em đọc thôi. Bò. Đen. Rồi, trắng bò Huỳnh Vân. Các đồng mới đọc bài giúp nha các chị ơi. Đen Hà Đồ. Đen Hà
biết Việt Chi là có hàng trắng cho út nữ 158 trắng út nữ đen Nguyễn Trúc da Bạch Yến trắng Đồ Thùy mà là hết bao liền nha còn một cái bao đen Nguyễn Liệu đen. Nâu Huỳnh Tâm nâu hết nâu hết da Văn Nguyệt da hết da hết trắng bò đây, bò đây mấy em bò này bò kìa ra bò kìa trắng Đồ Dung kiểu kiểu bò kiếm kiểu bò nâu Anh Ngọc nâu, trắng Bên Hoa nâu hết rồi nâu. Anh Ngọc đây. Anh Ngọc là nâu hết rồi chị ơi đổi màu liền giúp em chị ơi khá dáng rồi này ta đi đừng có lo ngắn chỗ em kéo một chút để tỉnh đen bò cho chị Nguyệt Điệp rồi bò hết rồi đen còn cá da trắng Minh Tư đen còn không đen còn cái chị bị cầm rồi Nguyễn Trúc có một cái này một cái đen thêm cái đen là cho chị Nguyễn Trúc là hai cái ok ôi ai mặc hàng này rồi là viên nè cái tình này bừa bừa kia chút thôi à thêm cái này đen đẹp lắm trắng Thuy Nguyên tất cả đều về luôn đâu hết rồi đổi mau lên các chị ơi da hết luôn rồi trắng Sơn Nguyên Phương Võ trắng đen mình có trắng cho chị nha sale này quá rẻ luôn đó chị sale này quá rẻ luôn đẹp đây đây rồi hiện tại chỉ còn màu trắng màu da gì nữa màu trắng là còn một màu trắng à, màu trắng đúng không ok còn quần trắng trắng cho Nhan Ngọc nhớ ở đâu giá cái chết đực trắng không hợp thì là mình có trắng rồi không có đen chị nhá xong tiếp theo hả ok nó bằng ngoài đeo chưa không còn hàng để đồ đâu các chị ơi trắng Thu Vui trắng Thu Hà Trần trắng 180 các chị còn một cái duy nhất trắng rồi trắng 180 còn một cái một sáu năm được không hai màu không hết rồi các chị ơi mà kia 180 là hết rồi còn trắng một cái 180 còn một cái trắng 180 rồi các chị 160 bóng đại đi cho hết cho này 160 mà tiếp theo ghi kèm màu vào các chị trắng cho Nguyễn Trúc ok lấy cái trắng cuối cùng cho chị Nguyễn Trúc hai vòng quần bán đúc quá nhỉ rồi mà 160 tiếp theo 160 các này cái này là tài ổn định người ta gọi là lùa alignment lùa nhưng mà thật sự nha chất này nếu mà đúng vào ở bên trong gọi á là đuổi lùa thôi mà tiếp theo trắng da 160 không phải alignment lùa đâu nhưng mà cái chất này là yên tâm mặc bao chứa luôn không nhăn không xù lông không rút không gì cả mặc cực kỳ mát nếu mà em đảm bảo là chị mặc trên 3 năm thôi chị đến thấy cái vải nó vậy chỉ có là nhìn nó cũ đi thì có rồi 160 da với trắng 160 da 160 hành nô xóa hết lùa lùa luôn ra còn màu cam không tí trắng da 160 các chị ơi ghi kèm màu vào trắng da 160 bán quần bán lên 70 kg các chị nghe tư vấn chị các chị lên cái này đi để tặng cho trắng da 160 Thu Hà Trần da 160 Thanh Thúy cũng là túi mặc rất em các chồng mới đọc bài ghi nha các chị nha trắng 160 Phan Ấn Ngọc cái này nhỏ ký mặc cũng xinh lắm nay chốt đạo luôn các chị ha em đọc đạo luôn trắng và da trắng da 160 bán lên 70 kg nha các chị nha trên like ngay từ bên chị trắng 160 Huỳnh Trần Vương Phan cái thằng mới đọc bài ghi nhất top thì cần đồng ý cọc trắng da 160 Trần Nhã Anh trắng da 160 Dung Nguyệt chị nào mà muốn lấy này là cứ yên tâm đi chắc chắn người chị da 160 Thảo Đồ trắng da 160 Ấn Hồng rồi hết da hết da trắng 160 Châu Phương da hết rồi các chị ơi chuyển liền chỉ còn màu trắng rồi trắng 160 Chân Lưu trời đẹp lắm đi dám quần bao dễ chịu cực kỳ luôn các đồng mới đọc bài viên giúp sau khi kèm đồng ý chuyển khoản cho các chị tuấn lắm tôi tin chốt đây mấy chị cái này đừng có lo trắng da 180 bây giờ màu còn màu trắng thôi màu da bán hết rồi nha các chị nha chị lấy cái mặt chơi đây lên 80 đi 60 kg 80 ngàn mà tiếp theo các chị ghi phải ghi kèm 80 vào 80 có 3 màu tặng hết luôn đi trắng vàng hồng 61 kg cũng được bán lên 61 kg nha các chị nha đó, từng trắng vàng hồng 80 màu tiếp theo cốm chứ bạn cốm trắng cốm
màu gan da vàng chết luôn. Cái quần, cái áo 80 ngàn, cái quần 160. Lên đồ đồ quá dễ thương. 240 đâu. Nhìn rất là ngọt luôn. Thế chị cứ xin xin đó. Nói chung này giờ dễ mặc lắm. Dù có một cái mã vô tặng được, cái nào vô tặng cho chứ chị thấy được. 80 tặng qua chị liền. Rồi chút đi, chút cái mẹ trắng cốm hồng nha các chị nha, giờ bán 80, bán từ 61kg lại các chị nha, từ bên kia 80 trắng ngọc thân, 80 trắng cho Trần Thân Phương, 80 trắng xanh, trắng trắng bơ rồi, Mỹ Queen, ok. Còn bơ với hồng thân hết. Còn là bơ hồng nha các chị nha, bơ hồng. Ôi em tặng để là giống như đang có đơn á, kèm theo đi luôn cho vui vậy đó chứ. Này làm gì có giá này. À bán giống như còn bạc trắng cho Yên Bùi. Trắng hết rồi. Trắng hết rồi. Bơ cho chị này 60. Rồi bơ cho chị Trần Trung. Cái nhà này mặc cứng lắm. Còn là bơ và hồng thôi các chị ơi, bơ hồng rồi. Bơ Huyền Trần. Hồng Trần Trung. Hồng Lan Nguyên, hồng hết luôn. Cắt bớt đi chút này vô mình coi. Hết rồi. Bơ Cần Lưng hết luôn. Là hết hàng rồi phải không? Hết hàng rồi. Hàng 80 bán hết rồi các chị ơi. Qua mà tiếp theo. Rồi tặng cái áo Lê Thủy đang ngồi luôn đi. Còn ai lấy ghi thêm nha. 57kg, 56-57kg thôi. Trăm mấy nhưng thôi bán không được rồi. Tặng luôn 80. 57kg. Lấy hết, lấy chị hết. Đâu Thủy lấy rồi, Thủy mua trăm mấy ngàn nè. Nhân viên em mua trăm mấy ngàn nè các chị. Ôi trời ơi, dữ vậy. 120 trời ơi, ok, lấy một cái quần rin 65 cho nguyên liệu. Ok, nguyên liệu có hàng. Rồi, 56-57kg thôi. Rồi, các chị ơi, trắng 100, bán đến 57kg tối đa. Còn 2 lớp này, các chị coi nè. Mạ 80 bán hết rồi. Tiếp theo mạ 100, 57 cho Trần Thân Phương. Đâu, 80 ngàn. Bán đến 57kg, ghi 57, được, ok, 80, ok. Còn trắng bây giờ các chị chốt mà trắng 57 nha, giá bán 80. Trắng trắng 80 Huyền Trân, ok em sửa giá lại cho, trắng 80 thôi. 80 nha. Sửa giá lại cho các chị. Trắng 80 Ngọc Nhiên An bán đến 57 thì các chị nhớ nghe tư vấn nha. Rồi áo trắng 80 còn không? Còn. Ok, chị nào chốt chốt nha các chị. Nay xem đạo luôn các chị ha. Chốt đạo luôn thoải mái luôn. Cái mẫu nó khác rồi. Tham 195 rồi. Đây là 195. 195. Rồi bây giờ lên quân mà 195 có hai màu cam nâu nha các chị nha. 195 cam nâu 72kg. Đổ lại 48 trở lên. Cái nãy, nãy giờ quên bánh dây. Rồi đem dây luôn, đem mấy mạng tặng cho chị đi. Lấy lên dây đi, tặng cho chị. Còn chị... còn bao nhiêu này? Còn cần nhiêu khách, nhiêu khách coi này. 158 được, 158 được. À, Thủy ơi, khỏi Thủy ơi. Lấy 4 mạng dây qua chị, 4 hoặc 5 mạng dây ra. Em lấy bằng, chạy vô. Má thì cho lấy đồ đi, lấy dây ra đi, vượt tại vừa bán cho. Rồi, quần 195 có cam nâu. Các chị ơi, bây giờ bắt đầu tặng mạng dây nha các chị ơi. Mình tặng bài giấy xong là mình nghỉ luôn nha các chị nhá. Kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các chị lên rất là nhiều bài luôn. Cam nâu 195 cho Phạm Nguyên. Nâu cho Hoa Kim. Lấy dây ra đi đi đi. Cam nâu 195 quần bít size mang lên 70. Trên live các chị nghe từ bên kia. Quần nâu 195 duyên độ tí. Cách mới đọc bài YouTube shop cái kem đồng ý cọc nha các chị. Nâu chị Nga Lê kìa. Nâu cho chị Nga Lê. Nâu còn một cái. Nâu còn một cái cái nhà nha. Nâu còn một cái, cam thì còn. Rồi chuẩn bị cuối cùng là tặng dây nha các chị nha. Dây đẹp các chị yêu ơi. Cam nâu cho chị Nhung Hoàng. Mà nâu bán hết à. Còn là cam nữa nha, cam 195 đi còn hàng. Rồi, đeo vào luôn, đeo vào trong mân cổ luôn. Rồi ok nha các chị nha. Rồi mã dây đầu tiên. Rồi mã đầu tiên hồng. Má hồng đi. Quần cam cho Tuy Nguyên. Hai mà dây 99 ngàn. Dây 99 nha.
Rồi cà chì lên, lên dưới này là đá, dây nha cà chì nha. Trên này là gỗ, trên này là gỗ, mát cực kỳ luôn. Dây đồng giá 99 mà đầu tiên, không. Các chị có thể ấy chị đồ chị Trương Minh Lan kia chưa? Này không bỏ thì dân luôn cho chị Trương Minh Lan chút chị mà đầu tiên dây hồng nha các chị nha. Nói chung là quần cao trong nguyên liệu. Một cái quần cao trong nguyên liệu nha. Một cái thì cam còn một cái nha. Ok, quần cam còn một cái duy nhất các chị ơi. Ủa quần này là hết luôn rồi á chị? Mình tiêu là hết luôn á hả? Cái gì vậy? Cái mẫu này có nhiêu thôi. Mỗi bằng gà nhiều mẹ thôi. Thì giống hay phèn đi chuyên phá. Được rồi, mà đi cắm đầu là có. Ra đây ra đây. Hồng cho chị Phương Vọ. Rồi các chị dây 99 bắt đầu chốt nha các chị nha. Dây 99 các chị. Rồi các chị, bây giờ là tiết mục sâu hả? Đi ra chợ, đấy, sâu mua cái giò heo về hầm liền. Củ sen. Đi thập cận hả? Không, củ sen. Cái này là trái gì á? Trái gì á? Trái mà ở trong ái vàng á, bạch quả. Bạch quả, em có củ sen với bạch quả. Cái gì làm gì bạch quả? Ủa bạch quả màu đó luôn á. Cái màu gì? Màu hồng nè. Bạch quả nó màu trắng. Đúng rồi, bạch là một trắng đúng rồi. Bạch quả là à, cái hộp nó ở trong màu vàng. Ủa có ăn bạch quả chưa? Bạch có ăn bạch quả bây giờ cá cái gì? Rồi cá, đây, bà không bạch rồi bạch rồi. Không, không cải, cá. Không, cho lưng. Màu trắng đúng không? Không biết hết chưa? Cá. Em không. Cá gì đây cá? Cá không? Cá gì? Rồi bỏ hai cái hồng, bỏ hai cái hồng này bỏ vô luôn. Bây giờ muốn cá cái gì? Cá cái gì? Cái rồi cá chi? Mà tiếp theo. Vàng nha các chị nha. Cá cốc sen. Hồng cho Thảo Nguyệt. Chín với chín ngàn. Các chị mà muốn ngắn các chị rút lại cái dây ở sau. Thôi cứ dễ lắm. Đeo mấy cái này dễ mà. Đâu có, đâu phải là mình sờ mà mình cứ đeo vậy. Ôi. Thôi mà. Dễ lắm. Rồi má hai. Mà tiếp theo. Đơn giản nè. Rút lại ngang đây, quấn lại đây đường rồi nè. Mà bắt đầu tới giờ này là giờ lộn xộn. Đó. Muốn rút bao nhiêu ngắn bao nhiêu thì lên thôi. Dây nãy này có giảm giá không? Hả? Giảm còn 99.000. Rồi dây. Bán 99, giảm còn 99. Thôi má hai, má hai. Hôm nay mua một dây tặng một dây tính tiền hai dây. Phải vàng dây, phải Phương Vọ, ok ơi. Này dễ mà, dễ xài mà. Mạ 2 cho Thu Hà Trần vàng đây không? Vàng rồi mạ 2 là 1 nha. Dây thì vô đang cầm lên tay. 2 cái là có nhiều chỗ, nhiều bàn nó đeo sát vậy nè. Các chị chỉ cần cái phần dây đàn này nè. Nó đến đâu chị quấn này bỏ nguyên bao. Đó, bỏ qua vậy thấy là xong thôi. Rồi các chị ơi, mình chốt lên. Ok thì là mình đi tiếp nha. Còn không ơi, dừng với các chị. Rồi, má hai nha. Rồi mấy chị ra hết rồi phải không? Thôi rồi mình nghỉ đi, mình nghỉ đi. Em mệt tao mới bỏ hai cái. Dây vàng là bỏ cái cây nó không cho bán nữa mấy chị ơi. Thôi lỡ đây này má ba. Lỡ là đưa má ba. Ôi trời. Má ba mấy chị ơi nè, tao má 4 mấy chị. Đừng có nghĩ mấy chị bán tới tối luôn nè, em còn sức mà. Đó là cái chị. Bốn mấy chị ơi, cũng sen má 4. Bạch quả má 5. Mua đi mấy chị nè, đừng ra cho chị làm cho em cho mấy chị. Mềm má này hả? Mềm cho các chị ơi. Chào cô bé tóc xù hai sừng. Ôi. Tao hai sừng. Lấy mấy chị một sừng á. Chị một sừng là mấy một sừng rồi đó con ơi. À vậy hả? Đêm bữa dài đêm nằm mơ thấy chồng có một không? Mã 5 là mã nào? Chết chưa à, chết. Bạch quả là mã 5. Rồi rồi xong, toan luôn. Củ sen là mã 4. Ui. Bạch quả là mã 5. Rồi ok. Củ sen là mã 4. 5 cho chị Minh Quỳnh. Rồi lấy một cái cho chị Minh Quỳnh. Đây. Mua thêm cái chân giò heo nữa. Cái này cứ xem thì mua chân rồi thôi mình chốt chân đó được rồi nhá các chị nhá. Không cái làm cái giò heo chặt cái đũa bỏ nó mà 4 củ sen Phương Vợ. Ui giời bốn củ sen đó, sen củ sen đó chị ơi, củ sen cái này quả, cái này có một sợi dây trắng và trắng giùm em đi trắng. Còn đây là củ sen mà má trắng. Do heo củ sen lợn lợn sữa là sao? Ra lợi sữa là có nhiều sữa cho mẹ, cho con bú. Sữa mẹ là sữa có nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mà ba là cái nào? Cho bố. Mà ba là nãy vừa mới đeo á, màu xanh á. Mà ba cho ti cú. Rồi má trắng. Mà trắng cho Thảo Nguyệt. À, trắng thì chị đang cầm luôn.
mã ba là cái màu 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 quên mã ba là màu vàng đó đó cái đó. Ủa sao nãy nó mã hai mà chị? Má hai rồi má ba cái nào thế chứ nó nhiều quá chi rồi chứ. Làm gì còn má ba. Hai đúng rồi má ba cái đó. Tôi bỏ. Tôi thôi đi. Cố cố sang cái gì cố sang. Tự nhiên nè cái này bằng đá đó. Ừ. Nãy biết sao con em nó ra nó xin mẹ sợi dây để đeo. Tôi mới nhớ đấy. Vô phần chị áo sơ mi cổ. Là chị Thảo nghe là sao nãy chị đặt có không anh này nhiều nhiều chiều này cũng biết rồi chào tất cả các chị nha cả này rất là cảm ơn các chị rất là nhiều luôn bye bye cả nhà rồi ok các chị nha cảm ơn cả nhà nhiều nha để chào cả nhà nhìn mặt em bắt đầu ngu rồi đó bắt đầu ngu hết rồi đó cái này mặt em một ngu ngu rồi đó chi vậy đi ăn ăn miệng đi vậy khủng á. Do hiểu cũng rồi bây giờ rồi. Chị kêu anh Hương lắp ráp mà cái đồ mà móc người ở trên trần á chị. Mấy ba cái hai cái quần riêng xoàn luôn, hai cái quần riêng. Hả? Giờ chị kêu anh Hương móc người tụi em lên trên trần này nè, rồi tụi em móc đơn dưới lên tụi em.